đây là duy nhất một lần nhìn bằng mắt thường đến hy vọng. Chẳng qua Quân Quân thật là đau khổ đến cực hạn, phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào tới. Lại có người sớm đến rồi. Đúng vào lúc này, từng đạo bóng người xuất hiện. Chiến hùng quốc cường giả tiểu đội nhóm đều đang từ từ tụ đến. Cái khác đám ô hợp nhóm không cách nào dự báo hung thú ở nơi nào xuất hiện, bọn hắn khắp nơi đi loạn, chỉnh hợp đám hung thú chém giết. Thế nhưng là chiến hùng quốc có hậu phương chỉ huy một tiểu đội tại, bọn hắn có thăm dò thánh tuyển thần minh tại, có cảm giác hung thú thần minh tại. Cứ việc một đường vẫn là gian khổ, nhưng tối thiểu bọn hắn một đường vẫn là tới đỉnh, tìm được thánh tuyển vị trí. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận tiến đến bao nhiêu người, có thể tìm tới thánh tuyển chỉ có thể là bọn hắn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Có người sớm một bước đến nơi này. Đây không phải Diệp Quân Lâm sao? Bọn hắn làm sao ở chỗ này? Đám người liếc mắt liền nhận ra Diệp Quân Lâm một đoàn người. Khi thấy Quân Quân ngâm mình ở thánh tuyển bên trong, những người này lập tức kịp phản ứng. Không tốt, Diệp Quân Lâm mang theo nữ nhi của hắn đến thánh tuyển giải độc. Hiện tại cửu đầu xà tại chiến hùng quốc. Cho nên chiến hùng quốc tất cả mọi người biết Quân Quân chuyện bị trúng độc. Một đám người xông tới. Diệp Quân Lâm nhìn thấy bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, người đều đến đủ sao? Ta muốn giết toàn bộ. Dám quấy rầy nữ nhi trị liệu. Tất cả mọi người muốn giết. Nhất là bọn hắn còn che chở cửu đầu xà. Hưng phấn. Chiến ưng quốc nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ chạy đến, Diệp Quân Lâm ngược lại trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Đối mặt vào tới chiến ưng nước cường giả nhóm đều cùng nhau sửng sốt. Để bọn hắn đều đến đủ. Sau đó toàn giết rồi. Cái này Diệp Quân Lâm dựa vào cái gì? Có tư cách gì nói ra lớn như vậy lời nói đến? Chẳng qua lúc đầu chiến hùng quốc cường giả đều là muốn tề tựu, dù là phía sau điều khiển chủ đạo hết thảy đội ngũ cũng đều muốn tới. Đồng thời, bọn này tốc độ của con người rất nhanh, vài phút bên trong đoán chừng toàn bộ tề tựu. Diệp Quân Lâm ngươi đang làm cái gì? Dám can đảm để con gái của ngươi ngâm mình ở thánh tuyền bên trong. Con gái của ngươi đều đem thánh tuyền làm bẩn. Mau mau lăn ra. Đúng, thánh tuyền như thế thánh khiết vô thượng. Con gái của ngươi uống một ngụm đều không được, chớ nói chi là ngâm mình ở bên trong. Đây là bẩn thánh tuyền. Thánh tuyền không cho phép bất luận cái gì tang vật ô nhiễm. Trước hết nhất đi lên trước hai tên trẻ tuổi cường giả trực tiếp quát lớn. Tại chiến hùng quốc mọi người nhìn lại, thánh tuyển chính là chính bọn hắn. Những người khác kiên quyết không thể động. Diệp Quân Lâm không nói chuyện, chỉ là nhìn xem bọn hắn. Một giây sau, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, trực tiếp vào tới hai vị này trẻ tuổi cường giả. Phốc, phốc, nương theo lấy kêu thảm, hai người này trực tiếp thật cao hướng về sau quăng lên. Như là như diều đứt dây. Phảng phất bị cao tốc tiến lên máy bay đụng bay ra ngoài. Phanh phanh. Hai người sau khi hạ xuống, trực tiếp không động đậy. Chỉ gặp bọn họ máu thịt be bét, toàn thân trên dưới đã không có bộ dáng có thể nói. Thông tục điểm nói chính là hai bãi huyết nhục. Người đã chết không còn hình dáng. Sửng sốt. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ động thủ. Mấu chốt hắn còn rất mạnh. Hai vị này thiên tài cứ như vậy chết rồi. Thân vị trí thứ mười mấy trẻ tuổi cường giả nhìn xem đồng bạn chết rồi, lập tức hướng về phía Diệp Quân Lâm quát lớn, ngươi thật to gan, ngươi. Chỉ là hắn nói được nửa câu, cảm giác một cỗ thái sơn áp đỉnh uy áp đánh tới, mình cả người phảng phất bị khóa chết. Trừ một chút ý thức, cái khác thân thể các bộ phận đều không thể động đậy. Oanh! Võng mạc bên trên phơi bày ra che khuất bầu trời bóng tối. Người hắn đã bay ra ngoài. Cảm giác linh hồn cùng thân thể bị mạnh mẽ lột ra. Cái khác trẻ tuổi cường giả cũng giống như vậy. Bọn hắn còn muốn cảnh cáo như thế nào, thế nhưng là Diệp Quân Lâm căn bản liền không nói nhảm, trực tiếp đánh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, mười mấy người toàn bộ bay ra. Diệp Quân Lâm là như thế nào xuất thủ, bọn hắn đều không thấy rõ ràng. Phanh phanh phanh. Trên mặt đất nhiều mười mấy bộ thi thể. Đằng sau chiến hùng quốc chúng cường giả cái này mới phản ứng được. Ta liền nói ngươi vì sao có thể tại chúng ta trước đó tìm tới thánh tuyền, hóa ra là thật sự có bản lĩnh a. Mọi người lúc này mới dần dần kịp phản ứng. Diệp Quân Lâm cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy yếu. Ngược lại rất mạnh. Cứ việc giết mười mấy người này có đánh lén thành phần tại, nhưng đầy đủ mạnh. Xem ra không sử dụng thần minh, là không cách nào đánh giết hắn.
Mấu chốt trên người hắn không có linh khí quanh quẩn, nói rõ không có trải qua linh khí phóng xạ tẩy lễ. Hắn mạnh như vậy, tuyệt đối là dựa vào chính mình luyện ra. Chẳng qua ở ngay trước mặt bọn họ, giết nhiều như vậy thiên tài, đây là sỉ nhục a. Mỗi người đều nổi gân xanh, phẫn nộ cực hạn. Diệp Quân Lâm ngươi xong. Dám giết chiến hùng quốc thiên tài, cũng chính là tại xóa bỏ chiến hùng quốc tương lai. Làm sao có thể còn sống? Bọn hắn thậm chí nhìn về phía sau hắc ám bác sĩ hai người, đừng nhìn các ngươi là cao quý thượng khách, nhưng đó là chúng ta một tay quyết định. Sinh tử của các ngươi chúng ta có thể trưởng khống. Đã các ngươi lựa chọn đi cùng với hắn, vậy hôm nay liền vĩnh cửu lưu tại nơi này đi. Bọn hắn chẳng những muốn giết Diệp Quân Lâm, còn muốn giết hắc ám bác sĩ hai người. Cộc cộc cộc, một trận loạt tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng nhiều chiến hùng quốc cường giả đều đến nơi này. Cuối cùng liền phía sau đội ngũ cũng tới. Chiến hùng quốc lần này tới lịch luyện tất cả mọi người tập kết đến cùng một chỗ. Chúng ta người đến đông đủ, người không phải muốn toàn giết sao? Chiến hùng quốc đám người thần sắc dữ tợn nhìn xem Diệp Quân Lâm. Phách lối. Chiến hùng quốc gần đây một mực phách lối đến cực hạn, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhất là một cái Diệp Quân Lâm đâu. Người lại có thể đánh. Có thể cùng một vị thần minh phân cao thấp. Đã là nghịch thiên đi. Trước mắt còn chưa từng nghe qua, có người không có trải qua linh khí phóng xạ có thể cùng thần minh so. Hiện tại Diệp Quân Lâm liền xem như có thể đánh, có thể cùng thần minh so sánh lại như thế nào. Hiện tại chiến hùng quốc tất cả đội ngũ tiểu tổ cộng lại, dòng dã 55 vị thần minh. Cái khác 5-600 cường giả cũng đều là thiên phú tràn đầy, có chút bị ký thác kỳ vọng, rất nhiều là có thể thông qua cửu đầu xà cung cấp biện pháp, nhân tạo thành thần minh. Loại này cường đại đội ngũ dưới, Diệp Quân Lâm lại có thể đánh lại như thế nào? Còn không phải muốn chết. Tốt, vậy mà giết chúng ta mười mấy người. Hôm nay ngươi cùng con gái của ngươi đều phải chết. Đến tiếp sau đến thần minh biết chuyện này về sau, giận không kềm được. Đối mặt trước mắt 55 tên thần minh cùng mấy trăm tên trí cường giả, Diệp Quân Lâm nhìn lướt qua nói, các ngươi người đều đủ đi. Đủ, làm sao rồi? Đều đến rồi. Mấy người vô ý thức mà hỏi. Vậy thì tốt, ta liền mở giết, đều phải chết. Diệp Quân Lâm tiếng nói vừa dứt. Thần kiếp liền lơ lửng trước người, phát ra khuấy động run giọng. Chỉ bằng mượn một thanh kiếm, cũng có thể sát thần minh. Buồn cười. Một vị thần minh khinh thường cười lạnh nói. Phốc phốc. Thế nhưng là hắn còn không có cười xong, một đạo huyết tiễn vọt mạnh, đầu của hắn trực tiếp không có. Thi thể tách rời. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Một vị thần minh cứ như vậy bị một kiếm chém giết. Không chờ bọn hắn phản ứng, thần kiếp tiếp tục xuyên qua. Tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách bắt giữ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, chấm. Từng đầu tơ máu đang dập dờn xen lẫn, giống như tranh thủy mặc đường cong. Nhưng nương theo chính là thân thể cùng đầu tách rời, từng cái viên cầu thật cao quăng lên rơi xuống. Kia là bị thần kiếp xuyên qua hình tượng. Mọi người căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí nói căn bản bắt giữ không đến thần kiếp quỹ tích. Tất cả mọi người là không có kịp phản ứng, đầu liền rơi. Thần kiếp đây là không khác biệt oanh sát, trong đám người xuyên qua, thế không thể đỡ. Một cái, hai cái, mười cái, chấm, 100 cái. Chiến hùng quốc trong đội ngũ không ngừng có người đổ xuống. Kiều chết thảm đến cực hạn. Nhưng bọn hắn không có một chút phản ứng. Bây giờ Diệp Quân Lâm điều khiển thần kiếp, hoàn toàn là bao trùm thức oanh sát. Sẽ không chuyên môn đi chọn người, đi tận lực tránh đi thần minh loại hình cường giả. Mà là trước mắt có ai liền giết ai. Những cường giả khác cũng được, thần minh cũng được. Ta thần kiếp trực tiếp chém giết. Chỉ coi là đầu người thôi. Không quan trọng. Thần kiếp tiếp tục xuyên qua. Rốt cục có cường đại một điểm thần minh bắt đầu kịp phản ứng. Thi triển ra đủ loại tuyệt chiêu, điều động cường đại nhất linh khí, đem linh khí chuyển hóa thành mạnh nhất hộ thuẫn hoặc là sát chiêu đến ngăn trở thần kiếp. Phốc phốc, chỉ là thần kiếp căn bản không nhìn phòng ngự của bọn hắn, vô luận mạnh cỡ nào hộ thuẫn cùng mạnh cỡ nào sát chiêu, thần kiếp trực tiếp một kiếm đâm xuyên. Lập tức đem thần minh đầu mang đi. Ngăn không được, căn bản liền ngăn không được thần kiếp. Tất cả thần minh bắt đầu phát lực ngăn cản, những cường giả khác có thể kịp phản ứng cũng tại gia nhập phản kích. Phốc phốc, phốc phốc, chấm. Thế nhưng là ngươi có ngàn vạn biến hóa, thần kiếp như thường một kiếm chém giết. Liên hợp lại, liên hợp lại.
Bọn này thần minh nhóm nếm thử liên hợp lại, đối phó thần kiếp. Phía trước nhất thập đại thần minh liên hợp lại cùng nhau, chống lên một đạo vòng phòng hộ. Phốc phốc, nhưng lần này thảm hại hơn. Thần kiếp một lần tính xuyên thủng 10 vị thần minh. 10 khỏa đầu thật cao quăng lên. Rung động, quá rung động. Thần kiếp tiếp tục không khác biệt chém giết. Đám người này thi triển ra tất cả vốn liếng, đều là vô dụng. Căn bản ngăn không được thần kiếp sức mạnh. Chấm. 300 người đổ xuống. 400 người đổ xuống. 500 người đổ xuống. Chấm. Rốt cục tại thần kiếp chém giết dưới, trước mắt lại không một người đứng. Một kiếm chém giết toàn bộ người. Hắc ám bác sĩ bọn hắn đều nhìn mắt trợn tròn. Toàn quân bị diệt. Chiến hùng quốc tổng cộng 55 tên thần minh thêm 600-700 cường giả, không ít vẫn là tiềm lực trở thành thần minh. Vậy mà toàn bộ bị Diệp Quân Lâm một kiếm chém giết. Trước đây sau cũng liền một phút đồng hồ thời gian, vậy mà toàn bộ chết rồi. Một cái đều không có lưu lại. Vô luận là thần minh cường giả, vẫn là cái khác, tại Diệp Quân Lâm nơi này hết thảy chỉ cần một kiếm. Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình thu hồi thần kiếp, phảng phất làm một kiện rất lơ lỏng chuyện bình thường. Hắc ám bác sĩ hai người đang phát run. Đây chính là 55 cái thần minh cùng mấy trăm tinh anh cường giả A. Mèo rừng quốc, cự lộc quốc cũng liền tầm 10 vị thần minh. Tương đương Diệp Quân Lâm một lần tính chém giết 5 cái mèo rừng quốc. Dù là xếp hạng thứ 11 đông đảo tổng cộng cũng liền trên trăm, lần này một lần tính một nửa không có. Kỳ thật Diệp Quân Lâm làm ra oanh động thế giới siêu cấp chuyện lớn. Nhưng tại hắn nơi này lại là như thế hời hợt. Phảng phất ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Bọn hắn lần này cuối cùng đã rõ Diệp Quân Lâm vì sao không nhìn chiến hùng quốc. Đây là có tư bản A. Diệp Quân Lâm từng bước một đi trở về Thánh Tuyền, thản nhiên nói, trên người bọn họ hẳn là có bảo vật loại hình, toàn bộ có thể chia cắt. Nghe được Diệp Quân Lâm nhắc nhở. Hai người lập tức kịp phản ứng, chạy lên đi soát người, đem trên người bọn họ bảo vật toàn bộ chia cắt. Hiện tại chiến hùng quốc vô cùng cường đại, cũng là giàu đến chảy mỡ. Các loại thiên tài địa bảo, các loại trang bị cái gì cần có đều có. Hai người thu hoạch quá lớn. Làm hai người vơ vét xong về sau. Diệp Quân Lâm ho nhẹ một tiếng. Trước đó những cái kia biến mất bá chủ cấp hung thú vậy mà tại phía sau xuất hiện. Hắc ám bác sĩ hai người cảm thấy rất ngờ vực. Sau một khắc, bọn hắn minh bạch. Bọn này bá chủ cấp hung thú minh bạch Diệp Quân Lâm ý tứ, vậy mà đem tất cả thi thể cuốn đi. Nháy mắt giữa sân sạch sẽ không ít. Trừ vết máu bên ngoài, nó thi thể của hắn một bộ cũng đều không có. Hung thú thân thể đối mọi người đến nói là bảo vật, nhất là thần minh cấp. Như vậy tương ứng nhân loại cường giả thân thể cũng đối với nó nhóm là bảo vật. Đây coi như là Diệp Quân Lâm đối bọn chúng ban ân. Nhìn ra thượng đế chi não nghi hoặc, Diệp Quân Lâm thản nhiên nói, linh khí khôi phục cũng làm cho bọn chúng linh trí mở rộng, so một chút người đều thông minh. Đối với cái này, hắc ám bác sĩ có tư cách thuyết pháp. Hắn nghiên cứu qua quá nhiều sinh vật, có quá nhiều mở linh trí. Cái gì hiếm thấy rung động sự tình chưa thấy qua. Trước mắt cái này không tính là gì. Diệp Quân Lâm trở lại Thánh Tuyền tiếp tục thủ hộ Quân Quân. Giờ phút này Quân Quân đã đau đến đã hôn mê. Chẳng qua trạng thái vẫn là tốt. Thánh Tuyền dược lực vẫn còn tiếp tục hóa giải độc tố. Mặc dù độc tố hóa giải nhiều chậm, nhưng hiệu quả một mực vẫn là ở. Cuối cùng mặc kệ hóa giải đến như thế nào trình độ, có thể đối Quân Quân một mực là hữu ích. Dựa theo trước mắt hiệu quả đến xem, tối thiểu có thể hóa giải mất Quân Quân trên thân một nửa độc. Hắc ám bác sĩ cũng là dự tính không sai biệt lắm. Cái này độc quá ác, như thế một hơi suối thuốc vậy mà chỉ có thể hóa giải mất một nửa. Hắc ám bác sĩ cảm thán nói. Diệp Quân Lâm nói ra, nhưng cũng nói có hiệu quả a, có thể hóa giải một nửa, chúng ta còn có thể đi tìm những biện pháp khác hoặc là thiên tài địa bảo. Hắc ám bác sĩ hăng hái gật đầu, đúng a. Nếu là lại tìm tới cùng cái này miệng Thánh Tuyền không sai biệt lắm thần dược. Quân Quân thật có thể khôi phục. Đúng vậy a, kỳ thật dựa theo trước mắt trạng huống này. Ta có nắm chắc, chí ít trong ngắn hạn Quân Quân tình huống, ta có thể trưởng khống. Diệp Quân Lâm rất có tự tin. Sau đó tiếp tục tìm kiếm là đủ. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn biến. Bởi vì Thánh Tuyền là cái vấn đề a. Hắn không thể đào đi a. Thánh Tuyền chỉ có thể ở nơi này. Còn muốn liên tục không ngừng nhận phía dưới linh mạch tầm bổ. Cái này Thánh Tuyền liền không cách nào dọn đi.
Quân Quân còn chỉ có thể một mực đang nơi này ngâm. Mà Diệp Quân Lâm còn phải đi tìm cái khác thiên tài địa bảo. Vậy phải làm sao bây giờ? Việc khó a. Diệp Quân Lâm nhìn về phía Hắc Ám bác sĩ. Nhưng hắn thở dài, Hắc Ám bác sĩ cũng không thể thủ được Quân Quân. Vẫn thật là phải hắn trông coi. Hắn trong thời gian ngắn có thể rời đi, Quân Quân vừa có nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp trở về. Nếu như thời gian dài rời đi hoặc là hắn bị sự tình gì cuốn lấy, không thể ngay lập tức trở lại, vậy liền phiền phức. Thật đúng là phải tìm một chút cường giả đến trông coi nơi này. Diệp Quân Lâm cẩn thận đang suy nghĩ. Thật là có nhân tuyển thích hợp. Hắc Ám bác sĩ cũng minh bạch điểm này, hắn nhìn về phía Diệp Quân Lâm hỏi, người đã có nhân tuyển thích hợp rồi. Tiếp xuống ta cần phải đi bên ngoài một chuyến, đem bọn hắn tìm đến. Diệp Quân Lâm nói. Đúng lúc này đợi. Phía sau thâm lâm bên trong truyền đến rất thưa thớt tiếng động. Có người đến. Một giây sau, một nhóm hơn 20 người xuất hiện. Toàn thân vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Đoàn người này, có 4 vị thần minh cấp, cái khác trừ 9 vị gần như thần minh cấp lão giả bên ngoài, tất cả đều là tuổi trẻ thiên tài. Rất hiển nhiên bọn hắn vừa mới trải qua từng tràng ác chiến mới lại tới đây. Thuộc về đến thế lực bên trong người nổi bật. Đừng nhìn đám người này chật vật không chịu nổi, nhưng trên thực tế tại đại chiến qua đi, mỗi người chiến lực đều chiếm được đề cao. Dù là 4 vị này thần minh, bọn hắn là đến từ mặt trời không lặn đế quốc. Mà cái này mấy vị trẻ tuổi càng là thành viên hoàng thất, ngày hôm đó không rơi đế quốc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Kỳ thật đi theo bảo vệ bọn hắn thần minh khoảng chừng 8 vị, vừa mới chiến đấu bên trong, trọn vẹn vẫn lạc 4 vị thần minh cùng 20 nhiều tên cường giả. Hiện tại rốt cục đi vào thánh tuyển vị trí. Đây là chúng ta, ha ha ha. Đám người phát ra cuồng vọng nụ cười tới. Mạnh như chiến hùng quốc cũng không có sớm đi vào, bọn hắn khẳng định cũng bị đám hung thú này cho vây khốn. Những người này ngầm thừa nhận thánh tuyển là bọn hắn. Hoàn toàn coi nhẹ Diệp Quân Lâm mấy người. Đang lúc bọn hắn muốn xông tới chia cắt thánh tuyển thời điểm, bên cạnh trong rừng một đám người cũng vọt ra. Robben đế quốc. Mặt trời không lặn đế quốc đám người nhận ra được. Nhóm người này là Robben đế quốc. Thực lực gần như so sánh mặt trời không lặn đế quốc. Cũng là đương kim thế giới thế lực tối cường một trong. Phân biệt xếp tại thứ 7 thứ 8 vị trí. Nghe nói hai quốc gia thần minh số lượng đều tại 200 trở lên. Không phải bọn hắn cũng không dám đến thăm dò cấp 1 cấm địa A. Các ngươi vậy mà cũng tới. Robben đế quốc đội ngũ thực lực cũng kém không nhiều. Đồng dạng đều là 4 tên thần minh, còn lại cường giả số lượng chất lượng đều không khác mấy. Bọn hắn đồng dạng đều giết ra một con đường máu. Hướng nơi này đi tới. Kỳ thật đây là lựa chọn của bọn hắn vấn đề. Trước đó không lâu, gặp phải hung thú trào lưu tập kích thời điểm, bọn hắn tổn thương thảm trọng. Là có thể mở ra một con đường máu, thế nhưng là phương hướng lựa chọn cũng là một lớn vấn đề quan trọng. Đại đa số thế lực lựa chọn trở về. Thoát đi ra cái này rừng mưa. Thế nhưng là dạng này một lựa chọn về sau, khắp nơi đều có hung thú, càng về sau đi, liền gặp được nhiều nguy hiểm hơn, gần như bên trên bọn hắn toàn quân bị diệt. Mà mặt trời không lặn đế quốc cùng Robben đế quốc bọn hắn là cực thiểu số lựa chọn trực tiếp hướng thánh tuyển phương hướng đi. Kỳ thật trên lý luận lựa chọn chỗ nguy hiểm nhất, nhưng nơi này lại là an toàn nhất địa vị. Bọn hắn hướng thánh tuyển cùng nhau đi tới. Kinh ngạc phát hiện càng đi thánh tuyển phương hướng xâm nhập, càng là không có hung thú. Đi vào lân cận thời điểm, một con đều không có, cái này khiến bọn hắn rất là kỳ quái. Nơi này như thế an toàn sao? Chẳng qua bọn hắn xem như thành công. Hướng thánh tuyển đến chính là đúng. Bọn hắn làm sao biết, thánh tuyển chung quanh bởi vì có Diệp Quân Lâm khí tức tại, còn mãnh thú kia dám đến. Sống được không kiên nhẫn rồi. Hai con đội ngũ lại tới đây. Kỳ thật không khó. Hai con đội ngũ nhìn nhau xem xét, mặt trời không lặn đế quốc một vị thần minh đề nghị, hiện tại nơi này nguy cơ tứ phía, những hung thú kia rất có thể sẽ bùng nổ tới nơi này. Không bằng ta đề nghị, hai nhà chúng ta cũng đừng đánh, cùng một chỗ hưởng dụng cái này thánh tuyển A. Chúng ta những người này có thể uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu, cái khác có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Nếu như chúng ta đôi bên tranh, lưỡng bại câu thương không nói. Bầy hung thú muốn tới nơi này, chúng ta một cái đều sống không được. Các ngươi thấy thế nào? Mặt trời không lặn đế quốc thần minh dạng này mới mở miệng.
Rọc Ben đế quốc đội ngũ bầy bên trong liền truyền đến tiếng ồn ào. Gần như không có chút gì do dự, Rọc Ben đế quốc dẫn đội thần minh liền một lời đáp ứng, tốt, chúng ta cộng đồng hưởng dụng thánh tuyền. Sau đó chung quanh nơi này thiên tài địa bảo chúng ta chia đều. Bọn hắn lại không phải người ngu. Tự nhiên biết mặt trời không lặn đế quốc vị này thần minh nói. Chỉ cần bọn hắn đôi bên vừa khai chiến. Lớn như vậy xác suất sẽ toàn quân bị diệt. Đơn độc ăn thánh tuyển khả năng sẽ còn là không. Đôi bên hợp tác mới là cùng có lợi cục diện. Huống chi thánh tuyển cũng không phải là một phương liền có thể nhẹ nhõm ăn. Tốt, chờ chúng ta chia cắt tốt hết thảy về sau, sẽ cùng nhau trợ giúp chạy trốn. Bên ngoài hung thú có chút nhiều lắm. Tốt, nhất định phải cùng một chỗ chạy đi. Đôi bên ăn nhịp với nhau. Chẳng qua. Hắc ám bác sĩ. Thượng đế chi não. Bọn hắn quả thực quá im lặng. Đám người này bắt bọn hắn thuần túy không làm người a. Trực tiếp không chú ý hắn nhóm, tại chỗ chia cắt lên thánh tuyển tới. Bọn hắn còn ở đây. Bọn hắn còn sống đâu. Có thể thở có thể hô hấp a. Không nhìn thấy sao. Cứ như vậy chia cắt. Mà lại quân quân đã ngâm tại thánh tuyển bên trong, cái này kỳ thật chính là Diệp Quân Lâm. Cùng những người khác không quan hệ. Dựa theo tới trước tới sau phép tắc cũng là như thế. Thậm chí liền kia mấy cái bá chủ cấp hung thú đều ngầm thừa nhận. Kết quả hiện tại hai chi xa lạ thế lực đang thương lượng như thế nào chia cắt Diệp Quân Lâm đồ vật. Về tình về lý đều không hợp. Mặt trời không lặn đế quốc cùng Rọc Ben đế quốc thương lượng xong tất về sau, hướng thánh tuyển trực tiếp đi tới. Vẫn như cũ không nhìn xem nhẹ Diệp Quân Lâm mấy người. Theo bọn hắn nghĩ, đoán chừng Diệp Quân Lâm bọn hắn chỉ là vận khí tốt, mới có thể sớm một bước chạy tới nơi này. Mà lại Diệp Quân Lâm mấy người quá yếu, liền coi như đối thủ của bọn họ tư cách đều không có. Bởi vậy, từ đầu tới đuôi một mực coi nhẹ bọn hắn, căn bản cũng không có nhìn tới. Càng đi càng gần, trong đó mặt trời không lặn đế quốc một vị cường giả tay cầm một thanh bảo kiếm. Không nói hai lời liền phải giết chết Diệp Quân Lâm mấy người. Bọn hắn liền mấy câu cơ hội cũng không cho. Trực tiếp muốn giết. Cùng cản đường mấy cái chó hoang đồng dạng. Đang muốn động thủ thời điểm, Hắc Ám bác sĩ đột nhiên lên tiếng nói, ta khuyên các ngươi từ chỗ nào đến tranh thủ thời gian chạy về chỗ đó. Nơi này không phải là các ngươi có thể đến. Thượng đế chi não còn cố ý nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm, nói ra, đúng. Nhanh, ta chân tâm thật ý khuyên các ngươi. Mau chóng rời đi, đừng cái gì thánh tuyển không thánh tuyển, đừng đem mệnh dựng vào a. Còn không phải sao, các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, còn tại nơi nào thương lượng phân chia như thế nào thánh tuyển. Cái này không phải là các ngươi có thể nhúng chàm, nhanh lên chạy, muộn liền đến không kịp. Chấm. Hắc ám bác sĩ hai người là chân tâm thật ý đang khuyên đám người này. Không nghĩ bọn hắn đều chết ở chỗ này. Bọn hắn mới mấy thần minh, liền bắt đầu phân phối bên trên. Vừa mới chiến hùng quốc 55 cái thần minh toàn bộ chết thảm. Thế nhưng là nghe được hai người thuyết phục, mặt trời không lặn đế quốc cùng Rọc Ben đế quốc những người này căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Hù dọa chúng ta, coi chúng ta là đồ đần sao. Nếu như nơi này gặp nguy hiểm, vậy các ngươi làm sao không chạy đâu? Nghĩ dọa tìm chúng ta, độc chiếm thánh tuyền, quả thực buồn cười a. Chấm. Không ai sẽ tin tưởng Hắc Ám bác sĩ hai người thuyết phục. Đều cảm thấy bọn hắn là đang hù dọa mình, tốt độc chiếm thánh tuyền. Hắc ám bác sĩ hai người không còn gì để nói. Bọn hắn biết rõ gặp nguy hiểm vì sao không chạy trốn. Đó là bởi vì bọn hắn bản thân mới là nguy hiểm a. Ta thật sự là muốn tốt cho các ngươi a, các ngươi chạy mau đi. Hắc ám bác sĩ bất đắc dĩ hô. Ha 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 ha. Mặt trời không lặn đế quốc đôi bên cất tiếng cười to. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắc ám bác sĩ đề cao âm điệu hô, các ngươi hiện tại dưới chân vị trí. Cái này khiến đám người sững sờ, dừng bước lại, có chút nghi hoặc nhìn bọn hắn. Làm sao rồi, chúng ta dưới chân làm sao rồi? Hắc ám bác sĩ trả lời, vừa mới các ngươi dưới chân chiến hùng quốc 700 người toàn bộ chết rồi, bao quát 55 tên thần minh. Lời này mới ra, đám người toàn thân run lên. Đây cũng quá rung động. Mọi người vô ý thức hướng dưới chân nhìn lại, chẳng qua trừ vết máu bên ngoài, tuyệt không có cái khác. Thổi, tiếp tục thổi. Chúng ta dưới chân vừa mới chết chiến hùng quốc tất cả mọi người. Có người hỏi. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu, đúng. Chiến hùng quốc 700 người, còn có hơn 50 thần minh.
vì sao một cỗ thi thể đều không có lưu lại, dù là nửa đầu ngón tay cũng không thấy. Đúng a, thi thể vết tích một chút cũng không có. Còn nữa nói, chiến hùng quốc như thế đội ngũ khổng lồ làm sao một điểm đánh nhau vết tích đều không có. Ha ha, không nói vẫn thật không nghĩ tới, cái này thật một điểm đánh nhau vết tích đều không có. Nếu như người thật chết hết, càng giống là bọn hắn đứng bất động, bọn người giết. Thế nhưng là cái này sao có thể? Đối mặt đám người hoài nghi, hắc ám bác sĩ nghẹn lời. Không biết giải thích như thế nào. Chủ yếu Diệp Quân Lâm quá biến thái. Một kiếm toàn bộ đều giết. Nơi nào có đánh nhau vết tích à? Xem đi, chính mình cũng biên không ra. Đôi bên đội ngũ cười lạnh một tiếng, đồng loạt hướng phía Thánh Tuyển đi tới. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Các ngươi, thế nào liền không nghe người ta khuyên đâu? Cái này tính tình từng cái cưỡng muốn chết. Hắc ám bác sĩ đều muốn tức điên. Thượng đế chi não thở dài một tiếng, ai, hy vọng các ngươi kiếp sau gặp khuyên tất nghe. Chỉ có kiếp sau chú ý. Hắc ám bác sĩ phụ họa. Giết bọn hắn. Mặt trời không lặn đế quốc cùng Robben đế quốc cường giả đã động. Muốn hướng phía đám người đánh tới. Nhất là ngâm mình ở Thánh Tuyền bên trong quân quân. Ông, đột nhiên nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo, một cơn lốc đột kích. Tất cả mọi người tại thời khắc này, cảm nhận được khuynh thiên uy áp. Huyết dịch khắp người ngưng kết, linh khí bị phong bế, thậm chí ý thức đều trống không. Xuy, 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 chấm. Chỉ thấy thần kiếp nổ bắn ra mà ra, một cái lượn vòng lại trở lại Diệp Quân Lâm bên người. Mà giữa sân mặt trời không lặn đế quốc cùng Robben đế quốc đôi bên cộng lại 60, 70 người toàn bộ xứng sở tại nguyên chỗ. Mỗi người đôi mắt bên trong đều là không thể tin. Sau đó, từng cái đầu thật cao quăng lên. Từng đạo huyết tiễn vọt mạnh, cùng suối phun đồng dạng đến mấy mét cao. Bịch, bịch, chấm. Một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Ai, không nghe khuyên bảo a? Hắc ám bác sĩ nhìn xem thi thể đầy đất lắc đầu liên tục. Thật làm vị này là loại lương thiện a? Đến Diêm Vương ra nơi nào hối hận đi thôi. Rất nhanh, kia mấy cái bá vương cấp hung thú xuất hiện lần nữa. Thi thể toàn bộ lại không có. Các ngươi trước tiên ở nơi này trông coi, có cái gì nguy hiểm tìm ta, ta ngay lập tức có thể đến. A, chúng ta có thể làm sao? Hắc ám bác sĩ hai người có chút lo lắng. Nếu như đến cường giả nhiều, bọn hắn ứng phó không được a. Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ hai người dặn dò xong về sau. Lại tại Thánh Tuyển chung quanh làm một chút bố trí. Sau đó, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khí tức tới. Sau đó, toàn bộ rừng mưa bên trong, vạn thú bôn đằng. Tất cả hung thú tại cảm nhận được Diệp Quân Lâm khí tức về sau, đều hướng nơi này chạy đến. Kia mấy cái bá chủ cấp hung thú xuất hiện trước nhất, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hiển nhiên đối Diệp Quân Lâm sợ hãi đến cực hạn. Sau đó không lâu, tất cả hung thú đều tụ tập tại Thánh Tuyển chung quanh. Hắc ám bác sĩ minh bạch. Diệp Quân Lâm đây là muốn tất cả hung thú bảo hộ quân quân. Không sai. Đích thật là dạng này. Lấy Diệp Quân Lâm thực lực bây giờ, hắn thể hiện ra một tia khí tức, bọn này hung thú liền biết muốn làm gì. Hung thú cùng người khác biệt. Không có cái gì hoa hoa ruột. Diệp Quân Lâm để bọn hắn bảo hộ quân quân, bọn hắn liền phải bảo hộ, tuyệt đối sẽ không có cái khác tình trạng phát sinh. Thời khắc này Thánh Tuyền nhìn vô cùng an tĩnh. Thế nhưng là chung quanh tụ tập vô số hung thú, lợi hại không lợi hại toàn bộ đều đến. Thánh Tuyền nhưng thật ra là vững như thành đồng. Hắc ám bác sĩ cũng bị rung động đến. Lần này tính không đến 400-500 thần minh, rất khó đụng phải Thánh Tuyền a. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm còn không yên tâm, còn muốn tìm người đến xem. Sắp xếp cẩn thận hết thảy về sau, Diệp Quân Lâm bước ra một bước, nháy mắt biến mất. Diệp Quân Lâm hiện tại là cường đại không sai, thế nhưng là có đôi khi phân thân thiếu phương pháp, vạn nhất gặp được tình huống đâu. Hắn không nghĩ có cái này vạn nhất xuất hiện. Quân quân tình huống không vẫy vùng nổi, vạn nhất không được. Bởi vậy, hắn muốn tìm người nhìn xem quân quân. Không thể xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Người hắn muốn tìm ngay tại đại hạ. Diệp Quân Lâm hướng đại hạ đi đến. Linh khí khôi phục sau cũng có một đoạn thời gian. Đại hạ vô luận như thế nào cố gắng, cũng ra không được một vị thần minh. Thực lực tổng hợp cũng không sánh bằng người ta. Dù là trước đó thiên sách phủ bảo long nhất tộc tại bây giờ hoàn cảnh bên trong, căn bản cầm không lộ ra.
gặp được cường giả, chính là bị tàn sát phần. Lúc đầu đại hạ kết cục đã định, đã có vô số người thương lượng như thế nào chia cắt đại hạ. Hiện tại Bắc đảo một lang vẫn lạc mạnh mẽ chuyển di ánh mắt. Để mọi người ẩn nhẫn đến nay. Nhưng bây giờ tất cả mọi người dần dần minh bạch, Bắc đảo một lang chết hết đúng là hung thú nguyên nhân. Cùng đại hạ tự thân không quan hệ. Đại hạ mình khoác lác chấn ma ti cùng thiên sư phủ căn bản chính là truyền thuyết. Cái này hai loại tồn tại ngay từ đầu đại hạ rất nhiều người tin tưởng, thế nhưng là đến đằng sau, một mực không có tin tức gì. Hiện tại liền đại hạ người một nhà cũng không tin, chớ nói chi là những người khác. Những cái kia đối đại hạ nhìn chằm chằm thế lực đã ngo ngoe muốn động, chuẩn bị hành động. Cứ việc đại hạ không có thần minh. Thế nhưng là đại hạ diện tích lãnh thổ bao la, lớn như vậy thổ địa chịu đựng linh khí khôi phục, nhất định có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng tài nguyên. Có người kiểm tra đo lường qua, đại hạ cảnh nội linh khí tinh thể hàm lượng tại toàn thế giới là vị liệt tam giáp. Chớ đừng nói chi là cái khác tài nguyên. Mà lại đại hạ vô thần minh, không cường giả, nhiều như vậy tài nguyên đều không thể áp dụng. Đây đối với những người khác đến nói chính là thiên đại cơ hội tốt. Chỉ cần đi vào đại hạ, nhất định có rất nhiều thu hoạch. Mà lại căn cứ nghe đồn. Đệ nhất thế lực chiến hùng quốc đoán chừng sẽ hướng đại hạ khởi xướng toàn diện tiến công. Đại hạ trước mắt có tài nguyên là bọn hắn cần nhất. Bởi vì cửu đầu xà nhân tạo thần minh kế hoạch, là cần đại lượng tài nguyên. Loại này kế hoạch cùng đi si vọng là không dừng tận. Bọn hắn sẽ không liền nhân tạo mấy trăm thần minh. Nếu là phương pháp thỏa đáng, bọn hắn chế tạo mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn thần minh đều có thể. Cái này tương ứng cần rất rất nhiều tài nguyên. Chỉ là chiến hùng quốc cùng với liên minh tài nguyên là cuồn cuộn không đủ. Bọn hắn cần khuếch trương. Mà trong đó đại hạ tài nguyên thích hợp nhất. Trên cơ bản có thể làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tình trạng. Cho nên chia cắt đại hạ là chiến hùng quốc thần minh trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một bước. Bởi vậy, thế lực khác phải thừa dịp lấy chiến hùng quốc toàn diện tiến công trước kia đi đại hạ chia cắt một điểm. Không phải liền không có cơ hội. Trước lúc này, đã có người nếm thử đối đại hạ trước kia những cái kia liên minh thế lực quốc gia xuống tay. Đi chia cắt bọn hắn tài nguyên. Đi nô dịch bọn hắn người. Những thế lực này lúc trước cùng đại hạ đồng dạng, trốn ở an toàn đảo bên trong, hoàn mỹ bỏ lỡ thiên đại kỳ ngộ. Chẳng những không có thần minh tọa chấn, sao đại hạ còn muốn thảm. Đám người kia tiến vào về sau, không chút kiêng kỵ vơ vét hết thảy. Mà những thế lực này hướng đại hạ tấp nập xin giúp đỡ. Thế nhưng là căn bản vô dụng a. Đại hạ ngay cả mình đều không bảo vệ được. Chớ nói chi là đi bảo hộ những người khác. Cái này khiến đại hạ liên minh thế lực nhỏ, cùng xung quanh mấy cái quốc gia đều bị chia cắt. Đương nhiên đây cũng là dự đoán, đại hạ có không có năng lực bảo vệ bọn hắn. Hiển nhiên là không có. Chấn ma ti cùng thiên sư phủ càng là truyền thuyết. Bởi vậy, tinh quốc quyết định đối đại hạ tiến hành nổi lên. Tinh quốc đây cũng là lâu dài quyết định, tại lần lượt điều tra thăm dò sau mới làm ra như thế lựa chọn. Đông đảo kỳ thật cũng muốn. Chẳng qua Diệp Quân Lâm đến một chuyến, để bọn hắn nguyên khí đại thương. Hiện tại vô cùng khiêm tốn, bất kỳ cái gì sự tình bất luận cái gì kế hoạch cũng không dám tham gia. Càng không muốn tuôn ra đến chính mình nguyên khí đại thương sự tình. Bởi vậy, sẽ không tham gia chia cắt đại hạ hoạt động. Vạn nhất bại lộ át chủ bài, ngược lại để đông đảo lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thế nhưng là tới gần tinh quốc đã đợi rất dài thời gian. Tại xác định đại hạ thật không có thần minh, lại chấn ma ti cùng thiên sư phủ là truyền thuyết về sau. Bọn hắn mới quyết định động thủ. Tinh quốc kỳ thật cũng là linh khí khôi phục rất lớn được lợi phương, xếp ở vị trí thứ 13, có được thần minh gần trăm. Mà lại tinh quốc khoa học kỹ thuật là có tiếng lợi hại, bọn hắn vậy mà tại nghiên cứu, có thể hay không dùng hiện đại khoa học kỹ thuật đến chế tạo thần minh. Trước mắt đến xem, thực lực tổng hợp gần như cùng đông đảo tương đương. Liên Diệp Quân Lâm trước kia người quen biết cũ Lý Thành Mẫn cũng thành thần minh. Nghe nói Lý Thành Mẫn tại tinh quốc những cái này thần minh bên trong cường đại đến cực hạn. Tối thiểu xếp tại trước năm. Xem như thần minh bên trong thần minh. Tăng thêm Lý Thành Mẫn trước đó địa vị liền rất cao. Bởi vậy lần này linh khí khôi phục về sau, Lý Thành Mẫn cũng bị đặt vào hoàng thất, trở thành tinh nữ vương. Quyền cao chức trọng. Có điều động thần minh cùng cường giả quyền lợi. Nghe nói Lý Thành Mẫn cả người cũng tính tình đại biến. Càng giống là một vị vô địch nữ vương. Trong mắt chỉ có chiến tranh cùng cường giả.
cả người sát phạt quả đoán, cũng dần dần thần tính lên. Coi thường chúng sinh, vô tình không thích. Hẳn là linh khí phóng xạ, đối nàng ý thức phương diện cũng sinh ra ảnh hưởng. Hoặc là nói tâm cảnh của nàng đã đạt tới một loại cao độ. Lần này một lần tính phái ra 10 tên thần minh liên hợp 3.000 cường giả đối đại hạ nổi lên. Nghe nói Tinh Quốc sớm động thủ, là Lý Thành Mẫn quyết định. Nàng quyết định trước vào ở đại hạ, kỳ thật cũng là vì bảo hộ đại hạ. Không khiến người khác lại cử động đại hạ mảy may. Để đại hạ trở thành Tinh Quốc phụ thuộc. Bọn hắn vẻn vẹn chia cắt tài nguyên, không làm thương hại đại hạ dân chúng. Đương nhiên chỉ cần không phản kháng. Một khi phản kháng vẫn là giết không tha. Bọn hắn Tinh Quốc chỉ cần đại hạ tài nguyên, không giết đại hạ người. Lý Thành Mẫn nói qua, đây là xem ở Diệp Quân Lâm trên mặt mũi, mới cho đại hạ như vậy ân huệ. Đúng là như thế. Nếu là quốc gia khác, một khi đánh vào đại hạ, chẳng những chia cắt tài nguyên, còn muốn giết người, còn muốn nô dịch người. Đại hạ thế tất biến thành nhân gian luyện ngục. Tinh Quốc loại phương thức này đã thật tốt. Thế nhưng là này bằng với là đại hạ đầu hàng, đem Tinh Quốc đám người bỏ vào đến. Cái này đại hạ tất cả mọi người làm không được. Bọn hắn thà rằng chiến tử, cũng không thể ngoại bang tiến đến chia cắt tài nguyên. Dạng này còn không bằng chết đi coi như xong. Bởi vậy, làm Tinh Quốc đội ngũ đến trong nháy mắt đó. Thiên Sách Thần Soái bọn hắn đã tổ chức tại ngăn cản, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Dù là biết hậu quả như thế nào, chiến tử đều không cho Tinh Quốc cường giả bước vào đại hạ nửa bước. Muốn đi vào, từ bọn hắn trên thi thể nhảy tới. Tất cả mọi người ôm lấy thấy chết không sờn thái độ. Toàn thế giới cũng đều chú ý tới một trận chiến này, dù là chiến hùng quốc. Bởi vì chỉ có dạng này, khả năng trực tiếp dò xét ra đại hạ phải chăng có cường giả. Kia hai loại trong truyền thuyết thế lực có tồn tại hay không? Nói trắng ra, Tinh Quốc là cái thứ nhất ăn quả táo người. Nhìn xem quả táo có hay không độc. Rất nhanh song phương đại chiến bắt đầu. Không thể không nói đại hạ bên này quá yếu. Căn bản là ngăn không được. Kém nhiều lắm. Tinh Quốc bên này tùy tiện một cái thần minh thoáng phát lực, đại hạ đội ngũ đã ngăn không được. Thiên Sách Thần Soái những người này toàn bộ thụ thương. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Các phương diện cũng không sánh bằng. Tinh Quốc thần minh chuẩn bị một lần đồ sát đại hạ đám người trong lúc nguy cấp. Đại hạ bên này đột ngột từ mặt đất mọc lên một vệt kim quang. Đại hạ xuất thần sáng tỏ. Đại hạ cũng có một vị thần minh. Đây là chẳng ai ngờ rằng. Dù là đại hạ người chính mình. Nơi nào đến thần minh. Cái này thần minh đến cùng là ai. Tất cả mọi người kìm lòng không được nhìn lại. Đều nghĩ biết là ai. Giờ khắc này. Thậm chí toàn thế giới đều rất là chấn kinh. Đại hạ cũng có thần minh. Bọn hắn không phải đều trốn đi sao. Làm mọi người thấy rõ Sở Thiên Không bên trong đạo thân ảnh kia lúc đều kinh ngạc đến ngây người. Thật sự chính là đại hạ thần minh. Thiên Sách thiếu soái. Ai cũng không nghĩ tới đại hạ đột nhiên xuất hiện cái này thần minh là Thiên Sách thiếu soái. Nguyên lai linh khí đại bạo phát thời điểm, Thiên Sách thiếu soái tuyệt không giấu ở an toàn đảo bên trong. Mà là trực diện trận gió lốc này. Nghĩ tại cái này trong tuyệt cảnh truy cầu võ học cực hạn cùng kim cương bất hoại thần công đỉnh phong. Bởi vậy hắn cũng nhận được kỳ ngộ. Chẳng qua hắn cùng những người khác không giống. Những người khác là bị động tiếp nhận linh khí phóng xạ tẩy lễ. Hắn là mình tại linh khí khôi phục bên trong tiến hành bản thân đột phá, không ngừng dùng cường đại linh khí rèn luyện tự thân thể chất, đột phá tự thân cực hạn. Cuối cùng hắn phát hiện hoàn toàn có thể hấp thu linh khí chuyển hóa thành mình lực lượng, trở thành kim cương bất hoại thần công chân khí. Một lần xông phá kim cương bất hoại thần công cảnh giới tối cao, thậm chí đem kim cương bất hoại thần công đưa đến đổi mới một cái cấp độ. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ 9 cảnh giới tối cao là có 9 đạo hư ảnh hộ thể, chẳng qua hắn trực tiếp luyện thành tính thực chất. Những ngày này hắn kỳ thật một mực đang cảm ngộ, nếu không sớm ra tới. Vừa vặn lúc này, ngoại địch xâm phạm. Hắn lại cảm ngộ hoàn thành, lập tức phá không mà lên. Đến cứu vớt đại hạ. Đông đông đông. Thần minh sát chiêu toàn bộ đánh vào Thiên Sách thiếu soái trên thân, toàn bộ bị hắn hoàn toàn mới kim cương bất hoại chi thể ngăn lại. Tinh Quốc thần minh nhóm một trận kinh ngạc, không thể tin nhìn cả người tán đặt vào hào quang màu vàng Thiên Sách thiếu soái. Nếu là hắn muộn ra tới một bước, đại hạ những người này cũng đều phải gặp nạn. Con ta, là con ta. Thiên Sách thần soái kích động hô. Trên mặt đôi mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo.
con của hắn thành thần sáng tỏ. Đồng thời về mặt khí thế đến xem, Thiên Sách Hiếu Soái rõ ràng là mạnh hơn Tinh Quốc những cái này thần minh. Thần minh cũng chia mạnh yếu. Thiên Sách Hiếu Soái không thể nghi ngờ là cường đại thần minh một hàng. Những người khác cũng kích động hô lớn, Thiếu Soái, là Thiếu Soái. Đây là đại hạ cái thứ nhất thần minh, sao có thể không kích động? Thậm chí có thể nói là Chúa cứu thế. Tại nguy nan nhất thời điểm, cứu vớt mọi người ở trong nước lửa. Đại hạ có ta ở đây, ngoại bang tuyệt không thể đặt chân một bước. Thiên Sách Thiếu Soái âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt liếc nhìn phía trước Tinh Quốc một đám cường giả. Giết hắn. Tinh Quốc mấy đại thần minh liếc nhau về sau, lập tức thẳng hướng Thiên Sách Thiếu Soái. Tinh Quốc thập đại thần minh cũng biết, trước mắt Thiên Sách Thiếu Soái một chọi một đều mạnh hơn bọn họ. Bởi vậy, ngay từ đầu, Tinh Quốc bên này chính là hai đại thần minh cùng một chỗ đối phó Thiên Sách Thiếu Soái. Đôi bên đánh túi bụi. Nhưng rất nhanh Tinh Quốc hai đại thần minh rơi hạ phong. Thiên Sách Thiếu Soái quá mạnh. Kim cương bất hoại thần công lực phòng ngự kinh người, vô luận hai đại thần minh cái gì sát chiêu, căn bản vô hiệu, không đả thương được chút nào. Người đánh hắn hắn không thương cũng không bị thương, thế này còn đánh thế nào? Rất nhanh Thiên Sách Thiếu Soái bắt đầu phản kích, hai đại thần minh đã bị thương nhẹ. Cái này khiến phía dưới đại hạ đám người kinh hô liên tục. Đại hạ chẳng những có thần minh, vẫn còn so sánh cái khác thần minh mạnh hơn. Quá làm cho người kinh hỉ. Lên! Lại có hai tôn thần minh đầu nhập chiến đấu. Tứ đại thần minh liên thủ tình huống hơi tốt một chút. Đại hạ đám người bắt đầu lo lắng. Thế nhưng là vừa đánh nhau. Cùng phía trước không có gì khác biệt. Bọn hắn công kích đối Thiên Sách Thiếu Soái căn bản là vô dụng. Chỉ có thể là bị Thiên Sách Thiếu Soái đè lên đánh. Rất nhanh, mặt khác hai tôn thần minh cũng bị thương. Lên, tiếp tục lên. Tinh Quốc bên này lại xuất động hai tôn thần minh. Lục đại thần minh đánh một cái Thiên Sách Thiếu Soái. Chấm. Thế nhưng là đánh một trận, cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Lên, đều lên, giết hắn. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ Tinh Quốc, phái ra thập đại thần minh. Thập đại thần minh liên thủ đối phó một người. Đây là linh khí khôi phục đến nay lần thứ nhất. Đương nhiên Diệp Quân Lâm đánh giết sự tình mọi người cũng không biết. Toàn thế giới đều đang chăm chú một trận chiến này. Thập đại thần minh liên thủ. Tình huống quả nhiên trở nên không giống. Thiên Sách Thiếu Soái lập tức trở nên phí sức lên. Mặc dù hắn kim cương bất hoại thần công có thể chống cự tổn thương cùng công kích. Thế nhưng là hắn tiến công cũng đối 10 người có hạn, rất khó tổn thương đến bọn hắn. Oanh! Chẳng qua một phen hỗn chiến về sau, Thiên Sách Thiếu Soái khí thế tăng vọt. Không trung vang lên trận trận run giọng tới. Thiên Sách Thiếu Soái cả người cũng thay đổi thành kim cương chi thể. Phốc! Phốc! Chấm. Sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn, Tinh Quốc thần minh không ngừng có người thụ thương. Gần như thập đại thần minh toàn bộ thụ khác biệt trình độ tổn thương. Cục diện lập tức biến. Thiên Sách Thiếu Soái vậy mà một người ngăn chặn thập đại thần minh. Cái này có thể xưng thần thích a. Rung động. Tất cả mọi người quá rung động. Toàn thế giới đều vì rừng lộ vẻ xúc động. Mọi người không xuất thần minh thì đã, mới ra chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tinh Quốc những cường giả khác thấy tình huống không ổn, lập tức thẳng hướng Thiên Sách Thiếu Soái. Thế nhưng là thời khắc này Thiên Sách Thiếu Soái như kia kim cương thiên thần. Người nào tới giết người đó. Thần minh cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là những người khác. Trong lúc nhất thời, Thiên Sách Thiếu Soái đại sát tứ phương. Chẳng những đè ép thập đại thần minh đánh, còn lẫn vào Tinh Quốc 3000 cường giả bầy bên trong chém giết. Sát thần minh không dễ dàng. Thế nhưng là giết những người khác rất đơn giản. A. À, chấm. Từng tiếng kêu thảm vang lên, không ngừng có người rơi xuống. Những người này tử thương vô số. Thần minh đều cầm Thiên Sách Thiếu Soái không có cách nào. Chớ nói chi là những người khác. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chấm. Thê thảm. Cái này 3000 cường giả tại Thiên Sách Thiếu Soái trong tay, liền cùng người bình thường không khác. Giết giết giết. Ta trong lúc nhất thời không giết được ngươi nhóm thần minh, có thể giết những người khác vẫn là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Thiên Sách Thiếu Soái giết điên. Tinh Quốc đám người bị khuấy động phải long trời lở đất, người cũng là càng ngày càng ít. Thập đại thần minh muốn ngăn trở đều ngăn cản không được. Dù sao vừa mới ngăn cản mấy lần về sau, mỗi cá nhân trên người tổn thương cũng là càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy, đừng nói là những người khác.
chính là bọn hắn cũng đều muốn chết. Khủng bố đến cực hạn. Thiên sách thiếu soái một người vậy mà giết tới đất trời tối tăm, đem tinh quốc đội ngũ ngăn cản. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Chuyện này rất nhanh bị phía sau tinh quốc đám người biết. Nhất là Lý Thành Mẫn. Nàng là lần này kế hoạch người tổng phụ trách. Đối mặt loại tình huống này, nàng âm thanh lạnh lùng nói, kiên quyết không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cho cơ hội, về sau có thể là phiền phức của chúng ta. Phái ra 40 tên thần minh, ta xem một chút hắn có thể hay không chống đỡ được. Rất nhanh. Tinh quốc bên này một lần tính phái ra 40 vị thần minh, tăng thêm trước đó 10 vị, chẳng khác nào dòng dã 50 vị thần minh. Đây chính là tinh quốc một nửa lực lượng. Vận dụng một nửa lực lượng đến giết thiên sách thiếu soái. Điệu bộ này thật là lớn. Chẳng qua trước mắt hình thức đối tinh quốc đến nói cũng là tên đã trên dây không phát không được. Rất nhanh 40 vị thần minh đi vào, cùng trước đó 10 vị thần minh liên hợp lại đối phó thiên sách thiếu soái. Lần này hình thức quả nhiên khác biệt. Dựa theo thiên sách thiếu soái thực lực nhiều lắm là có thể đấu sức 25 đến 30 thần minh dáng vẻ. Đương nhiên liều đến qua, mình cũng phải bị thương nặng. Nhưng là bây giờ trọn vẹn 50 tên thần minh a. Thiên sách thiếu soái rất nhanh liền rơi hạ phong. Chấm. Phốc. Một phen kịch chiến về sau, hắn kim cương bất hoại chi thể bị phá ra, cả người bay tứ tung ra ngoài. 50 vị thần minh quá cường đại. Thiên sách thiếu soái sử xuất tất cả vốn liếng đều không được. Chấm. Liên tục 3 lần bị đánh bay ra ngoài. Thiên sách thiếu soái rốt cuộc không đứng dậy được, tăng thêm kim cương bất hoại chi thể bị phá. Hắn lần này thật không có cách nào. Giết hắn, trực tiếp tiến vào đại hạ. Tinh quốc phía sau truyền đến mệnh lệnh. Lúc này, thiên sách thiếu soái cười lạnh nói, các người hô chỗ dựa, ta cũng có thể hô chỗ dựa. Biết sư phụ ta là ai chăng? Thiên sách thiếu soái cũng không biết mình sư phụ chính là Diệp Quân Lâm. Tại trong sự nhận thức của hắn, sư phụ là cái rất thần bí tồn tại. Thậm chí chính là Trấn Ma Ti hoặc là thiên sư phụ đại năng. Chủ yếu cũng là kim cương bất hoại thần công quá thần kỳ, hắn luyện đến trình độ như vậy càng phát ra cảm thấy kinh hãi. Nhớ tới lúc ấy sư phụ truyền thụ cho hắn kim cương bất hoại thần công thời điểm nhẹ nhõm. Cho hắn tạo thành một loại ảo giác sư phụ chính là đại hạ thâm tàng không ra kinh khủng tồn tại. Nhất là hậu kỳ xuất hiện Trấn Ma Ti cùng thiên sư phụ nghe đồn. Hắn nhất định mình sư phụ có thể là cái này hai loại thế lực bên trong. Bởi vậy hắn cảm thấy thời khắc nguy nan, sư phụ nhất định sẽ xuất hiện. Thiên sách thần soái cái gì sốt ruột? Ngươi ở đâu ra sư phụ a? Sư phụ ngươi không phải liền là Diệp Quân Lâm sao? Đi! Dù là Diệp Quân Lâm thật có được vô địch chi tư. Nhưng giờ phút này hắn hẳn là đang bận bịu cho nữ nhi giải độc, làm sao có thời giờ tới đây? Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đại hạ. Sư phụ ngươi! Chẳng qua thiên sách thiếu soái một câu, ngược lại là cho tinh quốc đám người này dọa đến quá sức. Dù sao hiện tại tình thế không giống. Đại hạ lúc đầu không có thần minh. Bọn hắn vừa đến, trực tiếp xuất hiện một cái mạnh như vậy. Bây giờ nghe vị này nói phía sau còn có sư phụ, ai không sợ. Hắn đều lợi hại như vậy. Ai biết sư phụ của hắn mạnh đến mức nào. Thậm chí là Trấn Ma Ti cùng thiên sư phụ đây này. Nếu là cái này hai loại thật tồn tại. Kia tinh quốc triệt để xong. Bởi vậy, hắn a nhìn xem thiên sách thiếu soái chất vấn. Không sai, sư phụ ta cũng có thể hô chỗ dựa. Thiên sách thiếu soái âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, nghe được thiên sách thiếu soái có chỗ dựa sự tình về sau, 50 tên thần minh đều có chỗ kiêng kỵ. Vạn nhất thật nổ ra đến đại hạ phía sau đáng sợ tồn tại. Vậy phải làm thế nào? Đến lúc đó bọn hắn đều phải chết, tinh quốc cũng sẽ bị đặt tại đáng sợ tình trạng bên trong. Bọn hắn hoảng. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đến tinh quốc phía sau nơi này. Tất cả mọi người ý nghĩ đều là nhất trí. Cũng đang thảo luận chuyện này, đều đang suy đoán đại hạ phía sau phải chăng có thần minh. Thế nhưng là Lý Thành Mẫn nhướng mày, thản nhiên nói, thật sự là hắn có sư phụ. Nhưng sư phụ của hắn là Diệp Quân Lâm. Đối với chuyện lúc trước Lý Thành Mẫn vẫn là hiểu rõ. Nhất là đại hạ một chỉ tông sư, Diệp thị cổ tộc tân gia chủ người khác không biết là ai. Nàng đều là biết đến. Chính là Diệp Quân Lâm. Cũng chính là thiên sách thiếu soái sư phụ. Nghe xong lời này tất cả mọi người kịp phản ứng. Nhất là còn nghe nói gần đây Diệp Quân Lâm tại cho mình nữ nhi giải độc,
lần này càng là không rảnh bận tâm. Huống chi người sư phụ này không phải mọi người trong tưởng tượng sư phụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cái này Thiên Sách thiếu soái có phải là ngốc, cầm Diệp Quân Lâm hù dọa người. Phía sau Tinh Quốc đám người nhao nhao cười lạnh một tiếng. Hạ lệnh, giết chết Thiên Sách thiếu soái, không nhìn hết thảy. Chấm. Phía trước 50 tên thần minh rất nhanh tiếp vào tin tức, biết chuyện gì xảy ra sau. Tất cả mọi người cảm giác được sỉ nhục, bị Thiên Sách thiếu soái cho hù dọa. Giết hắn. Lần này, đám người không chút nào lưu thủ. Trực tiếp hướng Thiên Sách thiếu soái ép đi. Muốn đem Thiên Sách thiếu soái xé rách. Xong. Thiên Sách thần soái bọn người hơi hồi hộp một chút, vô ý thức nhắm mắt lại. Mọi người đều biết xong. Thiên Sách thiếu soái căn bản cũng không có sư phụ có thể nói a. Sư phụ cứu ta. Nguy nan lúc, Thiên Sách thiếu soái hướng về phía chân trời hô lớn. Chỉ là Tinh Quốc thần minh cười lạnh nói, ha ha, ta ngược lại muốn xem có hay không sư phụ ra tới cứu ngươi. Nói chuyện thần minh xông lên phía trước nhất, một trường mạnh mẽ chụp được, khoảng cách Thiên Sách thiếu soái đã không đủ 50 mét. Khoảng cách này đối với thần minh đến nói không đáng kể, so mấy ly đều nhỏ. Tinh Quốc thần minh trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Đã dự liệu được Thiên Sách thiếu soái bị đập đến nhỏ vụn một màn. Xuy. Nhưng lập tức, một đạo quang mang hiện lên. Vị này thần minh cái cổ xẹt qua một vòng tơ máu. Đầu của hắn thật cao quăng lên. Tinh Quốc bên này tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người sửng sốt. Từng cái đều mắt trợn tròn. Tinh Quốc các đại cường giả ngốc. Đại hạ bên này đám người cũng ngốc. Chẳng ai ngờ rằng là cục diện như vậy. Vị này thần minh làm sao lại đột nhiên chết rồi. Sư phụ đến rồi, sư phụ đến rồi, sư phụ. Thiên Sách thiếu soái nhìn thấy một màn này về sau, nhịn không được hô lớn. Giờ phút này, khoảng cách Thiên Sách thiếu soái thứ hai gần thần minh trước mắt đột nhiên có một thanh phi kiếm phóng tới. Phốc phốc, trực tiếp từ hắn cái cổ xuyên qua. Một cái đầu bay lên, máu tươi như trụ. Không đợi đám người làm phản ứng gì. Kiếm mang đại thịnh, tản mát ra đáng sợ kiếm khí, tại thiên địa này bên trong dập dờn. Phốc phốc, lại một vị thần minh bị chém giết. Siêu, chấm, phi kiếm giữa thiên địa xuyên qua, kiếm khí bốn phía, bao phủ toàn trường. Kiếm mang đại thịnh, như là liệt nhật, khóa lại toàn trường tất cả mọi người. Phốc phốc, phốc phốc, chấm, phi kiếm xuyên qua, chém xuống từng khỏa đầu. Thần minh số lượng tại kịch liệt giảm bớt. 10 cái, 20 cái, 30, chấm. Dù là Tinh Quốc tất cả thần minh đối mặt thanh phi kiếm này, đều vô kế khả thi bó tay hết cách. Cản lại ngăn không được, tránh cũng tránh không ra, trốn lại trốn không thoát. Bọn hắn đều cùng bia sống đồng dạng. Chỉ có thể bị phi kiếm từng cái chém giết. Rung động, quá rung động. Đây tuyệt đối là toàn thế giới nhìn thấy chấn động nhất một màn. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thần minh ra tay không nói, lại còn nhìn thấy phi kiếm chém giết thần minh hình tượng. Quả thực rung động đến cực điểm. Ha 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 ha. Thiên Sách thiếu soái cất tiếng cười to, đắc ý phi phàm. Chấm. Phi kiếm tiếp tục xuyên qua, tiếp tục chém giết thần minh. Phù phù. Nương theo lấy người cuối cùng đổ xuống. Tinh Quốc trọn vẹn 50 hào thần minh toàn bộ bị chém giết. Một cái đều không có lưu lại. Chấm. Tê dại. Tất cả mọi người là tê cả da đầu, máu chảy ngược, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn đều muốn ngưng kết. Cái này. Đây là cái gì a? Thần minh a. Đây chính là trọn vẹn 50 cái thần minh a. Đều không có rồi. Đều bị chém giết rồi. Mọi người nơi nào trải qua loại chuyện này. Nhất là không có thần minh đại hạ càng là rất là rung động. Thần minh trong lòng bọn họ liền như là thiên thần. Hiện tại vừa thấy được, làm sao đều bị giết hết. Còn có thanh kiếm kia chuyện gì xảy ra? Đừng nói bọn hắn. Toàn thế giới, trừ hắc ám bác sĩ hai người bên ngoài. Những người khác chưa từng thấy loại tràng diện này. Phía sau Tinh Quốc các vị cấp cao rất là rung động. Bọn hắn 50 tên thần minh toàn không có rồi. Tất cả mọi người treo một hơi, kém chút đi qua. Cho dù là Lý Thành Mẫn cũng là không thể tin. Tinh Quốc trừ thần minh bên ngoài 3.000 cường giả, đương nhiên bị Thiên Sách thiếu soái giết không ít. Còn lại còn có hơn 2.000. Tại đỉnh đầu của bọn hắn thanh kiếm kia lơ lửng, run rẩy. Ong ong ong.
phát ra trận trận tiếng kiếm reo tới, cuốn lên trận trận phong bạo. Đáng sợ kiếm khí đã thẩm thấu đến tinh quốc cái này hơn 2.000 cường giả trong thân thể, bọn hắn đã cảm nhận được tử vong giáng lâm đáng sợ. Phù phù, phù phù, chấm. Đám người một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía lơ lửng thanh kiếm này dập đầu cầu xin tha thứ, cầu bỏ qua. Cầu bỏ qua chúng ta. Thật đáng sợ. Thanh kiếm này lơ lửng lên đỉnh đầu, ai không sợ. Thần minh đều tùy tiện bị chém giết. Huống chi những người khác đâu. Phía sau tinh quốc trong căn cứ, Lý Thành Mẫn bọn hắn hạ lệnh, rút. Toàn bộ rút đi. Quỳ hơn 2.000 cường giả tiếp vào mệnh lệnh rút lui, từng cái nhao nhao đứng dậy, muốn rút lui. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên sách thiếu soái đích thì thầm một tiếng. Dường như không trung lơ lửng thanh kiếm kia nghe hiểu hắn ý tứ, đột nhiên bắn ra. Bay thẳng đám người mà đi. Tất cả mọi người tê cả ra đầu, thân thể run lên. Cái này, đáng sợ nhất một màn phát sinh. Thanh kiếm này vậy mà lấy tốc độ cực nhanh nháy mắt xuyên thủng hơn 2.000 người. Phù phù, phù phù, chấm. Hơn 2.000 người trước người huyết tiễn vọt mạnh, toàn bộ đổ xuống. Phạm ta đại hạ lấy người, xa đâu cũng giết. Đã đến xâm lấn đại hạ, còn muốn chạy trốn. Không có khả năng. Toàn bộ lưu lại. Đều phải chết. Tinh quốc lần này phái tới tất cả cường giả toàn bộ đều bị chém giết. Máu vẩy đại hạ biên cảnh. Chỉ là một kiếm này làm sao làm được nháy mắt xuyên thủng hơn 2.000 người. Một kiếm này tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không cách nào bắt giữ, bao quát tất cả thần minh. Đương nhiên ngẫm lại cũng thế. Thanh phi kiếm này liền 50 hào thần minh đều nhẹ nhõm chém giết, một lần tính xuyên thủng hơn 2.000 người cũng không đáng kể. Đây tuyệt đối là mọi người thấy chấn động nhất sự tình. Ai nói đại hạ vô thần minh? Đây không phải xuất hiện sao? Thiên sách thiếu soái mạnh như vậy cũng coi như. Núi dựa của hắn sư phụ mạnh như vậy. Phải biết từ đầu đến cuối mọi người căn bản liền chưa từng thấy là ai xuất thủ. Hắn dường như căn bản không ở tại chỗ bên trong. Chỗ tối điều khiển thanh kiếm này liền đại sát tứ phương. Choáng váng. Chẳng ai ngờ rằng đại hạ lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Truyền thuyết là thật. Đại hạ chấn ma ti cùng thiên sư phụ chính là tồn tại. Như vậy điều khiển kiếm thuật pháp tuyệt đối là luyện khí thuật hoặc là chấn ma ti dị thuật bên trong tồn tại. Có người tại chấn ma ti bên trong ghi chép nhìn thấy qua như vậy thủ đoạn. Đại hạ chính là cấm địa. Không có người có thể xâm lấn đại hạ. Linh khí khôi phục lại như thế nào? Có thần minh lại như thế nào? Đại hạ cũng không phải ngươi nên xâm nhập địa phương. Đại hạ tập thể né tránh linh khí khôi phục lại như thế nào? Đại hạ vô thần minh. Nhưng đại hạ có chém giết thần minh tồn tại. Một trận chiến này chấn kinh thế giới. Lần này về sau, người người đều sẽ biết đại hạ là cấm địa. Dù là vô thần minh, cũng sẽ không có người lại đánh đại hạ chủ ý. Những cái kia ngo ngoe muốn động thế lực đoán chừng muốn toàn bộ bỏ đi suy nghĩ. Thậm chí liền chiến hùng quốc cũng phải cân nhắc một chút, một lần nữa chế định kế hoạch. Thậm chí phải phế bỏ kế hoạch. Đoán chừng muốn một lần nữa dò xét đại hạ. Muốn đem đại hạ tình huống mò được rõ ràng, mới dám đi động thủ cái gì. Mà tinh quốc thật bị dọa sợ. Làm cái thứ nhất ăn quả táo người, như vậy liền phải gánh chịu nguy hiểm. Không hề nghi ngờ. Cục diện bây giờ chính là bọn hắn muốn gánh chịu nguy hiểm. Nhiều như vậy người chết rồi. Nhất là cả nước một nửa thần minh vẫn lạc. Nguyên khí đại thương. Đây là không thể bù đắp. Bọn hắn đem thời gian dài chậm chẳng qua khí tới. Lúc đầu xếp hạng toàn thế giới thứ 13. Trải qua sau trận chiến này, đoán chừng xếp tới 4-5-10. Lần này đại hạ mang cho thế nhân hết thảy đều quá rung động. Căn bản là không ai có thể ngăn cản a. Đại hạ đám người là vui đến phát khóc. Nguyên lai đại hạ chỗ tối thật sự có thủ hộ giả tồn tại a. Thiên sách thiếu soái kích động nhất, hướng về phía thiên không hô, sư phụ mời hiện thân gặp mặt. Đồ nhi nghĩ ngươi. Đồ nhi đã đem kim cương bất hoại thần công luyện đến cấp độ mới. Thiên sách thần soái cùng đại hạ đám người cũng tò mò nhìn về phía không trung. Đương nhiên hiện tại không có người không muốn biết cái này là dạng gì tồn tại. Toàn thế giới đều đang nhìn đâu. Chỉ là căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ong ong ong. Thanh kiếm này phát ra trận trận run giọng bên trong, cũng bay vào không trung, biến mất tại trước mắt mọi người. Thanh kiếm này dĩ nhiên chính là thần kiếp. Phía trước thiên sách thiếu soái gặp phải thời điểm nguy hiểm, vừa
vừa vặn Diệp Quân Lâm đi vào đại hạ. Bởi vì hắn sốt ruột đi đường, đi tìm thủ hộ quân quân cường giả. Bởi vậy hắn không cách nào trực tiếp lộ diện. Cho nên hắn một bên đi đường, một bên điều khiển thần kiếp chém giết tinh quốc thần minh. Cũng không phải hắn có kiếm pháp gì kiếm kỹ. Thuần túy là bởi vì hắn cường đại, thuần lực lượng điều khiển hết thảy. Kiếm tại hắn nơi này, chính là phụ trợ công cụ thôi. Hắn hiện tại đã rời đi nơi vừa nãy rất xa, nơi nào nghe được thiên sách thiếu soái kêu gọi. Hắn còn gấp đi tìm người trông coi quân quân đâu. Sau đó không lâu, thần kiếp đuổi kịp Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm phát hiện thần kiếp dường như càng cường đại. Xem ra thần kiếp phải dùng chiến đấu cùng máu tươi đến nuôi. Nhanh đến. Diệp Quân Lâm muốn tìm người nơi ở đến. Đã từng Côn Luân Học Viện địa điểm cũ. Tại siêu cấp phong bạo tiến đến sau. Côn Luân Học Viện cũng bị phá hủy. Chẳng qua bởi vì Côn Luân là linh địa, cho nên Côn Luân cũng là đại biến dạng, linh khí dư giả, linh khí tinh thể càng nhiều. Phía sau Côn Luân dãy núi cùng với khu vực bị liệt là cấp 1 cấm địa. Đương nhiên liền Côn Luân Học Viện vị trí cũng tại cấp 1 cấm địa khu vực bên trong. Cấp 1 cấm địa mang ý nghĩa nguy hiểm, cũng mang ý nghĩa thiên tài địa bảo. Chẳng qua những cái này Diệp Quân Lâm đều không hứng thú. Hắn chỉ muốn tìm người. Tìm không phải người khác. Chính là lúc ấy học viên của hắn nhóm. Trước đó hắn hiểu qua, nguy nan tiến đến thời điểm, tất cả mọi người tránh né. Nhưng học viên của hắn nhóm đều bị xem nhẹ. Ninh Tấn Nghiệp, Tiêu Thiên Vũ chờ 80 người toàn bộ không có ẩn nấp. Mà là trực diện trận gió lốc này. Nếu như trận gió lốc này là phá hủy tính, như vậy những cái này nhân sinh chết không biết. Nhưng lần này linh khí khôi phục là loại kết quả này. Cho nên Diệp Quân Lâm tin tưởng bọn họ cũng còn sống, đại khái suất cả đám đều trở thành cường giả. Mặc dù hắn giao cho đám người công pháp không phải tốt thành, ngược lại là chậm đến chết công pháp cơ bản. Chẳng qua cũng có làm ít công to. Chính là linh khí khôi phục. Có thể tại linh khí bên trong rèn luyện, có thể hấp thu linh khí chuyển hóa thành mình lực lượng. Cứ như vậy, bọn hắn tốc độ tăng lên cũng nhanh. Cũng không phải là Diệp Quân Lâm trước đó một mực khổ luyện. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm tin tưởng bọn họ từng cái trở thành cường giả. Cho nên khi nghĩ đến cái gì người đến trông coi quân quân. Hắn thứ nhất nghĩ tới là Hỏa Vân Tà Thần. Thế nhưng là ngẫm lại nơi này có 80 người đâu. Đến sau này, Diệp Quân Lâm cười. Đều đi ra đi, ta đến rồi. Diệp Quân Lâm kêu một tiếng này ra tới. Oanh, oanh. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tuôn ra, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Ninh Tấn Nghiệp, Tiêu Thiên Vũ, Trịnh Phong Phú, chấm, 80 người, một cái đều không ít. Khi thấy bọn hắn khí tức trên thân, Diệp Quân Lâm liền nụ cười vui mừng. Nằm trong dự đoán của hắn, từng cái đều trở thành siêu cấp cường giả. So với trước đó hắn mặc dù có khoảng cách, nhưng chênh lệch không lớn. Tiêu Thiên Vũ mấy người càng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như dựa theo một cái chiến lược đến xem. Những người này đều là so sánh thiên sách thiếu soái tồn tại. Những cái kia thần minh cũng không là đối thủ. Mấu chốt là trọn vẹn 80 người a. Trách không được cái này cấp một cấm địa an tĩnh như vậy, có như thế 80 cái biến thái tồn tại. Những hung thú kia nào dám dương oai? Lá đạo sư. Đám người đối Diệp Quân Lâm hành lễ. Không có thời gian, trên đường nói với các ngươi đi. Diệp Quân Lâm trực tiếp mang đi 80 người, tiến về Amazon rừng mưa. Đại hạ bên này Diệp Quân Lâm cũng không cần lo lắng. Hắn cũng rõ ràng chính mình điều khiển thần kiếp kia một trận giết chóc, không biết sẽ đối toàn thế giới tạo thành cái dạng gì chấn nhiếp. Trong thời gian ngắn, không ai dám đánh đại hạ chú ý. Chấm. Đối với chiến hùng quốc cùng toàn thế giới đến nói, đều đắm chìm trong đại hạ cường giả bí ẩn trong rung động. Nhưng lúc này lại có tin tức truyền đến. Chiến hùng quốc ra ngoài thám hiểm đội ngũ. 55 vị thần minh cùng 6-700 cao thủ tại cấp 1 cấm địa toàn quân bị diệt. Toàn thế giới kinh hãi. Chiến hùng quốc càng là rung động đến cực hạn. Vốn cho là tinh quốc một lần tính vẫn lạc nhiều như vậy thần minh liền đầy đủ rung động. Nơi nào muốn lấy được chiến hùng quốc bên này cũng xuất thế. Amazon rừng mưa cái này cấp 1 trong cấm địa đến cùng có cái gì? Phải biết chiến hùng quốc thần minh nhiều như vậy, cái dạng gì đều có. Bọn hắn phái đi ra kỳ thật các phương diện đều có, vì chính là trình độ lớn nhất bảo hộ an toàn. Kết quả toàn quân bị diệt. Thậm chí liền một chút tin tức đều không có phát ra tới.
đây mới là đáng sợ nhất. Tạm thời được đi ra kết luận chính là cái này cấp 1 trong cấm địa có không cách nào lường được hung thú. Nhân loại thần minh căn bản là không có cách ngăn cản tồn tại. Thế nhưng là chiến hùng quốc không cho phép mình nhiều người như vậy không minh bạch chết rồi. Bởi vậy bọn hắn còn muốn tổ chức đội ngũ, lần nữa tiến vào Amazon rừng mưa xem xét tình huống cụ thể. Dù là biết bên trong là cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng phải tìm kiếm rõ ràng đến cùng là cái gì. Ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện cứ như vậy được rồi. Đây chính là đệ nhất thế giới thế lực A. Không phải trên mặt mũi đều không nhịn được A. Lúc này, Diệp Quân Lâm mang theo Tiêu Thiên Vũ 80 người đã đi tới Thánh Tuyển bên cạnh. Hắc ám bác sĩ bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp Quân Lâm mạnh thành bộ dạng này không nói. Lại còn có 80 cái cường đại như vậy học viên. Vừa về mặt khí thế đến xem, cái này 80 người mỗi người đều có thể so sánh Thánh Tuyển bên cạnh kia mấy cái bá chủ cấp hung thú. Nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ canh chừng Quân Quân, Diệp Quân Lâm thật có thể không lo. Cái này căn bản không có người có thể dung chuyển A. Dù là có người có thể dung chuyển, thế nhưng là nhiều như vậy người thu thập, cũng phải cần một khoảng thời gian. Trong thời gian này, Diệp Quân Lâm đều đã trở về. Cho Tiêu Thiên Vũ bọn người an bài tốt về sau, Diệp Quân Lâm ba người rời khỏi nơi này. Chấm. Từ khi Diệp Quân Lâm một kiếm chém giết Tinh Quốc một nửa thần minh về sau, toàn thế giới đều gây nên oanh động. Đại hạ là không ai dám đụng. Thậm chí đại hạ những cái kia các đồng minh, cũng không ai dám đụng. Rất nhiều thế lực mục tiêu liền chuyển di. Bởi vì không chỉ là đại hạ tránh thoát nguy cơ lần này, Ngân Hà hộ vệ liên minh cũng là tránh thoát. Hiện tại đại hạ chú ý đánh không được. Như vậy chỉ có thể đặt ở những người này trên thân. Chẳng qua chiến ưng quốc tướng so tại đại hạ đến nói, ý nghĩa không lớn, tài nguyên phương diện cũng không cách nào so. Dù sao linh khí khôi phục thời điểm, đại hạ tất cả mọi người mặc dù trốn ở an toàn đảo bên trong. Thế nhưng là toàn bộ đại hạ là bại lộ tại linh khí phía dưới, hoàn cảnh đạt được biến đổi lớn. Thế nhưng là chiến ưng quốc khác biệt, linh khí khôi phục tiến đến về sau, toàn bộ quốc gia đều bị vô hình vòng bảo hộ bao phủ, tuyệt không tiếp thụ lấy linh khí tẩy lễ. Bởi vậy chiến ưng quốc hoàn cảnh biến hóa không lớn, thậm chí nói căn bản không có hoàn cảnh biến hóa, tài nguyên là kém nhất. Liên sát vách mấy cái tiểu quốc gia cũng không sánh bằng. Cho nên rất nhiều thế lực đều đối chiến ưng quốc không hứng thú. Đầu tiên đều là đại hạ loại hình. Chẳng qua bây giờ đại hạ không thể chạm vào. Mục tiêu chỉ có thể chuyển rời đến Ngân Hà hộ vệ liên minh trên thân. Chiến ưng quốc mặc dù hoàn cảnh không biến hóa, nhưng đây là trước đó đệ nhất thế lực, đồ tốt vẫn là không ít. Tăng thêm Ngân Hà hộ vệ liên minh quốc gia khác thế lực chịu đựng linh khí khôi phục, tài nguyên còn được. Rất nhiều người bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chuẩn bị đối Ngân Hà hộ vệ liên minh xuống tay. Sau khi biết tin này, Thiên Thuẫn cục ngay lập tức đều hoảng. Nhất là Hắc Ưng đặc công bọn người, lập tức tìm tới cục thủ Smith báo cáo chuyện này. Cứ việc chiến ưng quốc cường lớn, nhưng tại bây giờ hoàn cảnh bên trong, căn bản vô dụng. Người ta ra tới một cái thần minh, là đủ đem Thiên Thuẫn cục đánh xuyên qua. Cục thủ Smith cũng không có nhàn rỗi, lập tức liên hệ cao tầng Nelson. Hai người lại cùng nhau biến mất một lát. Sau đó không lâu, hai người lại xuất hiện tại Thiên Thuẫn cục. Hắc Ưng đặc công bọn hắn kích động xông tới, muốn biết biện pháp gì ứng đối. Bọn hắn cũng minh bạch, vừa mới Smith hai người đi làm gì. Khẳng định là tìm chiến ưng quốc thế lực sau lưng. Cũng chính là chân chính trưởng khống Ngân Hà hộ vệ liên minh tồn tại. Nói trắng ra, lúc trước chư thần phòng thí nghiệm cùng chủ thần ti chính là bọn hắn diệt trừ. Không cần khẩn trương. Vô luận như thế nào, ta chiến ưng vẫn như cũ là thế giới này cường đại nhất vũ lực. Đi qua là, hiện tại cũng là, những cái kia thần minh không sợ hãi. Ngân Hà hộ vệ liên minh mặc dù không có thần minh, nhưng chúng ta có thể chém giết thần minh. Chấm. Nelson hai câu này mới ra. Hắc ưng đặc công bọn hắn chấn động vô cùng. Muốn nói qua đi là mạnh nhất vũ lực, bọn hắn không hoài nghi chút nào. Bây giờ còn có thể là. Không sợ thần minh. Không sợ chiến hùng quốc. Hiện tại chiến hùng quốc đơn độc cường đại thành cái dạng gì. Cứ như vậy, còn không sợ. Mọi người hoài nghi. Thế nhưng là Nelson hai câu này nói lực lượng 10 phần. Cái này khiến bọn hắn rất hiếu kỳ thế lực sau lưng đến cùng là cái gì. Tại sao lại cường đại đến loại trình độ này. Chẳng qua cứ như vậy.
bọn hắn liền không cần lo lắng Ngân Hà hộ vệ liên minh an nguy. Thậm chí chờ mong có người mau chóng cầm Ngân Hà hộ vệ liên minh khai đao, vậy bọn hắn liền có thể biết chiến ưng quốc phía sau đến cùng là cái gì. Lần này tinh quốc thần minh vẫn lạc về sau, không đơn thuần là ảnh hưởng đến bên này. Liền đại hạ cũng ảnh hưởng đến. Từ khi Diệp Quân Lâm điều khiển một kiếm chém giết nhiều người như vậy sau, dường như đại hạ vài chỗ xuất hiện từng đạo thần bí thân ảnh. Càng là có đại khái giống nhau từ bọn hắn trong miệng truyền tới. Bên ngoài linh khí vậy mà như vậy nồng đậm. Bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một kiếm này quá mức kinh diễm đi. Chấm. Một chút đại hạ đạo giáo thánh địa, một chút trong núi sâu. Càng là sấm sét vang dội, bàng bạc linh khí tụ tập vần quanh tại sơn phong, thật lâu không cách nào tán đi. Những cái này thâm sơn vốn là ở vào cấm địa bên trong. Kết quả những hung thú kia toàn bộ không biết giấu đến địa phương nào đi. Căn bản không dám xuất hiện. Giống như là nơi này xuất hiện cái gì không được tồn tại đồng dạng. Chấm. Ha ha ha, rốt cục ra tới. Hả, nơi này linh khí cũng như vậy nồng đậm, cùng chúng ta nơi nào gần như không sai biệt lắm a. Đây chẳng phải là nói chúng ta có thể một mực đợi ở bên ngoài rồi. Chấm. Bắc cảnh nơi nào đó, mấy đạo nhân ảnh xuyên qua, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười tới. Diệp Quân Lâm cũng không có nghĩ đến, mình vô cùng đơn giản một kiếm vậy mà dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Đem một vài tồn tại trong truyền thuyết đều hấp dẫn ra tới. Hắn hiện tại một lòng chỉ vì tìm cứu chữa Quân Quân biện pháp. Mỗi 10 ngày về một lần Thánh Tuyển vị trí, xem xét Quân Quân tình huống. Thánh Tuyển hữu dụng, có thể mỗi ngày gột rửa khứ trừ độc tố, nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn giải hết Quân Quân độc. Bởi vậy, còn cần những biện pháp khác hoặc là thiên tài địa bảo. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Đây cũng là tìm vận may sự tình, không phải mỗi một lần đều có cơ hội tốt như vậy. Phải chậm rãi tìm. Chẳng qua có kinh nghiệm về sau, bọn hắn ngược lại là mạch suy nghĩ rõ ràng, phương hướng minh xác. Mà lúc này, Chiến Hùng Quốc cũng tổ chức 13 người đội ngũ, muốn đối rừng mưa tiến hành dò xét. 13 người toàn bộ đều là thần minh. Lại bọn hắn thuộc tính chính là tốc độ cùng thân pháp. Một nửa người là tốc độ nhanh vô cùng, có thể kịp thời thoát đi. Một nửa khác người là dựa vào thân pháp ẩn nấp, giống như U Linh. Bọn hắn chính là thích hợp nhất tìm kiếm cái này hiểm địa. Vừa có tình huống bọn hắn liền sẽ rút lui. Bọn hắn cũng không phải đến đánh nhau, chỉ là đến xem xét tình huống. Không thể không nói Chiến Hùng Quốc tài đại khí thô. Người khác là thần minh tổng cộng đều góp không ra mấy cái. Chiến Hùng Quốc là từng cái thuộc loại đều có. Còn có thể như vậy phân loại ra, quả thực để người sợ hãi thán phục. Một nhóm 13 người tiến vào rừng mưa bên trong. Bảo trì khoảng cách nhất định, cùng thi triển khả năng, hướng chỗ sâu thăm dò mà đi. Mấy người lấy tốc độ thân pháp tăng trưởng, thần không biết quỷ không hay đi vào Thánh Tuyển lân cận. Thế nhưng là không hề phát hiện thứ gì. Tiến một bước xâm nhập, bọn hắn đi vào Thánh Tuyển vị trí. Nhìn thấy Quân Quân. Cái này khiến trong bọn họ tâm lật lên cơn sóng gió động trời tới. Nơi nào muốn lấy được chuyện này vậy mà cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền lâm vào hung thú trong vòng vây. Mấy cái bá chủ cấp hung thú trực tiếp xuất động. Dự báo đến nguy hiểm về sau, cái này 13 người ỷ vào thân pháp cùng tốc độ lập tức thoát đi. Đám hung thú cứ việc thần minh cấp đông đảo, cũng không nhất định có thể ngăn được. Nhưng lúc này chung quanh đột nhiên lần lượt từng thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng ngày càng nhiều. Đem 13 người ngăn lại. Dù là 10 tốc độ của 3 người lại nhanh, thân pháp lại như thế nào xảo diệu. Tại 80 vị cường giả phục kích dưới, cũng là vô dụng. Tiêu Thiên Vũ 80 người xuất hiện về sau, không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Tại chỗ toàn bộ đánh giết. Dám đến thánh địa, chính là địch nhân. Đây là Diệp Quân Lâm ra lệnh. Bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt Quân Quân, không chịu đến một chút xíu uy hiếp cùng tổn thương. Chiến Hùng Quốc một mực chờ đợi đợi. Nhưng khi mất đi liên hệ sau, bọn hắn cũng đã minh bạch. Nơi này không thể xâm nhập. Chẳng qua Chiến Hùng Quốc đem chuyện này liệt vào cơ mật. Không để bất luận kẻ nào biết. Tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết bọn hắn ở đây thua thiệt qua. Thậm chí nơi này đều có thể trở thành vũ khí của bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp. Diệp Quân Lâm một đoàn người đều đang thăm dò. Chuyên môn tìm cấm địa tiến hành thăm dò. Dù sao Thánh Tuyển nơi này nếm đến ngon ngọt.
thậm chí tìm kiếm ba cái cấp một cấm địa. Mặc dù tìm được không ít thiên tài địa bảo, thế nhưng là cuối cùng so với thánh tuyển cấp bậc kém một chút. Chiếu trước mắt mà nói, đối quân quân thân thể vô dụng. Đây cũng là trong dự liệu. Lúc đầu tại cấm địa thăm dò chính là tìm vận may nha, vận khí có tốt có xấu. Chẳng qua tìm tới những vật này cũng không có lãng phí hết. Tại những cái này thiên tài địa bảo tác dụng dưới, hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não thực lực không ngừng tăng lên. Nhất là hắc ám bác sĩ rất nhẹ nhàng trở thành một cái thần minh cấp cường giả. Thượng đế chi não tại Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ chỉ đạo dưới, cũng là trở thành cường giả. Mặc dù không phải thần minh cấp, thế nhưng là hắn dùng kỹ xảo hoặc là công pháp đem thực lực bản thân phát huy đến lớn nhất, cũng có thể cùng thần minh cấp một trận chiến. Diệp Quân Lâm ba người bây giờ có được thiên tài địa bảo số lượng, đủ để so sánh trước 10 quốc gia. Thậm chí nhiều hơn. Có chút đồ chơi, dù là chiến hùng quốc đều không có. Dù sao không có ảnh hình người bọn hắn dạng này, tùy ý ra vào cấm địa, dù là cấp một cấm địa cũng không ngoại lệ. Dạng này càng địa phương nguy hiểm càng dễ dàng sinh ra chí bảo. Bọn hắn có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Rất nhiều linh khí tinh thể đều cầm không đến, từ bỏ rất nhiều. Diệp tiên sinh, trải qua khoảng thời gian này thăm dò, quy luật chắc hẳn ngươi cũng phát hiện. Toàn thế giới tất cả địa phương, bị liệt là cấm địa có càng kỳ trà cao hơn suất xuất hiện thiên tài địa bảo. Mà cấm địa cấp bậc càng cao xuất hiện thiên tài địa bảo cũng liền càng lợi hại. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta tiếp xuống phương hướng hẳn là chọn tại cấp 1 cấm địa, cấp 2 cấm địa cùng cấp 3 cấm địa những địa phương này đơn thuần là lãng phí. Hắc ám bác sĩ đề nghị. Xác thực như thế. Nên đến cấp 1 cấm địa, dạng này xác suất lớn một chút. Thượng đế chi não phụ họa nói. Hắn cũng lập tức lấy ra số liệu đến, trước mắt toàn thế giới liệt ra tới cấp 1 cấm địa tổng cộng có 23, chúng ta đã thăm dò 4 cái. Còn lại 19 cái, xác suất vẫn là rất lớn. Đương nhiên còn có một số hư hư thực thực là cấp 1 cấm địa, còn không có bị thống kê lên, cũng không ít. Hắc ám bác sĩ đã bắt đầu đang chọn, tiếp xuống, chúng ta liền đem những này cấp 1 cấm địa thăm dò mấy lần. Cách chúng ta gần đây chính là... Diệp Quân Lâm lại trong lúc trầm tư, không nói gì. Một lúc sau, Diệp Quân Lâm chậm rãi nói, vậy theo các ngươi thuyết pháp chỗ nguy hiểm nhất sinh sôi lợi hại nhất thiên tài địa bảo. Đúng a, hiện tại xem ra chính là cái quy luật này. Hai người nhao nhao gật đầu. Vậy chúng ta đi một cái chỗ nguy hiểm nhất. Nơi nào khả năng tư dưỡng thiên tài địa bảo? Diệp Quân Lâm nghĩ đến một chỗ. Thượng đế chi não còn đem tư liệu lấy ra, là tại những cái này cấp một cấm địa ở trong sao? Diệp Quân Lâm lắc đầu, cũng không phải là. Các ngươi đi theo ta chính là. Lúc này, kỳ thật thượng đế chi não đã xây một cái cỡ lớn phi hành khí. Chủ yếu là dung lượng đủ lớn, có thể chứa hạ rất nhiều thiên tài địa bảo. Dù là như thế, phi hành khí khoang tàu cũng đổ đầy. Dạng này càng dễ dàng một chút. Diệp Quân Lâm cho một cái phương hướng, thượng đế chi não điều khiển phi hành khí cực tốc bay chạy. Không lâu sau đó đến một vùng tăm tối chi địa. Nơi này, vẫn như cũng bị bóng tối bao trùm ở. Cực giống linh khí khôi phục vừa mới lúc bộc phát đợi bộ dáng. Lại tới đây về sau, từ trường dị thường, các phương diện đều ở vào hỗn loạn trạng thái. Đối thượng đế chi não phi hành khí đều có ảnh hưởng. Kém chút trực tiếp rơi vỡ. Vậy mà là nơi này. Nhìn thấy nơi này sau. Thượng đế chi não vô ý thức lên tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn đi vào nam cực trên không. Phía dưới cái kia bao trùm hơn phân nửa nam cực vòng xoáy dẫn vào tầm mắt, khiến người sợ hãi. Cứ việc hắc ám bác sĩ hai người thực lực bây giờ siêu tuyệt. Nhưng nhìn lấy phía dưới vòng xoáy khổng lồ, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nơi này là linh khí bộc phát địa phương. Phía dưới có siêu cấp linh mạch. Dựa theo mọi người mạch suy nghĩ đến nói, như vậy nơi này cũng khẳng định là dễ dàng nhất tầm bổ thiên tài địa bảo địa phương. Hoàn cảnh như vậy ác liệt, như vậy tầm bổ ra tới thiên tài địa bảo, cũng liền là lợi hại nhất kinh khủng. Nếu như nơi này có thiên tài địa bảo, như vậy sẽ so với thánh tuyển càng muốn khủng bố. Đại khái suất có thể một lần tính giải khai quân quân độc. Chẳng qua linh khí bộc phát thời gian ngắn như vậy, xuất hiện thiên tài địa bảo. Nhất là có thể giải mở quân quân trên thân độc dược thiên tài địa bảo, xác suất vẫn là rất nhỏ. Hy vọng không lớn. Chẳng qua Diệp Quân Lâm gửi hy vọng ở đầu kia siêu cấp linh mạch. Hắn muốn đi thẳng đến siêu cấp linh mạch nơi nào.
nhìn xem có hay không siêu cấp linh mạch lâu dài tháng dài tầm bổ thiên tài địa bảo. Liền cùng thánh thuyền đồng dạng. Tại linh khí khôi phục trước liền đã tồn tại thời gian rất lâu. Muốn tìm dạng này, lâu dài tháng dài. Siêu cấp linh mạch lớn như vậy, tầm bổ ra tới thiên tài địa bảo cũng không phải là không được. Nhìn phía dưới vòng xoáy khổng lồ. Hắc ám bác sĩ bọn hắn minh bạch, vì sao Diệp Quân Lâm nói nơi này không phải cấp một cấm địa. Cái này cũng không ai dám đem nơi này liệt vào cấp một cấm địa A. Nơi này đều không ai dám tới. Hiện tại biết vòng xoáy này căn bản không có mấy người. Bởi vì đi vào Nam Cực cái này một chỗ mang, phía trước căn bản liền bao phủ trong bóng đêm. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này liền sợ. Huống chi cái này khu vực hắc ám đã tiếp tục bao phủ thời gian lâu như vậy. Cùng trước đó toàn thế giới lớn diện tích bao phủ là không giống. Cái kia cấp tốc tán đi, cái này lâu dài vần quanh, thật lâu không cách nào tán đi. Cứ việc nơi này không có bị liệt là cấp một cấm địa. Chắc hẳn, các thế lực lớn quốc gia vẫn là trong lòng hiểu rõ. Nơi này khẳng định là xa xa cao hơn cấp một cấm địa. Không có việc gì, bất kỳ người nào đều là không dám tới nơi này. Chúng ta thật muốn. Hắc ám bác sĩ vừa lên tiếng hỏi thăm. Diệp Quân Lâm nói, ta đến liền có thể. Nơi này đối các ngươi mà nói vẫn có chút nguy hiểm. Đây là ăn ngay nói thật. Dù là linh khí bộc phát kết thúc, nhưng nơi này là bộc phát điểm A. Liền trước mắt cái này vòng xoáy không nói, chính là phía dưới siêu cấp linh mạch vị trí, còn lưu lại đáng sợ linh khí phong bạo. Một khi bị cuốn vào, nhất định là tử thương. Siêu cấp linh mạch linh khí phong bạo, thế nhưng là cùng bên ngoài những linh khí này không giống. Những linh khí này đều là trải qua Diệp Quân Lâm thân thể loại bỏ sau, dễ dàng bị nhân thể hấp thu. Thế nhưng là bên trong thật có thể giết người. Gặp được chính là chết. Thần minh cũng không ngoại lệ. Sau đó, Diệp Quân Lâm từ phi hành khí bước ra một bước, trực tiếp rơi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Thượng đế chi não toàn thân dùng mình một cái. Cái này vòng xoáy hắn là trải qua. Dù là hắn từ người bình thường biến thành một vị gần như so sánh thần minh tồn tại, đối mặt vòng xoáy này vẫn có chút sợ hãi. Chớ đừng nói chi là vòng xoáy phía dưới. Vòng xoáy khổng lồ vẫn như cũ là linh khí vần quanh, dù sao phía dưới siêu cấp linh mạch còn không có triệt để bộc phát xong. Thậm chí còn lại linh khí còn siêu cấp nhiều. Diệp Quân Lâm rất nhanh từ vòng xoáy trung hạ chìm. Trong lòng của hắn cầu nguyện có thể tìm tới thiên tài địa bảo. Nhất định phải a. Nếu là nơi này tìm không thấy. Vậy hắn cần phải hoảng. Một đường hạ xuống, dần dần linh khí là càng ngày càng mạnh, tựa như đao gió đồng dạng, xé rách rào sát. Cho dù là thần minh thể chất, cũng sẽ nháy mắt tan rã. Đầu này siêu cấp linh mạch quá mạnh. Đem toàn thế giới cải biến thành bộ dạng này. Còn có thể có kinh khủng như vậy chứa đựng lượng. Thậm chí còn tại liên tục không ngừng sinh ra. Oanh! Rốt cục Diệp Quân Lâm đi vào siêu cấp linh mạch lúc trước bộc phát miệng vị trí. Nơi này không những sẽ không là một mảnh đen kịt, ngược lại sáng như ban ngày. Cái này tự nhiên là linh khí tác dụng. Phía dưới chính là siêu cấp linh mạch chỗ vị trí. Cũng là Diệp Quân Lâm lần đầu tiên tới. Lúc trước ngăn cản bộc phát thời điểm, nào có ở không đến tiếp xúc gần gũi cái này. Lại tới đây. Phảng phất tiến vào hang đồng dạng. Tại cửa vào phía ngoài trên vách đá, có linh khí tẩm bổ ra tới thạch nhũ, cũng có linh khí tẩm bổ ra tới giọt nước. Một giọt nước có thể so với thần dược. Diệp Quân Lâm đứng tại cửa vào vị trí, nhìn xem to lớn lỗ hổng. Cái này lỗ hổng đã dài đến ngàn mét. Bản thân là bị thật dày vách đá bao vây lấy. Cái này vách đá độ dày cùng trình độ cứng cáp quả thực đáng sợ. Đoán chừng cũng là hàng ngàn hàng vạn năm một chút xíu tích lũy. Không phải thời gian dài như vậy, đầu này linh mạch vững vững vàng vàng. Về sau đắp lên đế chi não phi hành khí nổ tung. Nhưng kỳ thật chỉ là nổ tung một cái miệng nhỏ mà thôi, chỉ là đằng sau mới khuếch trương thành một cái dài ngàn mét lỗ hổng. Diệp Quân Lâm tiến vào trong đó. Đầu này siêu cấp linh mạch có thể ví von thành một cái kéo dài nghìn dặm quặng mỏ. Quặng mỏ là bịt kín, bên trong tất cả đều là linh khí nồng nặc. Chỉ là hiện tại phần lớn linh khí đều bị bạo phát đi ra. Nhưng bên trong vẫn là lưu lại kinh khủng linh khí. Vừa mới nhìn thấy bên ngoài trên vách đá tư dưỡng một chút giọt nước cái gì, cái này khiến Diệp Quân Lâm lòng tin lớn thụ phấn chấn. Bên ngoài vách đá đều như thế. Bên trong chẳng phải là lại càng dễ. Oanh! Vừa mới đi vào, đáng sợ linh khí phong bạo liền càn quét đi vào.
Dù là đầu này siêu cấp linh mạch phần lớn linh khí đều phóng xuất ra. Thế nhưng là còn lại dù là 1%, 1/1000 vạn, cũng không phải sức người có thể ngăn cản. Tuyệt không phải nhân thể có thể hấp thu. Huống chi lưu lại không chỉ chừng này a. Ác liệt. Siêu cấp linh mạch bên trong hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn. Đi vào bên trong về sau, Diệp Quân Lâm sắc mặt biến, đồng thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Loại trình độ này linh khí dưới, tuyệt sẽ không có bất cứ sinh vật nào sống sót. Hiện tại cũng không thể, chớ đừng nói chi là trước kia siêu cấp linh mạch. Hắn sai. Vốn nghĩ linh khí càng nồng đậm, càng có thể tẩm bổ ra thiên tài địa bảo ra tới. Thế nhưng là có cái hạn độ. Nếu như linh khí thật ngông cuồng nổ lời nói, những cái này thiên tài địa bảo căn bản không có sinh tồn không gian. Muốn mọc ra một gốc, đây chính là nghịch thiên cấp bậc. Nhưng trên cơ bản không có khả năng này. Hoàn cảnh quá ác liệt, linh khí quá mạnh, bất kỳ cái gì sinh vật đều xóa đi. Không có khả năng có thiên tài địa bảo xuất hiện. Chẳng qua Diệp Quân Lâm vẫn một mực hướng bên trong xâm nhập. Thật vất vả đến, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đi. Càng đi linh mạch chỗ sâu, linh khí liền càng thêm cường hãn. Cũng ngay tại lúc này Diệp Quân Lâm có thể gánh vác được, cho dù là trước đó hắn đều chưa hẳn thấy. Không biết xâm nhập bao lâu. Bên trong một cỗ trùng thiên sóng nhiệt đánh tới. Đừng nhìn Diệp Quân Lâm mặt không đổi sắc, coi như cái này sóng nhiệt trình độ kinh khủng, có thể đem một tôn thần minh cho dung luyện. Nguyên lai Diệp Quân Lâm đến phiến khu vực này, linh khí nồng nặc đã ngưng kết thành hỏa diễm. Cái này nhưng cùng phía ngoài hỏa diễm khác biệt, đây là linh khí một loại cường đại hình thái. Vạn vật đều có thể bị đốt cháy. Nếu là Diệp Quân Lâm có thể điều khiển những ngọn lửa này, đến bao nhiêu thần minh cũng đỡ không nổi. Chẳng qua hắn không cần. Diệp Quân Lâm mạnh mẽ gánh vác hỏa diễm hình thái linh khí công kích, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó, hắn lại gặp được hàn băng hình thái linh khí, uy lực cùng vừa rồi hỏa diễm. Cái gì đều có thể đông cứng. Đều là không cách nào chống cự linh khí hình thái. Chẳng qua vẫn không có Diệp Quân Lâm muốn tìm. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Dù là không có muốn tìm thiên tài địa bảo, hắn cũng phải đem siêu cấp linh mạch vị trí đi mấy lần. Vạn nhất đâu. Càng đi chỗ sâu đi, góp nhặt linh khí cũng càng nhiều. Căn bản không có ở linh khí khôi phục bên trong phóng xuất ra. Thậm chí ở bên trong có rất nhiều nơi là phong bế, cũng không phải là đầu này siêu cấp linh mạch đều là thông suốt. Bên trong hình thức hình dạng cũng rất phức tạp, dung hợp các loại thế núi hình dạng mặt đất. Khả năng này cũng là tạo thành linh khí có bao nhiêu loại hình thái nguyên nhân. Cùng nhau đi tới. Diệp Quân Lâm nhìn thấy đủ loại kiểu dáng hình thái linh khí. Chờ một chút, đó là cái gì? Diệp Quân Lâm tại phía trước nhìn thấy một cái cây. Nơi này có thể có cây xuất hiện, đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo a. Diệp Quân Lâm lập tức tiếp cận. Nhưng đến chỗ gần xem xét. Cây này vậy mà biến thành hóa thạch. Không biết tồn tại bao lâu thời gian. Đều đã biến thành hóa thạch. Cây này dáng vẻ Diệp Quân Lâm là quen thuộc vừa xa lạ, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Đoán chừng trước kia cây này thậm chí khả năng nở hoa kết trái a. Sau đó, Diệp Quân Lâm lại nhìn thấy một chút hóa thạch. Động vật cũng có. Hình thể đều tương đối khổng lồ. Nghiên cứu giá trị rất cao. Thế nhưng là những cái này đối Diệp Quân Lâm đến nói không có tác dụng gì. Hắn chỉ muốn giải khai Quân Quân độc a. Cái khác cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đã ý thức được siêu cấp linh mạch bên trong không có khả năng có thiên tài địa bảo xuất hiện. Lần này xem như đến không. Mà giờ khắc này, tại vòng xoáy phía ngoài hắc ám bác sĩ hai người là sốt ruột chờ đợi. Ta làm sao có loại bị người để mắt tới cảm giác. Bỗng nhiên, hắc ám bác sĩ lên tiếng nói. Hắn cảm giác toàn thân lưng phát lạnh, lông tơ dựng đứng. Giống như là bị hung thú để mắt tới cảm giác liếc mắt. Một bên thượng đế chi não trải qua hắc ám bác sĩ nhắc nhở về sau, cũng có cảm giác giống nhau. Trong lúc nhất thời hắn mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hướng mặt ngoài nhìn lại không ai. Căn bản không biết ở nơi nào. Không sai. Âm thầm thật có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây là một cái một nữ tam nam đội ngũ. Bọn hắn toàn thân trên dưới mặc thanh đồng áo giáp, ẩn ẩn chảy xuôi màu u lam vầng sáng. Trên thân hoặc là treo kiếm, hoặc là gánh vác trường đao cùng cung tiễn. Từng cái núp trong bóng tối, phảng phất ẩn nấp đi. Dù là hắc ám bác sĩ thần minh cấp thực lực cũng là không cảm giác được ở nơi nào.
tiểu sư muội chúng ta đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là toàn thế giới phát sinh biến đổi lớn bộc phát điểm. Phía dưới chính là siêu cấp linh mạch chỗ. Đầu này siêu cấp linh mạch thật là khủng bố. So với chúng ta tu luyện kia một đầu không biết khủng bố hơn bao nhiêu. Trong đó một vị gánh vác trường thương nam tử nói. Hiển nhiên bọn hắn cũng là dựa vào linh mạch mà sống. Nhưng tuyệt không phải Nam Cực sông băng hạ đầu này cự hình siêu cấp linh mạch. Một vị khác cõng đao người nói, chính là chỗ này. Nơi này đều hình thành vòng xoáy linh khí. Phía dưới này cường độ linh khí so chỗ của chúng ta đều mạnh hơn a. Gánh vác cung nỏ nam tử nhìn xem ba người hỏi, có muốn hay không chúng ta đi xuống xem một chút. Vẫn là thôi đi, nơi này chúng ta không chịu đựng nổi. Chúng ta mấy người năng lực sợ là có đi không về. Duy nhất nữ tính tiểu sư muội lạnh lùng nói. Một tấm lãnh khốc khuôn mặt đẹp để cho người ta ngạt thở. Ba người khác nhau nhau gật gật đầu. Lúc này tiểu sư muội nhìn thoáng qua cách đó không xa thượng đế chi não phi hành khí, nàng âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Bọn hắn chẳng lẽ nghĩ thăm dò nơi này? Quả thực vô tri. Đúng vậy a, cái này đơn thuần là không biết tự lượng sức mình. Ngay cả chúng ta cũng không dám nếm thử. Những người khác cũng cười lạnh nói. Chủ yếu nhìn thấy phi hành khí tại vòng xoáy linh khí chung quanh xoay quanh, thật coi là hắc ám bác sĩ bọn hắn cũng phải thăm dò nơi này. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, bao trùm một nửa Nam Cực vòng xoáy khổng lồ phát sinh dị biến. Đem ánh mắt của bốn người toàn bộ hấp dẫn. Lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện cái này vòng xoáy khổng lồ vậy mà nghịch phương hướng xoay tròn. Lập tức, Nam Cực phiến thiên địa này phát sinh rung động. Thế nhưng là nói là thiên địa biến sắc. Cái này, đây là làm sao rồi? Làm sao nghịch phương hướng xoay tròn rồi? Làm sao cảm giác là nhân lực a? Mấy người kia tâm thần run rẩy dữ dội nói. Không có khả năng, làm sao có thể có nhân lực để vòng xoáy xoay tròn phương hướng thay đổi đâu. Cái này vòng xoáy linh khí mạnh cỡ nào, các ngươi không biết sao. Trừ phi phải là, tiểu sư muội lạnh mặt nói, nhưng muốn nói lại thôi. Mấy người khác đều hiểu. Tại nàng trong nhận thức biết, là không thể nào làm được. Giống như có cái gì muốn ra tới, chúng ta nhìn chằm chằm một điểm. Có người bắt đầu nhắc nhở. Bốn người chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới vòng xoáy động tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn hắn một mực nhìn chằm chằm vòng xoáy biến hóa. Một khắc đều không có thư giãn. Thế nhưng là vài phút về sau, vòng xoáy lại khôi phục bình thường. Thế nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không thấy có người ra tới. Đây là... Chẳng lẽ chính là một loại hiện tượng, là vòng xoáy nguyên nhân? Tất cả mọi người có chút mộng. Hẳn là vòng xoáy nguyên nhân. Đi thôi, rời đi. Tiểu sư muội nói nghiêm túc. Lập tức, bốn người ầm vang rời đi. Chỉ là bọn hắn rời đi sau. Nơi này nhiều một người. Diệp Quân Lâm. Tại siêu cấp linh mạch tìm kiếm một vòng không có kết quả về sau, hắn liền rời đi. Vừa ra tới, liền phát giác được cái phương hướng này có người. Hắn ẩn nấp thân hình, liền trực tiếp hướng nơi này đến. Đây là trấn Ma Ti. Diệp Quân Lâm nhìn xem mấy người biến mất phương hướng, lông mày thật chặt nhăn người. Từ vừa rồi mấy người ăn mặc đến xem. Đây chính là trấn Ma Ti. Lúc trước hắn còn có thể trang phục qua trấn Ma Ti tới dọa chư thần phòng thí nghiệm. Bây giờ xem ra, phục sức của bọn họ phong cách chính là trấn Ma Ti. Còn có chính là bốn người này thực lực. Rất mạnh. Đây chính là trấn Ma Ti. Đồng thời bọn hắn chuyên môn chạy đến nơi này đến. Căn bản chính là đến tìm thế giới này biến đổi lớn sau bộc phát điểm. Cái này cũng nói rõ bọn hắn là được. Diệp Quân Lâm nội tâm vẫn là có không nhỏ kinh hãi. Trấn Ma Ti vậy mà thật tồn tại. Náo lâu như vậy, vậy mà là thật tồn tại. Không thể tin. Truyền thuyết là thật. Đám này con bê thật tồn tại. Cái kia cần bọn hắn thời điểm đi đâu rồi. Từng cái che giấu đều không ra. Diệp Quân Lâm xem như minh bạch. Khẳng định siêu cấp linh mạch bộc phát, gây nên thế giới biến đổi lớn. Mới khiến cho những cái này truyền thuyết bên trong đám gia hỏa chạy đến. Trấn Ma Ti đã tồn tại, như vậy thiên sư phủ cũng tất nhiên là tồn tại. Mà lại căn cứ vừa mới Diệp Quân Lâm quan sát, khôi giáp của bọn hắn, vũ khí cùng trong cơ thể lực lượng đến xem. Bọn hắn chính là dùng linh khí tới tu luyện. Thậm chí Diệp Quân Lâm có thể đánh giá ra Trấn Ma Ti thiên sư phủ sở dĩ không có tung tích lưu lại. Đó là bởi vì trước đó thế giới này căn bản không có linh khí có thể nói.
không thích hợp bọn hắn tu luyện. Bọn hắn ở địa phương khẳng định là có linh mạch, linh khí dồi dào, mới thích hợp bọn hắn tu luyện. Không sai. Diệp Quân Lâm đều đoán đúng. Đám người này chính là Trấn Ma Ti. Đoạn thời gian trước bởi vì thiên địa biến đổi lớn, từng cái chạy ra. Vừa mới bốn người là phụ trách điều tra biến đổi lớn nguyên nhân gây ra, một đường điều tra đến nơi này. Mà bọn hắn trước đó vị trí, là giấu ở đại hạ vài chỗ. Những địa phương này đặc điểm chính là có linh mạch, đương nhiên bọn hắn linh mạch cũng không có Nam Cực sông băng đầu này khủng bố. Bọn hắn địa phương linh khí nồng đậm, bởi vậy mới sẽ không đến ngoại giới tới. Hiện tại ngoại giới linh khí nồng đậm thành dạng này, mới đem bọn hắn từng cái hấp dẫn ra tới. Diệp Quân Lâm vui, trách không được chư thần phòng thí nghiệm kiêng kỵ thành dạng này. Đây là chân thực tồn tại a, mà lại mấy người trẻ tuổi liền mạnh như vậy. Diệp Quân Lâm cười, đều nói đại hạ vô thần minh, nhưng là tồn tại một đám có thể chém giết thần minh người a. Liền vừa bốn người kia, trên cơ bản thực lực đều tại bây giờ thiên sách thiếu soái phía trên. Bọn hắn dường như thật dùng luyện khí thuật, cùng Quân Quân tự sáng tạo ngược lại là phù hợp. Đây cũng là cái thiên đại bí mật. Nếu là truyền đi, sợ là toàn bộ thế giới đều muốn chấn kinh a. Diệp Quân Lâm trở lại phi hành khí bên trong. Cùng Hắc Ám bác sĩ nói lên phía dưới tình huống. Thật sự là không nghĩ tới a. Cũng đúng, vật cực tất phản mà. Hết thảy đều có hạn độ. Hai người cảm thán nói. Chẳng qua ta vừa rồi gặp một nhóm người. Diệp Quân Lâm bắt đầu nói lên Trấn Ma Ti sự tình. Hiện tại đối Hắc Ám bác sĩ hai người hắn cũng là không giữ lại chút nào có thể nói. Trấn Ma Ti cùng Thiên Sư Phủ thật tồn tại. Hai người đều là chư thần phòng thí nghiệm, đối với cái này vô cùng quen thuộc. Bọn hắn cũng minh bạch vì sao phía trước một hồi bị người để mắt tới. Diệp tiên sinh, đã Trấn Ma Ti tồn tại, thế nào không tìm Trấn Ma Ti giải Quân Quân độc? Hắc Ám bác sĩ đột nhiên một câu, nhắc nhở Diệp Quân Lâm. Đúng a. Đã mình tận mắt nhìn thấy Trấn Ma Ti tồn tại. Như vậy liền có thể đi tìm Trấn Ma Ti cho Quân Quân giải độc a. Không nói trước có thể hay không giải khai, tối thiểu hy vọng rất lớn. Như vậy mình liền vừa mới không nên để bọn hắn đi, trực tiếp bắt lấy. Ta đi ra xem một chút. Diệp Quân Lâm ra ngoài tìm một vòng, người đã sớm không gặp. Vậy chúng ta đi nơi nào? Thượng Đế Chi Não hỏi. Đi trước Thánh Tuyền nhìn xem Quân Quân. Sau đó, ba người trở về tới Thánh Tuyền. Diệp Quân Lâm xem xét Quân Quân tình huống, xác định không có tình huống. Hiện đang bảo vệ Quân Quân thế lực quá cường đại. Đồng thời Tiêu Thiên Vũ 80 người, còn đang không ngừng rèn luyện bên trong. Cứ việc trước đó tại Côn Luân học viên địa phương là cấm địa, linh khí dồi dào. Nhưng bây giờ nơi này cũng không kém. Mà lại phía dưới còn có một đầu cỡ nhỏ linh mạch, cung cấp cho bọn hắn tốt nhất điều kiện tu luyện. Bọn hắn có thể tiếp tục luyện Diệp Quân Lâm công pháp cơ bản. Không ngừng tăng cường. Tại hiện nay hoàn cảnh này bên trong, tu luyện Diệp Quân Lâm cho công pháp cơ bản, quả thực là một ngày một cái dạng. Đối với cái này, Diệp Quân Lâm rất yên tâm. Ba người lại tiến về đại hạ. Đi vào đại hạ sau. Diệp Quân Lâm trực tiếp tìm đến thiên sách thần soái bọn hắn, hỏi thăm phải chăng có Trấn Ma Ti ở nơi nào. Thế nhưng là thiên sách thần soái bọn hắn đều là một mặt mờ mịt. Nơi nào có Trấn Ma Ti à? Đây không phải là truyền thuyết sao? Tất cả mọi người là mộng. Cứ việc có rất nhiều người suy đoán đại hạ phía sau có người, cũng chính là thiên sách thiếu soái sư phụ. Mọi người không biết, nhưng thiên sách thần soái bọn hắn nơi nào không biết, người này chính là Diệp Quân Lâm à. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngày ấy xuất thủ người không phải liền là ngươi sao? Thiên sách thần soái trực tiếp hỏi. Là ta. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Kia không phải, đại hạ người sau lưng là ngươi a, nơi nào đến những người khác a? Trấn Ma Ti cùng Thiên Sư Phủ đây đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không tồn tại a. Chấm. Cái này khiến Diệp Quân Lâm một mặt phiền muộn. Hắn còn tưởng rằng Trấn Ma Ti tại đại hạ đã quang minh chính đại xuất hiện. Nơi nào muốn lấy được, những người khác căn bản không biết chuyện này. Trấn Ma Ti là tồn tại, ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Quân Lâm một câu để thiên sách thần soái trong bọn họ tâm lật lên sóng to gió lớn tới. Thật tồn tại. Mọi người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Nhất là thiên sách thần soái mấy người kinh ngạc đến không thể tin tình trạng. Ta vững tin là bọn hắn không sai. Mấy thằng nhãi con thực lực đều so con của ngươi cao hơn.
cái khác phục sức cùng lực lượng trong cơ thể chờ chút. Diệp Quân Lâm nói. Cái gì? Diệp Quân Lâm đều như vậy nói. Vậy bọn hắn chính là tin tưởng thật là như thế. Trấn ma ti vậy mà thật tồn tại. Vậy tại sao trước đó đại hạ gặp trắc trở cũng không có xuất hiện, vì sao hiện tại? Đúng, linh khí khôi phục. Thiên sách thần soái lập tức kịp phản ứng. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, bọn hắn kỳ thật chính là dựa vào linh mạch tu luyện. Biến hóa của ngoại giới gây nên chú ý của bọn hắn, cho nên mới sẽ đến. Minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Trấn ma ti cùng thiên sư phủ thật tồn tại, đây cũng là một đám tinh xảo lợi mình đám gia hỏa. Không dính đến lợi ích, tuyệt sẽ không xuất hiện. Đại hạ sinh tử tồn vong căn bản cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhiều hơn phái người ra ngoài xem xét, nhìn xem có thể hay không có manh mối cái gì. Biết Diệp Quân Lâm là vì nữ nhi. Thiên sách thần soái bọn hắn lập tức phái người đi tìm Trấn ma ti tin tức. Được rồi, ta cũng tự mình đi tìm đi, các ngươi rất khó tìm đến. Diệp Quân Lâm suy nghĩ một chút nói. Đám người này, liền thần minh cấp hắc ám bác sĩ đều không thể phát giác. Chớ đừng nói chi là những người khác. Thật đúng là phải chính hắn đi tìm. Đúng lúc này đợi. Độc tà thần vội vàng chạy tới. Hắn thở hồng hộc đi vào Diệp Quân Lâm trước mặt. Chủ nhân, có phát hiện trọng đại. Độc tà thần hô. Ngươi thở quân khí lại nói. Diệp Quân Lâm cũng là sốt ruột a. Độc tà thần bình phục tốt cảm xúc về sau, vội vàng nói, ta tại sư môn tàn tích bên trong lục soát thời gian dài như vậy, phát hiện một điểm manh mối. Đầu tiên là cái không trọn vẹn kỳ độc bảng, phía trên ghi chép các loại lợi hại kinh khủng độc, phần lớn là cùng độc kinh bên trong ghi chép đồng dạng. Nhưng là kỳ độc bảng thứ 3 độc dược là vạn vật khô, độc kinh trên nửa quyển bên trong tuyệt không ghi chép, nhưng ta cẩn thận xem xét. Cảm giác thứ 3 độc dược vạn vật khô cùng tiểu chủ nhân loại độc uy lực đều không khác mấy. Về phần đệ nhất đệ nhị, còn có rất nhiều độc đều là không trọn vẹn, ta không biết. Diệp Quân Lâm chăm chú nhìn hắn hỏi, người nói những cái này là có ý gì? Bởi vì ta phát hiện sư môn ghi chép bên trong nói cái này kỳ độc bảng là Trấn ma ti. Độc tà thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một câu mới ra, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trấn ma ti. Vừa mới chứng thực Trấn ma ti tồn tại. Hiện tại lại tới một cái bằng chứng Trấn ma ti tồn tại. Mọi người làm sao không chấn kinh. Chẳng qua ta hoài nghi cái này kỳ độc bảng cũng là phán đoán ra tới. Thông qua cái này kỳ độc bảng, ta lại phát hiện một kiện chuyện quan trọng. Ta sư môn ghi chép bên trong còn nói độc kinh hạ nửa cuốn tồn tại, mà lại ngay tại Trấn ma ti trong tay. Bởi vì độc kinh trên nửa quyển đối Trấn ma ti đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vậy trục xuất thế tục, cho cơ duyên cho người hữu duyên. Độc tà thần lời nói lần nữa để Diệp Quân Lâm kích động. Độc kinh hạ nửa cuốn lại có tin tức. Độc tà thần cười lạnh nói, ta cảm thấy chính là tại kéo con bê. Không nghĩ tới ta sư môn cũng sẽ tin những cái này truyền thuyết. Người ta Trấn ma ti cùng thiên sư phủ căn bản không tồn tại. Độc kinh hạ nửa cuốn thần kỳ như vậy đồ vật, nói không nên lời, liền quy kết đến hư vô mờ mịt trong truyền thuyết. Độc tà thần mặc dù phát hiện rất nhiều manh mối. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không tin Trấn ma ti tồn tại. Đương nhiên đây cũng là tất cả mọi người nhất trí ý nghĩ. Chính là truyền thuyết A. Nơi nào tồn tại? Diệp Quân Lâm chăm chú nhìn độc tà thần nói, như vậy ta cho ngươi biết, Trấn ma ti thật tồn tại. Cái gì, Trấn ma ti tồn tại? Ta không tin. Độc tà thần lắc đầu liên tục. Thật tồn tại, nhất tự Tịnh Kiên Vương đã chứng thực. Những người khác rối rít nói. Độc tà thần lúc này mới khó mà tin nổi nhìn xem Diệp Quân Lâm. Hỏi thăm hắn có hay không là thật. Diệp Quân Lâm nhẹ gật đầu. Kia tiểu chủ nhân có hy vọng à. Dù là không có độc kinh, ta cảm giác Trấn ma ti nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, giải độc hẳn là không đáng kể. Vạn vật khô loại độc dược này đều chỉ xếp thứ 3, như vậy quân quân cái này độc khả năng còn không bằng vạn vật khô đâu. Độc tà thần cũng đi theo kích động lên. Giờ phút này, đối với Diệp Quân Lâm đến nói, tìm tới Trấn ma ti, quân quân độc là tất giải. Tìm Trấn ma ti đi. Diệp Quân Lâm một câu, gần như ở đây tất cả mọi người bắt đầu đi tìm. Đang lúc hắn muốn xuất phát đi tìm người thời điểm, Lý Tử Nhiễm bọn hắn đến. Đều là còn muốn hỏi quân quân tình trạng như thế nào. Diệp Quân Lâm đem quân quân tạm thời ổn định tin tức nói cho mọi người. Mọi người lúc này mới yên tâm.
Về phần Trấn Ma Ti sự tình còn chưa nói. Vạn nhất Lý Tử Nhiễm bọn hắn nóng vội, lộ ra đi ra ngoài, gây nên dung chuyển liền không tốt. Huống chi bọn hắn đi tìm cũng tìm không thấy. Diệp Quân Lâm một đoàn người ngay tại Đại Hạ lặng lẽ bắt đầu tìm kiếm Trấn Ma Ti manh mối. Thế nhưng là Đại Hạ quá lớn. Thật khó tìm. Trừ phi trực tiếp đụng phải. Lúc đầu Trấn Ma Ti chính là ẩn tàng quá sâu, khả năng ngay tại trước mắt ngươi, ngươi căn bản không biết. Một điểm đầu mối đều không có, làm sao đi tìm. Cho dù là Diệp Quân Lâm đi cảm giác, cũng là không có gì kết quả. Đại Hạ linh khí quá dồi dào. Trải qua linh khí khôi phục về sau, lại đem Đại Hạ dưới mặt đất linh khí tinh hoa cho kích phát ra tới. Đến mức Đại Hạ so địa phương khác linh khí muốn càng dày đặc. Cái này trên phạm vi lớn ảnh hưởng Diệp Quân Lâm phán đoán. Rất khó tìm đến. Tìm kiếm vài ngày sau. Đại Hạ cũng ra đại sự. Nghênh đón một đội không có khả năng xuất hiện khách nhân. Vì sao không có khả năng? Bởi vì là Chiến Hùng Quốc phái tới đội ngũ. Thời kỳ này, phi thường mẫn cảm. Nhất là đây chính là đệ nhất thế lực A. Bọn hắn hiện tại tới chỗ nào, đều có thể dẫn tới lòng người bàng hoàng. Bọn hắn trước đó còn chuẩn bị một hơi nuốt mất Đại Hạ kế hoạch. Hiện tại ai không sợ. Bọn hắn đến mục đích mọi người cũng đều có thể đoán được. Là tới thăm dò Đại Hạ. Nhìn xem Đại Hạ cụ thể là dạng gì tình huống. Chỗ tối dò xét không nói, hiện tại Đại Minh xếp đặt đến xem xét. Chẳng qua dù là Đại Hạ phía sau là ai, đệ nhất thế lực vẫn như cũ cuồng vọng đến không biên giới. Phái tới mấy vị sứ giả từng cái cao ngạo có phải hay không, liền kém đem lão tử thiên hạ đệ nhất khắc vào trên mặt. Đại Hạ bên này mặc dù ngày ấy có Thiên Sách thiếu soái sư phụ một kiếm. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, vẫn là không ai biết. Mà lại Đại Hạ nội bộ truyền ngôn căn bản không tồn tại Trấn Ma Ti cùng Thiên Sư Phủ. Bởi vậy Viêm Long vệ người tiếp đãi đối đệ nhất thế lực phái tới đoàn đại biểu tất cung tất kính, tận lực thỏa mãn bọn hắn hết thảy điều kiện. Nhưng đám người này làm trầm trọng thêm, không biết tốt xấu. Nhiều lần đưa ra vô lễ yêu cầu tới. Ví dụ như thấy Thiên Sách thiếu soái, còn phải để Thiên Sách thiếu soái chạy trước đến. Ví dụ như muốn gặp Thiên Sách thiếu soái sư phụ. Chấm. Một loạt yêu cầu đều là muốn thử dò xét Đại Hạ đáy. Cuối cùng càng là đưa ra để Đại Hạ phụ thuộc Chiến Hùng Quốc yêu cầu tới. Cái này khiến Viêm Long vệ trên dưới tức giận không thôi, lại không biện pháp gì. Lúc buổi tối, Diệp Quân Lâm vừa mới tìm Trấn Ma Ti manh mối trở về. Hắc ám bác sĩ hai người liền xông tới. Diệp tiên sinh, Chiến Hùng Quốc bên kia phái đoàn đại biểu đến. Dường như còn đưa ra muốn gặp Thiên Sách thiếu soái sư phụ yêu cầu. Hắc ám bác sĩ đem Chiến Hùng Quốc đoàn đại biểu đến sự tình nói cho Diệp Quân Lâm. Bọn hắn còn dám tới Đại Hạ, ai cho dũng khí a? Vừa nghe đến những người này, Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong liền hiện lên hàn mang. Bọn hắn đại khái suất là không nghĩ bỏ qua Đại Hạ cục thịt béo này, các loại thăm dò, muốn biết Đại Hạ ranh giới cuối cùng. Thượng đế chi não nói. Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng, tốt, bọn hắn không phải muốn Thiên Sách thiếu soái sư phụ gặp mặt sao? Ta chính là, ta đi xem một chút. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm liền đến chiêu đãi đoàn đại biểu địa phương. Trong phòng họp, Chiến Hùng Quốc đoàn đại biểu ngay tại sách các loại vô lễ yêu cầu. Trong đó đầu mục tay lo hai chân dựng trên bàn, một mặt lãnh ngạo. Bên cạnh phụ tá Brook cười lạnh liên tục, các ngươi phải hiểu, ta đây là cho Đại Hạ cơ hội. Chỉ cần các ngươi phụ thuộc Chiến Hùng Quốc, chúng ta đem cung cấp nhân tạo thần minh phương pháp cùng tài nguyên. Cam đoan Đại Hạ có càng nhiều thần minh sinh ra. Bằng không, Đại Hạ tình cảnh các ngươi cũng là minh bạch. Mặc dù lần trước có cao thủ chém giết Tinh Quốc thần minh, nhưng vị cường giả này chính các ngươi không biết là ai a. Chấm. Đám người này điều tra rất cẩn thận. Biết lần trước mặc dù có một kiếm chém giết Tinh Quốc thần minh cường giả xuất hiện, nhưng kỳ thật mọi người căn bản không biết là ai. Viêm Long vệ mấy người sửng sốt. Trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bọn hắn căn bản không biết. Các ngươi phải biết, tại Chiến Hùng Quốc chém giết nhiều như vậy thần minh, cũng không phải là một kiện hiếm lạ sự tình, dạng này cường giả chúng ta có rất nhiều. Ta hy vọng chúng ta cùng các ngươi là sống chung hòa bình, trợ giúp lẫn nhau, các ngươi phụ thuộc chúng ta bảo kê các ngươi. Brook cười nói. Đúng lúc này đợi, cửa phòng họp bị một chân đá ngã dưới, phát ra ngột ngạt một tiếng. Diệp Quân Lâm chậm rãi đi đến. Phụ thuộc mẹ ngươi a. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt vào.
Ba, trở tay một bàn tay quất vào Brooke trên mặt. Phát ra thanh thúy thanh vang. Ở đây tất cả mọi người mộng. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía Taylor, đem chân buông ra, không muốn có thể cho người khác. Taylor không kịp phản ứng, Diệp Quân Lâm ầm vang một chân bỏ rơi. Răng rắc, Taylor hai chân phát ra tiếng xương nứt, tại chỗ gãy xương, bị mạnh mẽ đá gãy. A, à, một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt vang vọng toàn trường. Mộng, toàn trường tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cho dù là hắc ám bác sĩ hai người cũng dọa giật mình. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Quân Lâm nói đánh là đánh. Còn ra tay như thế hung ác. Thoáng chốc, chỉ có hai người tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng họp. Taylor càng là cuộn mình lăn lộn trên mặt đất. Lá, Diệp Quân Lâm. Chiến hùng quốc đoàn đại biểu những người khác nhận ra Diệp Quân Lâm. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi tại đem đại hạ đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi đánh chúng ta, chẳng khác nào là đánh chiến hùng quốc mặt mũi. Ngươi đây là tại khiêu khích. Huống chi ngươi vẫn là nhất tự tỉnh kiên vương, ngươi đại biểu chính là đại hạ. Ngươi đây là đại hạ hành vi, nói rõ đại hạ xem thường chúng ta, tại khiêu khích chúng ta. Chúng ta là đến hòa bình trao đổi tương lai chiến hùng cùng đại hạ lợi ích, ngươi không phân tốt xấu liền đánh người. Ngươi chẳng lẽ muốn tìm chúng ta khai chiến? Vậy chúng ta rất tình nguyện, đang lo tìm không thấy khai chiến lý do. Chấm. Đám người quát lớn. Đem chụp mũ toàn bộ chụp tại Diệp Quân Lâm trên đầu. Còn chú trọng sách Diệp Quân Lâm thân phận là đại biểu cho đại hạ. Còn nói thẳng cái này sẽ thành khai chiến lý do. Ba. 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 Diệp Quân Lâm tại còn lại bốn người trên mặt lần lượt mạnh mẽ quất một cái tát. Ta có thể đi mẹ ngươi à? Hòa bình trao đổi, con mẹ nó ngươi là đến nói sao? Ngươi đều phải đại hạ phụ thuộc. Ta chính là đại biểu đại hạ lại như thế nào? Khai chiến lại như thế nào? Lão tử sợ ngươi à? Đến, châu bò, các ngươi liền đến. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu? Chấm. Ba 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 ba. Diệp Quân Lâm lại tại má bên kia mạnh mẽ rút cái tát. Tất cả mọi người bị quất đến da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Đương nhiên cũng không ai còn dám nhiều bức bức một câu. Toàn bộ ở nơi nào kêu thảm. Triệt để mộng. Nhất là chiêu đãi đám người này Viêm Long vệ mấy người. Bọn hắn đều mắt trợn tròn. Chính là sợ gây mâu thuẫn, bọn hắn đối chiến hùng quốc những người này tất cung tất kính. Kết quả Diệp Quân Lâm vừa đến, dùng thủ đoạn bạo lực đánh tất cả mọi người. Diệp Quân Lâm ngươi. Chiến hùng quốc một người còn muốn lên tiếng. Chỉ là nhìn thấy Diệp Quân Lâm đáng sợ ánh mắt, lập tức dọa đến ngậm miệng lại. Diệp Quân Lâm một bàn tay quá ác, gần như muốn hắn nửa cái mạng. Căn bản không dám cùng Diệp Quân Lâm nói thêm câu nào. Cho dù là Viêm Long vệ mấy người đều hù đến. Cảm thụ được Diệp Quân Lâm trên người sát khí, bọn hắn cũng tại run lẩy bẩy. Diệp Quân Lâm đi lên trước, hướng về phía đám người này hô, đi, ở phía trước đều cho ta đứng. Ai bảo ngươi tọa hạ? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chân gãy tay lo nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Quân Lâm ngồi xuống ghế salon, cười lạnh nói, ta liền khi dễ các ngươi làm gì? Có thể xxx ta sao? Đến a, đánh ta a. Chiến hùng quốc mấy người kia nhìn xem Diệp Quân Lâm, phẫn nộ đến mặt mày dữ tợn, nổi gân xanh. Thế nhưng là bọn hắn lại không có biện pháp gì. Nếu như lại miệng cưỡng, còn muốn bị đánh. Chỉ có thể coi như thôi. Đi đi đi, đều đến đứng phía trước đi. Diệp Quân Lâm hô. Mấy người không dám nghịch lại, chỉ có thể kéo lấy tay lo đứng ở Diệp Quân Lâm phía trước. Ai cho ngươi dũng khí dám đến đại hạ dương oai? Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Mà lại ta có hay không đã cảnh cáo các ngươi tranh thủ thời gian cùng cửu đầu xà rũ sạch sở quan hệ, đem bọn hắn giao ra. Tay lo nhìn xem Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, là nghe được. Thì tính sao? Ngươi đang dạy chúng ta làm việc, đang dạy chiến hùng quốc hơn vạn thần minh làm việc. Cũng chính là chúng ta không có thực lực, bị ngươi khi dễ. Chúng ta nhận, nhưng ta hy vọng làm chiến hùng quốc hơn vạn thần minh đặt chân thời điểm, ngươi cũng dám phách lối như vậy. Brooke cười lạnh nói, đừng nói hơn vạn thần minh, chính là đến một tôn thần minh, hắn cũng phải lặng lẽ không ra. Đúng, chính là loại tình huống này. Hiện tại ta nhận, nhưng ta không phục, có dám hay không để ta tìm người đến. Gãy chân tay lo mạnh miệng đảo. Hắn thậm chí nhìn về phía Viêm Long vệ những người khác, các ngươi liền dung túng Diệp Quân Lâm như vậy đi. Hành vi của hắn chính là khiêu khích chúng ta.
chúng ta mặc dù thực lực bình thường, nhưng chúng ta đại biểu cho Chiến Hùng Quốc. Các ngươi đánh chúng ta, chính là đang đánh Chiến Hùng Quốc, buộc chúng ta khai chiến. Một khi ta Chiến Hùng Quốc hơn vạn thần minh đánh tới, ta nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. Những người khác cũng lập tức phụ họa nói, đúng, chúng ta biết đại hạ có chém giết thần minh cao thủ tồn tại. Ngươi có thể giết đúng không? Hơn vạn cái nhìn ngươi có thể hay không giết đến tới. Nghiêm trọng. Nháy mắt Viêm Long Vệ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Những người này thế nhưng là Chiến Hùng Quốc đại biểu a. Căn bản không thể chạm vào. Không sai. Đại hạ bên này xuất hiện một vị chém giết thần minh tồn tại. Nhưng cụ thể là ai căn bản không biết. Ngươi lại có thể đánh lại như thế nào? Đến 100 cái thần minh ngươi có thể đối phó. Thế nhưng là đến 1000 đâu? Thậm chí hơn vạn đâu? Đây chính là trên thế giới đệ nhất đại thế lực. Nhân tạo thần minh cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bọn hắn quá khủng bố. Bất luận kẻ nào đều không muốn gặp bọn hắn. Đại hạ mấu chốt là liền át chủ bài là cái gì cũng không biết. Lấy cái gì cùng người ta đi đấu? Chọc giận người ta, vừa vặn dùng cái này làm khai chiến lý do. Cái này hậu quả đảm đương không nổi. Không ai dám gánh chịu. Nhìn thấy đem Viêm Long Vệ người hù sợ, tay lo cùng group bọn người lộ ra nụ cười tới. Biết phải nên làm như thế nào đi. Tay lo cười lạnh nói. Ta thay Nhất Tự Tịnh Kiên Vương nói. Xin lỗi. Đây chính là một cái hiểu lầm. Còn xin các ngươi đại nhân có lượng lớn. Chấm. Viêm Long Vệ mấy người lập tức bắt đầu xin lỗi. Tay lo một mặt không hài lòng, vừa muốn nói chuyện, Diệp Quân Lâm thanh âm lại là vang lên, bọn hắn nói không tính. Tay lo mấy người nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, chẳng lẽ ngươi định đoạt? Đúng. Chính là ta nói tính. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Thế nhưng là ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Ngươi có thể nhận gánh nổi sao? Một khi khai chiến, chúng ta sắp xuất hiện động hơn mấy ngàn vạn thần minh, đến lúc đó đại hạ chính là sinh linh đổ thán. Cái này ngươi có thể gánh chịu, ngươi có thể nói tính. Tay lo nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khai chiến thật sao? Đến chơi ta a, cầm cái này uy hiếp ta đúng không? Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong lập lòe qua một vòng ngoan lệ, vậy ta liền đem ngươi giết, nhìn xem Chiến Hùng có hay không loại khai chiến. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này mới ra. Tất cả mọi người ở đây đều hù sợ. Nhất là tay lo tiếp xúc đến Diệp Quân Lâm khát máu ánh mắt, hắn toàn thân trên dưới như nhũn ra, cả người sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy lên. Ngươi dám. Tay lo hướng về phía Diệp Quân Lâm hô. Ta có cái gì không dám? Diệp Quân Lâm cười. Cảm nhận được sát khí. Viêm Long Vệ mấy người đều hoảng. Diệp Quân Lâm đây là có thể nói được làm được a? Đừng, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, vì đại cục, người ngàn vạn không thể giết a. Giết liền xảy ra chuyện. Đúng a, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương nhất định phải suy xét đại cục a, Chiến Hùng Quốc chúng ta thực sự không thể trêu vào a. Chúng ta thật không có bất kỳ cái gì át chủ bài cùng bọn hắn đấu a. Chấm. Viêm Long Vệ mấy người tiến lên khuyên, thậm chí còn giữ chặt Diệp Quân Lâm. Ha 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 ha. Thấy thế, tay lo bọn hắn đều cười. Theo bọn hắn nghĩ, loại tình huống này, Diệp Quân Lâm càng không thể giết bọn hắn. Một ván cờ lớn liền kiềm chế lại Diệp Quân Lâm. Trừ phi hắn là cái tên điên. Nhưng Diệp Quân Lâm lấy túc trí đa mưu mà nổi danh. Đánh chư thần phòng thí nghiệm thời điểm hắn nhưng là quân sư a. Hắn sẽ không là tên điên. Hắn rất lý trí. Dạng này liền đúng nha. Lại để cho hắn nói lời xin lỗi. Chuyện này ta suy nghĩ một chút thì thôi. Tay lo cười nói. Viêm Long Vệ mấy người vẫn như cũ thuyết phục Diệp Quân Lâm. Cầm đại cục, cầm đại hạ tương lai. Những cái này thuyết phục Diệp Quân Lâm. Thật sao, một mình ta liền có thể lấy đại cục làm trọng. Giết. Diệp Quân Lâm trên thân đột nhiên tuôn ra một trận lực lượng. Đem Viêm Long Vệ mấy người đẩy đi. Oanh! Một cỗ sức mạnh đáng sợ đem tay lo đầu đánh nổ. Không có dấu hiệu nào. Tay lo bị đánh nổ. Nóng hổi máu tươi bắn tung tóe chung quanh tất cả mọi người một mặt. Mộng! Nói giết liền giết. Không lưu tình một chút nào. Xong! Viêm Long Vệ mấy người trong lòng lột bột trầm xuống, ám đạo hết thảy đều xong. Triệt để cùng đệ nhất thế giới thế lực đem cửu oán kết xuống. Còn lại group 5 người đứng ở chỗ đó, thân thể đăm đăm, như sắp tử vong.
Trước đó bọn hắn kết luận Diệp Quân để ý đến ngươi vì đại cục không dám giết người, trừ phi hắn điên. Thật không nghĩ đến Diệp Quân Lâm thật điên. Hắn thật dám giết người. Chờ đợi một lát sau. Diệp Quân Lâm nhìn xem mấy người nói, ai là dẫn đầu. Còn lại bốn người thân thể run rẩy chỉ hướng Brook. Liền ngươi, trở về cho Chiến Hùng Quốc mang ba câu nói. Thứ nhất, đừng có lại phái người lại đến Đại Hạ Dương Oai, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Thứ hai, muốn khai chiến liền đến, ai sợ ai. Thứ ba, mau đem cửu đầu xà giao ra, bằng không đợi ta tự mình đi giết người, Chiến Hùng Quốc đem biến thành nhân gian luyện ngục. Tự gánh lấy hậu quả. Diệp Quân Lâm chỉ vào Brook nói. Brook toàn thân chấn động, ngươi vậy mà, ầm ầm. Hắn vừa muốn nói một câu phản bác, nói đến một nửa, lại gặp nhận đáng sợ va chạm. Cả người tại chỗ bạo thành một đoàn xương máu. Cái này, lần này toàn trường tất cả mọi người càng mộng. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Lại giết rồi. Vẻn vẹn muốn mở miệng nói chuyện. Viêm Long Vệ mấy người sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Diệp Quân Lâm đây là triệt để điên a. Đây là triệt để cùng Chiến Hùng Quốc vạch mặt, một đám đến cùng. Tiếp xuống vậy thì ngươi nhóm tiện thể nhắn. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía run lẩy bẩy bốn người. Bốn người kia có người vừa muốn nói chuyện, lại nhớ tới cái gì, gắt gao im lặng, sau đó điên cuồng gật đầu. Bọn hắn không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Không muốn chết tại nói nhiều. Vậy còn không mau cút về, chờ lấy ta giết các ngươi. Diệp Quân Lâm một câu, dọa đến bốn người chạy trối chết. Chạy muốn bao nhiêu nhanh liền có bao nhanh. Nháy mắt biến mất. Viêm Long Vệ mấy người sắc mặt phức tạp nhìn xem Diệp Quân Lâm, vừa muốn nói chuyện. Diệp Quân Lâm ánh mắt biến đổi, đem nơi này quét sạch sẽ là được, sự tình khác các ngươi nói không tính. Ai? Mấy người thở dài, chỉ có thể thu thập thảm kịch. Diệp Quân Lâm ba người rời khỏi nơi này. Sau đó không lâu, bốn người kia trở lại Chiến Hùng Quốc, đem hết thảy đều nói cho cao tầng. Chiến Hùng Quốc trên dưới lôi đình tức giận. Bọn hắn bị Diệp Quân Lâm nhiều lần hai khiêu khích. Hiện tại phái đi đại biểu lại bị giết. Lại phái người mang đến cảnh cáo. Còn muốn khai chiến. Diệp Quân Lâm đây là điên rồi đi. Dám chủ động khiêu khích chúng ta. Buộc chúng ta khai chiến. Hắn đúng là điên. Đã như vậy, vậy chúng ta muốn hay không trực tiếp tiến công Đại Hạ? Chấm. Trầm mặc. Lập tức đều trầm mặc. Đối với Đại Hạ cục thịt béo này bọn hắn tự nhiên muốn ăn dưới. Thế nhưng là Gia Tinh Quốc 50 vị thần minh bị chém giết sự tình về sau, hiện tại ai cũng không có nắm chắc. Không xem xét rõ ràng. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi bọn hắn tại Amazon rừng mưa ăn thiệt thòi, xem như nguyên khí tổn thương một đợt. Cứ việc đối bọn hắn đến nói, không tính là gì. Thế nhưng là có cao tầng cũng định chỉnh đốn, để cửu đầu xà nắm chặt nhân tạo thần minh sự tình. Kể từ đó, bọn hắn vẫn là tạm thời không đối Đại Hạ động thủ. Khai chiến khẳng định là muốn khai chiến, nhưng không phải hiện tại. Về phần Diệp Quân Lâm liên quan tới cửu đầu xà cảnh cáo bọn hắn là một câu đều không nghe lọt tai. Nếu như Diệp Quân Lâm có loại, liền đến tìm cửu đầu xà phiền phức a. Bọn hắn là không có chút nào để vào mắt. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cái này so cửu hận chúng ta ghi lại. Chiến Hùng Quốc trên dưới đều đang giận phải run rẩy. Làm cửu đầu xà đám người biết Diệp Quân Lâm phát tới như thế cảnh cáo về sau, bọn hắn cũng là cười. Cái này Diệp Quân Lâm cũng chính là hù dọa người. Hắn phải có bản lãnh này, đều sớm đến vì hắn nữ nhi báo thù. Đúng a, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Ta kết luận, hắn tuyệt đối không dám tới Chiến Hùng Quốc. Chúng ta không cần đem hắn để ở trong lòng. Chẳng những cửu đầu xà cùng Chiến Hùng Quốc chế giễu Diệp Quân Lâm. Tin tức truyền đi, rất nhiều người đều đang cười nhạo Diệp Quân Lâm. Nói hắn căn bản chính là vô năng cuồng nộ. Không có bản lĩnh báo thù, không có bản lĩnh báo thù cửu đầu xà. Cũng chỉ có thể nói ra một chút lời cảnh cáo tới. Trên cơ bản Diệp Quân Lâm thành toàn thế giới trò cười. Đương nhiên cũng trừ một chút người cười không nổi. Ví dụ như đông đảo hoàng thất. Nhưng là chế giễu người là đại đa số. Nhất là đã từng lôi kéo Diệp Quân Lâm nhập bọn báo thù tổ chức, xem thường nhất Diệp Quân Lâm. Vô tình chế giễu hắn. Hắn chính là cái hèn nhát. Lần trước chúng ta liền nhìn ra, hắn căn bản không dám đi báo thù. Sẽ chỉ là qua qua miệng nghiện thôi, nữ nhi đều thành như thế, lại còn không dám báo thù. Không xứng làm một cái phụ thân cùng nam nhân. Diệp Quân Lâm xem trọng, tiếp xuống chúng ta lập tức hành động.
tạm thời hoàn toàn hủy diệt cửu đầu xà toàn bộ tổ chức không có khả năng. Nhưng chúng ta có thể giết cửu đầu xà mấy người, liền cho ngươi vẽ mẫu thiết kế. Chấm. Nguyên lai tổ chức này tra được, lập tức cửu đầu xà 5 người sắp rời đi chiến hùng quốc, đi một chỗ cấm khu đi làm thí nghiệm, cùng người tạo thần minh có quan hệ. Bởi vậy bọn hắn muốn tổ chức một lần ám sát, đem cửu đầu xà 5 người này đánh giết. Lần này bọn hắn muốn xuất động 13 vị đỉnh tiêm sát thủ. Đây đều là đi qua các đại sát thủ tông sư. Có 4 vị sát thủ bây giờ thành thần minh. Thần minh cấp sát thủ, nghĩ nghĩ cũng biết, muốn so một loại thần minh mạnh hơn. Bởi vậy, bọn hắn đối với giết chết mấy người này, phi thường tự tin. Lần này ám sát tính dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ngày thứ 2 ám sát liền bắt đầu. Thế nhưng là kết quả rất nhanh ra tới. Ám sát thất bại. Phái đi ra 13 vị sát thủ tông sư đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong. Bao quát kia 4 vị thần minh cấp sát thủ. Mà che chở cửu đầu xà đội ngũ nhỏ cường giả chỉ có 1 người. Tin tức vừa truyền tới, tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi. Sợ hãi thán phục tại chiến hùng quốc cường đại. Chiến hùng quốc cũng lần nữa uy hiếp toàn thế giới cửu đầu xà là bọn hắn che chở, ai đến giết đều phải chết. Cái này khiến báo thù cửu đầu xà tổ chức tổn thất nặng nề. Vốn đang cho Diệp Quân Lâm vẽ mẫu thiết kế, kết quả chết thảm như vậy. Cái này khiến bọn hắn bàn bạc kỹ hơn. 13 vị đều là sát thủ tông sư A, tổn thương quá lớn. Tin tức Diệp Quân Lâm cũng thu được. Xem ra cái này chiến hùng quốc là mượn cơ hội này tại hướng chúng ta thị uy. Hắc ám bác sĩ cả giận nói. Đang tìm chấn ma ti tung tích Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại không có thời gian đi giết bọn hắn. Để tâm hắn mệt là căn bản không có đám người này tung tích a. Dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp. Ta suy đoán bọn hắn hẳn là ẩn tàng khí tức, dạng này chúng ta sẽ rất khó tìm, cho dù là ngươi. Trừ phi ở trước mặt đụng phải, nếu không, hắc ám bác sĩ nói. Những người khác tìm kiếm cũng là không có bất kỳ kết quả gì. Không ít người cũng bắt đầu hoài nghi Diệp Quân Lâm nói căn bản chính là sai. Cái này chấn ma ti căn bản không tồn tại. Nhưng Diệp Quân Lâm tin tưởng vững chắc chấn ma ti tồn tại. Chỉ là bọn hắn còn không có lớn diện tích hoạt động, hoặc là nhúng tay đến thế giới này thường ngày bên trong. Bởi vậy mới sẽ không tốt như vậy tìm. Hiện tại chẳng khác nào là đang tìm nơi ở của bọn hắn. Nhiều năm như vậy đều trở thành truyền thuyết, chắc hẳn nơi ở của bọn hắn hẳn là cùng với che giấu hoặc là dùng cái gì mật pháp che giấu. Tuyệt không phải những người khác có thể phát hiện. Đã Diệp tiên sinh ngươi nói bọn hắn cần dùng linh khí tới tu luyện, vậy chúng ta phải tìm những cái kia bản thân khả năng liền có linh khí địa phương. Những địa phương này bây giờ không ở ngoài toàn trở thành cấm địa đi. Hắc ám bác sĩ phân tích. Đúng lúc này đợi. Thượng đế chi não vội vã chạy đến, không tốt, xảy ra chuyện. Thánh tuyển bên kia bọn hắn phát tới tin tức, xưng quân quân xảy ra chuyện. Mau nhường chúng ta trở về. Thượng đế chi não lời này mới ra. Diệp Quân Lâm đã không gặp. Hắn đạp không mà đi, trực tiếp hướng Amazon rừng mưa mà đi. Đều không mang hắc ám bác sĩ 2 người. Sợ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Hắc ám bác sĩ 2 người chỉ có thể cưỡi phi hành khí đuổi theo. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm liền đạt tới thánh tuyển vị trí. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là có địch nhân cường đại đột kích, Tiêu Thiên Vũ bọn hắn ngăn không được. Thế nhưng là đi vào về sau. Tiêu Thiên Vũ những người này toàn bộ đều tốt. Tình huống như thế nào? Diệp Quân Lâm mặt lạnh hỏi. Thánh tuyển bên trong quân quân đã ngất đi, khắp khuôn mặt là các loại độc tuyến tại hiện ra. Xem bộ dáng là giãy giụa một hồi. Độc tố đã điên cuồng phát tác. Tiểu sư muội thật tốt, đột nhiên liền phát cuồng, tựa như là độc dược phát tác. Tiêu Thiên Vũ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Bọn hắn đều dọa sợ. Nhưng lại vô kế khả thi, bó tay hết cách. Diệp Quân Lâm cẩn thận xem xét quân quân trạng thái. Không sai. Độc lần nữa phát tác. Quân quân trạng thái trực tiếp một đêm trở lại trước giải phóng. Cùng trước đó đến thánh tuyển thời điểm là không sai biệt lắm. Tương đương quân quân những ngày này tại thánh tuyển bên trong ngâm là căn bản vô dụng. Các phương diện đều đã tại suy yếu bên trong. Quân quân đã lâm vào thời gian rất lâu thèm ngủ trạng thái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại nhìn thánh tuyển thủy đều biến thành màu đen, mà lại Diệp Quân Lâm cảm giác được trong suối nước tinh hoa tựa hồ cũng không có, đều bị hấp thu. Trước đó thánh tuyển tịnh hóa quân quân trên thân độc tố thời điểm,
cái này tinh hoa sói mòn đều không có nhanh như vậy. Cái này tựa hồ là cái gì tại hấp thu thánh tuyển tinh hoa. Nội tâm của hắn lo lắng bất an lên. Diệp Quân Lâm cẩn thận xem xét nguyên nhân. Minh bạch, vẫn là độc dược này vấn đề. Độc dược này quá bá đạo. Nó vậy mà có thể bản thân sinh trưởng, bản thân mạnh lên. Ngay từ đầu thánh tuyển nước suối có thể áp chế, thậm chí có thể một chút xíu tịnh hóa độc tố. Thế nhưng là đến đằng sau, độc tố sau khi thích ứng. Độc dược này lại đem thánh tuyển coi như chất dinh dưỡng, hấp thu đến nay lớn mạnh chính mình. Nhất là thông qua Quân Quân cái này vật dẫn. Lại càng dễ hấp thu chất dinh dưỡng. Dù sao độc dược này muốn đem Quân Quân biến thành độc dược. Mạnh nhất độc dược quả nhiên danh bất hư truyền. Lại còn có thể tiến hóa, bản thân sinh trưởng. Đây là Diệp Quân Lâm bất ngờ. Độc dược này hung ác lên, thánh tuyển đều gánh không được. Cũng còn tốt, Quân Quân trước đó bị thánh tuyển ngâm, trong cơ thể góp nhặt rất nhiều dược lực. Không phải liền lần này độc dược phát tác, sợ là phải có nguy hiểm tính mạng. Sau đó không lâu, Hắc Ám bác sĩ hai người chạy đến. Biết chuyện đã xảy ra về sau, hai người cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây chẳng phải là nói thánh tuyển hiện tại căn bản vô dụng rồi. Tiếp tục ngâm, sợ là thánh tuyển thành độc dược chất dinh dưỡng. Hắc Ám bác sĩ nói đến yếu điểm. Diệp Quân Lâm rất uể oải, thật vất vả tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Không nghĩ tới vậy mà là như vậy kết quả. Độc dược này cũng quá mạnh đi. Đám này tạp toái. Diệp Quân Lâm trên thân phát ra căm giận ngút trời. Điểm trọng yếu nhất, sẽ đi theo con đường nào a? Thánh tuyển liền từ bỏ như vậy rồi. Đừng nói Diệp Quân Lâm không có cam lòng, cho dù là Hắc Ám bọn hắn cũng là không cam tâm a. Chẳng lẽ hy vọng thật chính là Trấn Ma Ti cùng Độc Kinh Hạ nửa cuốn sao? Đi cấm địa tìm thiên tài địa bảo, con đường này đã chết rồi. Liền Nam Cực phía dưới siêu cấp linh mạch cũng không tìm tới thiên tài địa bảo. Cái khác cấm địa tìm tới cũng có hạn, có thể trị hết Quân Quân độc. Thánh tuyển vô dụng. Diệp Quân Lâm chỉ có thể ôm lấy Quân Quân rời đi. Chẳng qua hắn phải tiếp tục tìm kiếm biện pháp giải độc. Các ngươi tất cả mọi người đi đại hạ tìm kiếm Trấn Ma Ti ở nơi nào. Vừa có bất luận cái gì manh mối liền nói cho ta. Ta nói cho các người biết gặp được bọn hắn về sau, phân biệt bọn hắn biện pháp. Chấm. Diệp Quân Lâm đem Tiêu Thiên Vũ 80 người phái đến đại hạ, tiếp tục đi tìm Trấn Ma Ti. Còn giao bọn hắn đặc thù phân biệt biện pháp. Về phần hắn phải tiếp tục tại những cái kia cấp 1 trong cấm địa đi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hắn để Thượng Đế chi não lưu lại, cũng là tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi toàn thế giới kỳ nhân dị sĩ. Có thể thử biện pháp liền toàn bộ thử xem. Lâm khi xuất phát, Hắc Ám bác sĩ đột nhiên nói, Diệp tiên sinh ta ngược lại là có cái biện pháp. Nói không chừng có thể có tác dụng. Biện pháp gì, mau nói. Diệp Quân Lâm chính là thiếu khuyết phương hướng thời điểm, vội vàng hô. Hắc Ám bác sĩ nói ra, tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Chính là tại toàn thế giới bên trong tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần có thể đối Quân Quân giải độc hữu dụng biện pháp hoặc là thần dược thiên tài địa bảo loại hình, đều trùng điệp có thưởng. Hắc Ám bác sĩ nhìn xem Diệp Quân Lâm, có trọng thưởng tất có dũng phu. Nói không chừng đến lúc đó các loại thần dược cùng kỳ nhân dị sĩ toàn xuất hiện. Huống chi trọng thưởng vật phẩm chúng ta cái gì cần có đều có. Bọn hắn thăm dò nhiều như vậy cấm địa. Những cái kia bị Diệp Quân Lâm coi là rác rưởi thiên tài địa bảo, lại là thế giới này tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Tùy tiện ném ra mấy thứ, toàn thế giới đều về ngươi đoạt bị điên. Mấu chốt loại vật này, bọn hắn nhiều lắm. Hiện tại bọn hắn mình tồn chữ không nói, chính là Thượng Đế chi não phi hành khí bên trong cũng chứa đầy ắp. Loại vật này bọn hắn nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ cần Diệp Quân Lâm đi cùng cấm địa, như vậy linh khí tinh thể đều theo tấn luận. Phải biết ở bên ngoài linh khí tinh thể là theo khối luận, có một hai khối liền không được. Có thể gây nên vô số người truy sát cướp đoạt. Liền tư cách này, dựa theo trước đó thời đại tiền tài đến nói, Diệp Quân Lâm trên cơ bản là thế giới nhà giàu nhất cấp bậc. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái này toàn thế giới lệnh treo giải thưởng hoàn toàn lái nổi. Gần như có thể khai ra bất luận kẻ nào muốn điều kiện. Làm Hắc Ám bác sĩ nói ra, Diệp Quân Lâm đã cảm thấy rất là khéo. Biện pháp này quá tốt. Trọng thưởng phía dưới. Khẳng định có thần dược hoặc là kỳ nhân dị sĩ xuất hiện. Không nói trước có hay không cụ thể tác dụng, nhưng tối thiểu có hy vọng. Hy vọng này vẫn còn tương đối nhiều. Tốt, lập tức làm này kiện sự tình.
chỉ cần có thể giải quân quân độc, bọn hắn muốn cái gì ta đều có thể tìm đến, thực sự không được, ta trực tiếp đoạt. Diệp Quân Lâm nói. Sau đó, Hắc Ám bác sĩ lập tức thu xếp chuyện này. Đối toàn thế giới tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Nói ra mục đích cho quân quân giải độc. Đồng thời còn biểu hiện ra ở trong tay một nhóm thiên tài địa bảo cùng độ tinh khiết siêu cao linh khí tinh thể. Cái này lệnh treo giải thưởng tuyên bố về sau, tại toàn thế giới gây nên oanh động cực lớn. Diệp Quân Lâm chi nữ chuyện bị trúng độc rất nhiều người đều là biết đến. Nhưng trọng yếu chính là cái này lệnh treo giải thưởng biểu diễn ra thiên tài địa bảo. Trực tiếp để tất cả mọi người sắp điên. Đừng nói người bình thường, cho dù là thần minh đều không thể cự tuyệt. Cái này tùy tiện mỗi một vật, đều là mọi người vô cùng cần thiết. Dù là một khối độ tinh khiết thấp linh khí tinh thể cũng phải bị phong thưởng. Huống chi biểu diễn ra chính là độ tinh khiết siêu cấp cao linh khí tinh thể. Hắc Ám bác sĩ lợi dụng đêm làm thân phận cùng năm quốc gia trao đổi, đối với mấy cái này biểu hiện ra thiên tài địa bảo tiến hành nghiệm chứng, làm một cái đảm bảo. Trải qua nghiệm chứng, những vật này toàn bộ đều là thật. Mà lại trong đó một loại thiên tài địa bảo, ẩn chứa linh khí, có thể trực tiếp có thể chế tạo ra thần minh tới. Đây mới là oanh động căn bản. Mà lại Hắc Ám bác sĩ còn bắn tiếng đây chỉ là tùy tiện một nhóm thôi, cũng không phải là tốt nhất. Loại này bọn hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiền đề chỉ cần ngươi có thể giải độc. Ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Nhưng kỳ thật liền biểu diễn ra những cái này, liền đã thỏa mãn tất cả mọi người cần. Bọn hắn còn muốn cái gì a? Những cái này liền đầy đủ. Thực sự không được, linh khí tinh thể là được. Cho nên cái này lệnh treo giải thưởng vừa ra tới. Toàn thế giới đều oanh động. Vô số người đều ngồi không yên. Cho dù là đệ nhất thế giới thế lực, có được rất phong phú tài nguyên chiến hùng quốc nhìn thấy những cái này cũng trông mà thèm a. Đừng nói là bọn hắn không có có, liền xem như bọn hắn có cũng đều trông mà thèm a. Ai không muốn càng nhiều càng tốt a. Tất cả mọi người trực tiếp tâm động. Không nói đến Diệp Quân Lâm bọn hắn những cái này thiên tài địa bảo nơi nào đến. Bọn hắn cấp thiết muốn đạt được a. Thậm chí chiến hùng quốc cao tầng ngay lập tức nghĩ là cửu đầu xà có thể hay không giải độc. Bọn hắn xong đi tiếp cái này lệnh treo giải thưởng a. Cầm tới cái này phong phú khen thưởng. Dù sao, cái này lệnh treo giải thưởng sau khi ra ngoài. Toàn thế giới rất nhiều người đều điên. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm biện pháp giải độc hoặc là dược vật loại này. Điên cuồng trình độ khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Chiến hùng quốc cùng cửu đầu xà những cái này đều kinh ngạc đến ngây người. Lại còn có thể dạng này. Người của toàn thế giới đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế cho quân quân giải độc. Đây là ai đều không nghĩ tới. Nói thật, toàn thế giới ai cũng cần lệnh treo giải thưởng biểu diễn ra những cái kia thiên tài địa bảo. Cái này như trước kia không giống. Trước đó Diệp Quân Lâm bọn hắn cầu hỗ trợ, người ta sẽ không đem hết toàn lực. Nhưng tại trọng thưởng phía dưới, từng cái sẽ đem hết toàn lực. Không có cách nào cũng chỉ có thể là suy nghĩ biện pháp. Mà một chút cổ xưa hoàng thất hoặc là thế lực, bọn hắn bản thân liền còn có một loạt cổ tịch cùng thần dược. Bọn hắn hiện tại chỉ là đang thương lượng muốn hay không đem những vật này lấy ra. Hoặc là nói lấy ra về sau, muốn đổi lấy điều kiện ra sao. Mà những người khác trong tay không có đồ vật chỉ có thể đi tìm, khắp thế giới điên cuồng tìm. Không có cách nào cũng phải sáng tạo trên điều kiện. Điên cuồng. Toàn thế giới cực hạn điên cuồng. Đưa đến hiệu quả đều vượt quá Diệp Quân Lâm dự kiến. Là vượt xa. Bọn hắn quá điên cuồng. Toàn thế giới bên trong tiếng vọng thật đáng sợ. Cái này khiến cho phải một nhóm lớn kỳ nhân dị sĩ cùng linh đan diệu dược xuất hiện. Diệp Quân Lâm thăm dò một vòng cấm địa về sau, đều chuyên môn chờ lấy lệnh treo giải thưởng kết quả. Rất nhanh lệnh treo giải thưởng liền đưa đến tác dụng. Cái thứ nhất tiếp lệnh treo giải thưởng đến. Ngày hôm đó không rơi đế quốc hoàng thất. Bọn hắn hoàng thất trong bảo khố cất kỹ một bản thần công thay máu ghi chép. Là trước đây thật lâu mặt trời không lặn đế quốc tại đại hạ giành được. Một mực cung phụng tại hoàng thất ở trong. Vì thành viên hoàng thất giải độc chuyên dụng. Chẳng qua đây là một môn xem như âm tà công pháp. Thay máu ghi chép, nói cách khác chính là thông qua thay máu đến khử độc. Thông tục điểm tới nói, thông qua thay máu đến chuyển di độc tố, đem độc tố thông qua thay máu đến chuyển rời đến một người khác trên thân. Khiến người khác gánh chịu. Nhưng cuối cùng là có thể giải mở độc dược công pháp. Trong hoàng thất xem như đỉnh cấp tồn tại.
dù sao muốn độc hại thành viên hoàng thất người có rất nhiều. Chẳng qua cuối cùng đắc thủ chính là số ít. Đến mức thay máu ghi chép giá trị cũng không cao, một mực bày ra tại hoàng thất trong bảo khố, thời gian rất lâu vô dụng. Nhưng là hiện tại có dạng này cơ hội tốt. Có thể phát huy thay máu ghi chép giá trị lớn nhất. Bọn hắn cớ sao mà không làm đâu. Nghe được những cái này, Diệp Quân Lâm ngược lại là trong mắt sáng lên. Quả nhiên có đôi khi loại này bàng môn tà đạo ngược lại có biện pháp. Mặc dù đủ âm độc, chẳng qua lại không cần những người khác đến thay máu. Chính hắn là được rồi. Thông qua thay máu ghi chép đem độc đều đổi được trên người mình, để cho mình đến gánh chịu. Bọn hắn muốn cái gì điều kiện? Diệp Quân Lâm hỏi. 50 khối linh khí tinh thể. Hắc ám bác sĩ nói. Diệp Quân Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xác định. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu, ta liên tục xác nhận qua, mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất chính là muốn cầm thay máu ghi chép đem đổi lấy 50 khối linh khí tinh thể. Diệp Quân Lâm. Hắn một mặt im lặng. Hắn coi là sẽ đưa ra cái gì long trời lở đất điều kiện. Kết quả chính là 50 khối linh khí tinh thể. Liền cái này. Điều kiện này cũng dám sách. Đây đối với Diệp Quân Lâm đến nói, theo hầu dưới đáy nhổ một cọng cỏ không có gì khác biệt. Nói cho bọn hắn, trực tiếp cho bọn hắn 100 khối linh khí tinh thể. Nếu như hữu dụng, ta trực tiếp cho bọn hắn 1 tấn linh khí tinh thể. Diệp Quân Lâm nói. Tốt, dạng này bọn hắn liền sẽ không kịp chờ đợi đưa tới. Hắc ám bác sĩ lập tức đi liên hệ mặt trời không lặn địch quốc hoàng thất. Ha ha ha, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp Diệp Quân Lâm cứu nữ nhi quyết tâm. 100 khối linh khí tinh thể A, cái này còn tương đương với tiền đặt cọc A, thật sự hữu hiệu quả, 1 tấn A, dòng dã 1 tấn A. Ta muốn 50 khối linh khí tinh thể, tưởng rằng công phu sư tử ngoạm. Kết quả người ta căn bản không để vào mắt. Tranh thủ thời gian tổ chức người đem thay máu ghi chép đưa qua. Mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất đã không kịp chờ đợi. 100 khối linh khí tinh thể A. Đối mặt trời không lặn đế quốc đến nói là to lớn trợ lực A. Hiện tại khắp thế giới vì một khối linh khí tinh thể đánh cho thiên băng địa liệt. Đây chính là trọn vẹn 100 khối A. Mà lại độ tinh khiết siêu cấp cao. So bên ngoài bây giờ chạy tán loạn những cái kia linh khí tinh thể không biết cao hơn ra bao nhiêu. Chiến hùng quốc. Cửu đầu xà mấy vị thủ lĩnh tụ cùng một chỗ. Không đúng, Diệp Quân Lâm nơi nào đến nhiều như vậy tài nguyên. Dám dạng này tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Có cái này phấn khích lời nói. Đều có thể cùng chiến hùng quốc khiêu chiến đi. Cái này tài nguyên thật đáng sợ đi. Hắn nơi nào đến, nói không có đi, nhưng đều đã xác định qua. Hết thảy đều là hàng thật giá thật. Khả năng đến từ đại hạ đi. Đại hạ tài nguyên như vậy phong phú, lại không ai đi thăm dò. Diệp Quân Lâm đoán chừng có rất nhiều, cũng không kỳ quái. Thế nhưng là chúng ta liền mặc cho người của toàn thế giới giúp hắn nữ nhi giải độc sao? Không, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Không thể bất luận kẻ nào cho hắn nữ nhi giải độc. Nghe nói mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất có một bản thay máu ghi chép, muốn cùng Diệp Quân Lâm tiến hành trao đổi. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Lập tức cùng bọn hắn liên hệ, thỉnh cầu phái ra một ít nhân thủ. Chấm. Kỳ thật, mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất muốn bắt thay máu ghi chép đến cùng Diệp Quân Lâm chuyện giao dịch, cũng không phải là cái gì bí mật. Rất nhiều người đều biết. Mà lại đều cảm thấy khả năng rất lớn. Cái này thay máu ghi chép nói không chừng liền thành công. Bởi vậy có rất nhiều mắt người thèm thay máu ghi chép, bắt đầu sinh ra muốn cướp đoạt ý nghĩ. Dù sao thứ đồ tốt này cũng không thấy nhiều a. Cướp được về sau, cầm đi cùng Diệp Quân Lâm giao dịch, muốn cái gì có cái đó a. Chẳng qua kiêng kỵ tại mặt trời không lặn đế quốc cường đại. Cũng không có mấy người dám đi đoạt. Dù là người ta nghênh ngang đến. Cũng không có ai dám đi đoạt một chút. Dù sao mệnh trọng yếu a. Rất nhanh. Mặt trời không lặn đế quốc đội ngũ liền xuất phát. Vì coi trọng. Phái ra mấy chục tên cao thủ hộ tống thay máu ghi chép. Trong đó có 4 vị thần minh. Chẳng qua bọn hắn cũng không phải quang minh chính đại hộ tống. Mà là lặng lẽ lựa chọn ám đạo đến hộ tống. Bọn hắn cũng sợ vạn nhất. Tốt nhất mau chóng đưa đến, cầm tới 100 khối linh khí tinh thể. Một bên khác, hắc ám bác sĩ cũng lập tức đi đón đưa. Diệp Quân Lâm vừa vặn mang theo quân quân tại cái nào đó cấp 1 trong cấm địa, thí nghiệm tìm tới thiên tài địa bảo có hữu dụng hay không. Bọn hắn cũng sớm chuẩn bị kỹ càng 100 khối linh khí tinh thể,
thay máu ghi chép không có vấn đề, lập tức liền sẽ dâng lên. Đôi bên thảo luận địa điểm tại phương Tây Châu lệch mặt trời không lặn đế quốc khu vực, vừa vặn Diệp Quân Lâm tại lân cận cấp một cấm địa. Chấm. Rất nhanh, mặt trời không lặn đế quốc hộ tống thay máu ghi chép đội ngũ liền phải nhanh đến đạt địa điểm. Đoạn đường này đến, cũng không ai dám đoạt a. Ha ha ha, ai lá gan như thế lớn dám đoạt đồ đạc của chúng ta. Chấm. Mấy người cùng nhau đi tới, đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại cũng bắt đầu buông lỏng. Không, càng là lúc này càng phải cảnh giác. Cầm đầu một vị thần minh nói. Không có chuyện gì, cũng đã gần đến. Có thể có cái gì nguy hiểm. Chỉ là lời này vừa rơi xuống. Ào ào ào. Chung quanh một trận vang động. Lần lượt từng thân ảnh toàn bộ xuất hiện. Cầm đầu vẫn là 8 vị thần minh. Cái khác cao thủ càng là có 4-5-10. Đem mặt trời không lặn đế quốc đội ngũ vây quanh. Các ngươi là ai? Biết chúng ta là ai chăng? Mặt trời không lặn đế quốc bên này cường giả hô lớn. Đương nhiên biết, các ngươi trên thân mang theo thay máu ghi chép đâu. Chúng ta là đến cửu đầu xà phái tới, kiên quyết ngăn cản Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc. Chúng ta không giết các ngươi, chỉ cần đem thay máu ghi chép ngoan ngoãn giao ra là được. Người tới nhao nhao âm thanh lạnh lùng nói. Cái này khiến mặt trời không lặn đế quốc đám người giật mình. Như thế quang minh chính đại sao? Trực tiếp cho thấy thân phận. Chẳng qua cửu đầu xà cùng Diệp Quân Lâm ân oán ai cũng biết. Không cần nghĩ cũng biết là bọn hắn ngăn cản. Sao không trực tiếp cho thấy thân phận? Chúng ta chỉ cần thay máu ghi chép, hoặc là chính các ngươi hủy cũng được. Những người này từng bước một tới gần. Những người này cũng không phải chiến hùng quốc thần minh hoặc là cường giả. Mà là thế lực khác. Là cửu đầu xà dùng các loại điều kiện thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ. Liền cùng lần này lệnh treo giải thưởng đồng dạng, ngươi lấy ra đầy đủ điều kiện, liền có người vì ngươi bán mạng. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Cửu đầu xà tìm đến một đám người vì bọn họ bán mạng. Đến cướp đoạt hoặc là hủy đi thay máu ghi chép. Kiên quyết không được. Hộ tống thay máu ghi chép đi. Chấm. Đây chính là 100 khối linh khí tinh thể A. Mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất làm sao có thể từ bỏ. Bọn hắn lập tức bắt đầu đánh thẳng vào. Ý đồ mở ra một con đường lao ra. Bên này vì cửu đầu xà bán mạng cường giả cũng nhao nhao xuất động. Đôi bên bắt đầu đại chiến. Cứ việc bên này có 8 vị thần minh, nhưng là trong lúc nhất thời cũng bị mặt trời không lặn đế quốc cường giả gắt gao ngăn lại. Muốn cầm đi thay máu ghi chép, không có khả năng. Sau đó không lâu, một thanh âm truyền đến. Hắc ám bác sĩ đến. Ầm ầm. Hắn vẻn vẹn một quyền liền đánh lui đối phương 8 đại thần minh. Cái gì? Hắc ám bác sĩ mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người nhận ra hắc ám bác sĩ tới. Nhưng càng nhiều hơn chính là bị hắc ám bác sĩ thực lực chấn kinh đến. Hắn cũng là thần minh. Không phải nói hắc ám bác sĩ tuyệt không tiếp nhận linh khí tẩy lễ sao? Đây cũng quá mạnh. Hắc ám bác sĩ cười to nói, sớm dự liệu được cửu đầu xà muốn ngăn cản. Chúng ta đã sớm xin đợi đã lâu. Oanh! Sau một khắc. Thượng đế chi não cũng từ bên cạnh vọt ra. Thượng đế chi não trước đó là người bình thường. Nhưng hôm nay lịch luyện thành so sánh thần minh cường giả. Hai người này vừa gia nhập, mặt trời không lặn đế quốc bên này chiến lực tăng nhiều. Thậm chí hai người này liền có thể ngăn trở cửu đầu xà phái tới tất cả cường giả. Diệp Quân Lâm kỳ thật trước kia liền dự liệu được cửu đầu xà sẽ đến cướp. Bọn hắn nhất định sẽ tận hết sức lực ngăn cản. Những người khác không có khả năng. Không có lý do, cũng không có can đảm. Cửu đầu xà là có lý do, cũng có người duy trì, không sợ hết thảy. Hắn cũng không cần nhiều thu xếp. Để hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não tại là được. Thực sự không được. Để hắc ám bác sĩ phát tín hiệu, thỉnh cầu tiêu thiên vũ bọn hắn chi viện. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để cửu đầu xà được như ý. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm mới có thể yên tâm đi cấp một cấm địa tìm thiên tài địa bảo. Chấm. Hiện tại hắc ám bác sĩ nhìn thấy trong sân thế cục, căn bản không cần tiêu thiên vũ bọn hắn chi viện. Các ngươi đi theo thượng đế chi não đi phía trước là được. Đến lúc đó cho các ngươi linh khí tinh thể. Hắc ám bác sĩ mạnh mẽ mở ra một con đường máu. Để mặt trời không lặn đế quốc hộ tống thay máu ghi chép mấy người đi theo thượng đế chi não đi tiến về giao tiếp điểm. Cửu đầu xà phái tới cường giả mặc dù hữu tâm ngăn cản, nhưng đối mặt hắc ám bác sĩ căn bản không có cách nào. Rất nhanh,
Thượng đế chi não mang theo 4 người tiến về phía trước giao tiếp điểm. Lập tức Diệp Quân Lâm cũng phải trở về. Đến lúc đó chính là bình yên không lo. Khoảng cách giao tiếp điểm cũng liền còn lại 20 km. Thượng đế chi não đều cảm thấy là an toàn. Ngay tại lúc này, bá bá bá, mấy đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện, đối 5 người tiến hành ám sát. Không có dấu hiệu nào. Thần minh cấp sát thủ. Còn không chỉ một vị. Trọn vẹn 4 vị. Thượng đế chi não miễn miễn cưỡng cưỡng tránh thoát đi. Thế nhưng là 4 người khác đầu một nơi thân một nẻo. Căn bản không có tránh thoát đi. Bạch. Lại là một thân ảnh xuất hiện. Trực tiếp hướng 4 người thi thể đi đến. Mấy người khác ngăn lại thượng đế chi não. Cái này một người tại 4 người trên thi thể cấp tốc tìm ra thay máu ghi chép quyển công pháp này. Xuy. Một đạo hỏa quang hiện ra. Thay máu ghi chép trực tiếp thiêu đốt. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm ngươi mơ tưởng giải độc. Cái này người điên cuồng cười to nói. Tùy ý thay máu ghi chép thiêu đốt. A, à, thượng đế chi não nhìn xem thay máu ghi chép thiêu đốt, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét tới. Lại không biện pháp gì. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thay máu ghi chép bị hủy diệt. Thượng đế chi não muốn rách cả mí mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới còn sẽ có một nhóm người xuất hiện. Đến cùng là ai? Mấy vị này sát thủ thần minh hủy đi thay máu ghi chép sau cấp tốc rời đi. Một bên khác, cửu đầu xà phái tới cường giả thấy đánh lâu không xong, cũng chỉ có thể triệt hồi. Hắc ám bác sĩ bọn hắn vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là tại nửa đường nhìn thấy mấy cỗ thi thể, cùng bị thương nhẹ thượng đế chi não. Chấm. Cái gì? Khi biết được thay máu ghi chép bị hủy về sau, bọn hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Là ai? Chẳng lẽ là cửu đầu xà còn thu xếp những người khác ở đây mai phục? Mọi người bắt đầu suy đoán. Hẳn không phải là, cửu đầu xà như thế quang minh chính đại cứng rắn đoạt. Chiến hùng quốc cũng cùng Diệp tiên sinh có cửu hận, đều là trực tiếp cứng rắn cướp. Sẽ không như thế vụng trộm đến một chút. Mặt trời không lặn đế quốc mang đội người nói. Thượng đế chi não cũng lên tiếng nói, là 5 cái thần minh cấp sát thủ. Bọn hắn toàn bộ che mặt, phòng ngừa có người nhận ra. Hẳn không phải là cửu đầu xà, nếu như là bọn hắn, là sẽ tập kích, nhưng sẽ không như thế che che lấp lấp. Thượng đế chi não rất khẳng định nói. Này sẽ là ai, cũng dám đối với chúng ta xuống tay, không sợ đắc tội ta mặt trời không lặn đế quốc sao. Đám người giận dữ hét. Không sai, có lẽ không hài lòng Diệp Quân Lâm rất nhiều người, không nghĩ Quân Quân được trị liệu rất nhiều người. Thế nhưng là cái này thay máu ghi chép ngày hôm đó không rơi đế quốc hoàng thất lấy ra. Hoạt động máu ghi chép, chính là muốn cùng mặt trời không lặn hoàng thất đối nghịch. Thế gian này không có mấy người có lá gan này. Duy nhất khả năng chiến hùng quốc đã quang minh chính đại đứng ra. Như vậy còn lại còn có ai? Hắc ám bác sĩ cũng là một mặt mờ mịt. Cái này sẽ là ai chứ? Cái này rất rõ ràng là 2 nhóm người. Nếu như là cửu đầu xà phái tới người. Tại loại này chiếm thượng phong, rất dễ dàng đạt được thay máu ghi chép tình huống dưới, hẳn là ngay lập tức là cướp đi thay máu ghi chép, mà không phải trực tiếp hủy đi. Thượng đế chi não ngay tại hiện trường, cái này 5 vị thần minh cấp sát thủ trực tiếp chính là hướng về phía phá hủy thay máu ghi chép đến. Cái này rõ ràng cùng cửu đầu xà mục tiêu khác biệt. Cửu đầu xà là tận khả năng cướp đi thay máu ghi chép, thực sự không được mới có thể đi hủy đi thay máu ghi chép. Nhưng 5 người này trực tiếp tới hủy đi thay máu ghi chép. Hiển nhiên không phải một nhóm người. Dựa theo cửu đầu xà tính chất, cái này thay máu ghi chép đối bọn hắn có giá trị nghiên cứu. Đó chính là còn có người không hy vọng nhìn thấy Quân Quân giải độc. Hắc ám bác sĩ nói. Lúc này, Diệp Quân Lâm mang theo Quân Quân từ lân cận cấp một cấm địa trở về. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn liếc mắt liền nhìn ra bỏ ra sự tình. Hắc ám bác sĩ đem tình huống cặn kẽ nói cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm một gương mặt càng ngày càng âm trầm. Trừ cửu đầu xà bên ngoài, còn có người động thủ rồi. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất đội ngũ mang đội người nói, thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, chúng ta đánh giá thấp đối thủ. Chúng ta còn tưởng rằng không ai dám đoạt. Diệp Quân Lâm nhìn hắn một cái, không sao, cùng các ngươi không quan hệ nhiều lắm. Là có người nhằm vào ta thôi. Lão Hắc, đem 100 khối linh khí tinh thể cho bọn hắn. Diệp Quân Lâm hô. Minh bạch. Chẳng qua mặt trời không lặn đế quốc đám người này đều sửng sốt.
đồ vật rõ ràng đều ném. Làm sao còn cấp linh khí tinh thể? Không có việc gì, đã các ngươi đều cầm đến nơi này, coi như hoàn thành. Diệp Quân Lâm ra tay xa xỉ, cũng chinh phục đám người này. Diệp tiên sinh, mỗi khi cần, chúng ta chính là minh hữu của ngươi. Ngoài ra, chúng ta sẽ dốc toàn lực thẩm tra động thủ người. Mặt trời không lặn đế quốc sẽ không như thế tính. Một đám người hứa hẹn về sau, mang theo linh khí tinh thể rời đi. Sau đó không lâu, Chiến Hùng quốc bên này tuyên bố tin tức thừa nhận cửu đầu xà phái người suy nghĩ hủy đi thay máu ghi chép. Nhưng cuối cùng không thể đạt tới mục đích. Hủy đi thay máu ghi chép một người khác hoàn toàn. Nghĩ không ra. Trong lúc nhất thời, thật không ai có thể nghĩ đến là ai hủy đi thay máu ghi chép. Diệp Quân Lâm cũng là nghĩ không ra. Còn có ai ngăn cản Quân Quân giải độc a? Hắn đã suy nghĩ hồi lâu. Còn là nghĩ không ra là ai? Cha, nhất định phải điều tra ra. Cửu đầu xà tất cả mọi người phải chết. Nhóm người này cũng phải toàn bộ chết. Một cái đều đừng sống. Nếu như bọn hắn thành tâm muốn ngăn cản Quân Quân giải độc, như vậy tiếp xuống bọn hắn sẽ còn xuất thủ. Hắc ám bác sĩ nói. Thượng đế chi não gật gật đầu, đúng. Diệp tiên sinh cho mặt trời không lặn đế quốc 100 khối linh khí tinh thể sự tình đã truyền đi. Đồ vật không có, còn có thể cầm tới đồ vật. Tiếp xuống, cái này đem hấp dẫn rất nhiều người tìm biện pháp cùng đồ vật đến. Nguyên lai Diệp Quân Lâm cũng không phải là mù quáng cho linh khí tinh thể. Vừa đến, thu mua lòng người. Thứ hai, làm cho ngoại giới nhìn. Thay máu ghi chép đều hủy, lại còn đạt được không cách nào tưởng tượng 100 khối linh khí tinh thể. Tin tức này vừa ra tới, rất nhiều người càng điên cuồng lên. Chỉ cần mang đến đồ vật, liền có thể đạt được chỗ tốt. Thậm chí có xu hướng lực bắt đầu tìm kiếm một chút trực tiếp khả năng giúp đỡ Quân Quân biện pháp giải độc. Vậy sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt ha. Trước đó liền nghe nói Diệp Quân Lâm hứa hẹn cho mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất, chỉ cần thay máu ghi chép hữu dụng, trực tiếp đưa lên 1 tấn linh khí tinh thể. Đây cũng quá khủng bố. Liền tài nguyên phong phú nhất Chiến Hùng quốc cũng là khan hiếm, cũng không có khả năng nói tùy tiện lấy ra dừng lại linh khí tinh thể. Cái này quá điên cuồng. Càng phát ra kiên định mọi người quyết tâm. Nhất thiết phải tìm tới có thể giải độc phương pháp cùng đồ vật. Cửu đầu xà cùng Chiến Hùng quốc cũng biết chuyện này. Diệp Quân Lâm nhiều như vậy thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể từ chỗ nào đến. Tùy tiện liền tặng người 100 khối. Hắn điên rồi. Hiện tại trọng điểm là những vật này hắn làm sao tới. Cảm giác hắn bây giờ có được tài nguyên không thua gì Chiến Hùng quốc a. Nếu là đạt được hắn tài nguyên. Chấm. Người khác còn tại tìm các loại biện pháp cùng thần dược cùng Diệp Quân Lâm trao đổi thời điểm, Chiến Hùng quốc cùng cửu đầu xà đã đang đánh Diệp Quân Lâm tất cả tài nguyên chủ ý. Muốn một hơi toàn bộ nuốt mất. Cảm giác lúc cần thiết, các ngươi cửu đầu xà có thể cùng Diệp Quân Lâm trực tiếp trao đổi. Liền nói các ngươi có thể giải nữ nhi của hắn độc, nhưng là phải đem tất cả tài nguyên cho chúng ta. Chiến Hùng quốc một vị thần minh ra một ý kiến. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Chẳng qua trước xem xét một phen lại nói, xác định Diệp Quân Lâm vốn có tài nguyên. Tốt nhất chi tiết đến mỗi dạng đồ vật. Như vậy đến cùng là ai hủy đi thay máu ghi chép? Là ai thành tâm không nghĩ Quân Quân giải độc? Căn bản không ai nghĩ đến. Tại một tòa Đông Phương Châu trên hải đảo. Tụ tập một đám người. Cái này trong đó có lúc trước tìm Diệp Quân Lâm gia nhập báo thù tổ chức những người kia. Đây là báo thù cửu đầu xà tổ chức trụ sở một trong. Vừa mới 5 vị thần minh cấp sát thủ trở về mà tới. Nguyên lai hủy đi thay máu ghi chép chính là bọn hắn. Bất luận cái gì đã hoàn thành, thay máu ghi chép hủy đi. 5 người nói. Tốt, rất tốt. Diệp Quân Lâm ngươi không dám gia nhập chúng ta, không dám tìm cửu đầu xà báo thù, như vậy ngươi liền cũng đừng nghĩ cho ngươi nữ nhi giải độc. Bất luận cái gì biện pháp giải độc hoặc là thần dược chúng ta đều sẽ hủy đi. Đây cũng là ngươi tự tìm. Nếu như ngươi sớm một chút đáp ứng gia nhập chúng ta, như vậy tất cả chúng ta đều sẽ vì con gái của ngươi giải độc mà bận rộn. Chấm. Vật cực tất phản. Bọn hắn đối cửu đầu xà cửu hận quá sâu, dẫn đến hiện tại đi hướng cực đoan. Chỉ cần không gia nhập không báo thù cửu đầu xà đều muốn tiếp nhận trừng phạt, đều phải chết. Dạng này cửu địch, Diệp Quân Lâm là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Cũng là bởi vì không có gia nhập bọn hắn. Liền cho rằng sẽ không hướng cửu đầu xà báo thù. Từ đó làm ra cử động như vậy tới. Đúng, xem ra Diệp Quân Lâm trong tay tài nguyên phong phú.
nếu như hắn gia nhập chúng ta, không khác tăng lớn mấy phần tự tin. Phái người lại đi cùng hắn trao đổi. Nếu như trao đổi không thuận lợi, nghĩ biện pháp nuốt mất hắn tất cả tài nguyên. Chấm. Hiện tại thật là người người cũng bắt đầu đánh Diệp Quân Lâm có tài nguyên. Dù sao thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Diệp Quân Lâm có được địch nổi chiến hùng quốc tài nguyên, ai không nghĩ cách. Đoán chừng tiếp xuống mạnh mẽ cướp đoạt người đều có. Chớ đừng nói chi là các loại điều kiện trao đổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ là mọi người không nghĩ ra Diệp Quân Lâm nơi nào đến nhiều như vậy tài nguyên. Những cái kia thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể chính là trong cấm địa. Rất nhiều vẫn là cấp 2 cấm địa, thậm chí cấp 1 cấm địa. Cấp 3 cấm địa đồ vật đều rất ít. Nhưng bây giờ các quốc gia các thế lực lớn có thể tìm kiếm cũng chính là cấp 3 cấm địa chiếm đa số. Cấp 2 cấm địa đều rất khó đi thăm dò. Cấp 1 cấm địa đều không ai thăm dò qua. Chẳng qua Diệp Quân Lâm lại có được cấp 2 cấm địa, thậm chí có thể là cấp 1 cấm địa thiên tài địa bảo. Cái này để người rất là hoài nghi. Rất nhiều người đều giải thích thành Diệp Quân Lâm khả năng từ đại hạ đạt được. Dù sao đại hạ cấm địa rất nhiều, tài nguyên phong phú, lại không có ai đi thăm dò. Nhưng là muốn suy nghĩ kỹ một chút nhìn, cấp 1 cấm địa, cấp 2 cấm địa là tài nguyên nhiều, thế nhưng là người có mệnh mang ra sao? Cũng tỉ như Amazon rừng mưa thánh tuyền, đi nhiều người như vậy, thế nhưng là toàn quân bị diệt một người cũng chưa trở lại. Diệp Quân Lâm có gì thực lực? Có gì át chủ bài? Có thể có được nhiều như vậy tài nguyên? Đây tuyệt đối rất có vấn đề tồn tại. Mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất đã phái ra rất nhiều nhân lực, đến tìm kiếm hủy đi thay máu ghi chép người là ai. Cái này không đơn thuần là báo đáp Diệp Quân Lâm ân tình. Cũng là vì khiêu khích bọn hắn uy nghiêm làm ra đáp lại. Diệp Quân Lâm cũng làm cho người bắt đầu điều tra. Hủy đi thay máu ghi chép như vậy nhất định phải chết. Một ngày này, báo thù cửu đầu xà tổ chức những người kia lần nữa tìm tới Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm có chút không kiên nhẫn mà hỏi, các ngươi làm gì đến rồi? Đi nhanh lên, đừng ép ta quất các ngươi ra ngoài. Năm người lập tức tỏ thái độ, trước chậm đã, chúng ta là đến thương lượng với ngươi. Không biết ngươi bây giờ là ý tưởng gì, cùng lần trước so sánh có hay không chuyển biến? Mấy người hỏi, nói, Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Cửu đầu xà công khai đến đoạt thay máu ghi chép, không để con gái của ngươi giải độc. Đối mặt như vậy khiêu khích, ngươi chẳng lẽ còn thờ ơ sao? Bọn hắn là muốn triệt để bức tử con gái của ngươi à, không nghĩ để nàng được cái gì giải độc khả năng. Ngươi chẳng lẽ không tức giận, không nghĩ báo thù sao? Ta nghĩ, sinh vì một cái người cha, gặp được chuyện này, không nên nhấc đao lên đi báo thù sao? Ngươi còn ngồi được vững. Chấm. Mấy người liên tục đặt câu hỏi, dùng đạo đức đến khiển trách Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy bọn hắn. Không nói gạt ngươi. Chúng ta đã đi ám sát qua cửu đầu xà thành viên rất nhiều lần, nhưng toàn bộ thất bại. Nhất là một lần chúng ta phái ra mấy vị thần minh cấp sát thủ. Nói nhiều như vậy, chính là để ngươi biết, báo thù cửu đầu xà kỳ thật vô cùng khó khăn. Giết bọn hắn một người đều khó như lên trời, đừng nói hủy diệt. Mấy người nói. Cho nên, Diệp Quân Lâm cười lạnh. Cho nên chúng ta những cái này cửu đầu xà địch nhân liền phải càng phát đoàn kết lại. Chỉ có đoàn kết lại khả năng tìm cửu đầu xà báo thù. Hiện tại chúng ta cũng là nghe nói Diệp tiên sinh bản lĩnh phi phàm, ngoại giới nghe đồn ngươi có tài nguyên đều địch nổi chiến hùng quốc. Hiện tại chúng ta lần nữa chân thành mời ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta. Ta nghĩ có ngươi cùng như vậy phong phú tài nguyên trợ giúp dưới, nhất định có thể hướng cửu đầu xà báo thù. Bây giờ chúng ta thành viên đã nhanh tụ tập đến 10 vạn người, thần minh số lượng đã 50 trở lên. Tin tưởng. Có ngươi gia nhập về sau, lợi dụng sau lưng ngươi tài nguyên, cường giả số lượng sẽ kịch liệt lên cao. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng chiến hùng quốc chống lại, báo thù cửu đầu xà càng không đáng kể. Chấm. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm không nói lời nào. Mấy người tiếp tục nói, ngươi cũng yên tâm. Chỉ cần ngươi gia nhập, con gái của ngươi chuyện bị chúng độc chính là chuyện của tổ chức, đến lúc đó chúng ta cùng đi nghĩ biện pháp cho ngươi nữ nhi giải độc. Trong tổ chức các loại kỳ nhân dị sĩ đều có. Cho ngươi nữ nhi giải độc, không đáng kể. Bọn hắn nói rất là khẳng định. Diệp Quân Lâm vẫn là không nói lời nào. Diệp tiên sinh ý của ngươi thế nào? Hoặc là ngươi có điều kiện gì nói ra cũng được. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập liền tốt. Mấy người thúc giục nói. Diệp Quân Lâm là thật muốn cười.
tốt một tay tay không bắt sói thao tác a. Nghĩ bạch chơi. Cái này bánh nướng hỏa cũng quá tốt. Lần thứ nhất mời chào hắn, đích thật là bởi vì phải thêm hắn nhập bọn đi báo thù. Là vì hắn người này mà tới. Nhưng lúc này đây đâu, mời chào hắn, kỳ thật vì cái gì sau lưng của hắn tài nguyên. Hắn chỉ là bổ sung. Bánh vẽ họa như thế lớn, cũng không chính là vì được đến sau lưng của hắn tài nguyên a. Kỳ thực hiện tại để mắt tới sau lưng của hắn tài nguyên người có rất nhiều. Chỉ chẳng qua những người ở trước mắt có bình thường lý do thôi. Nói trắng ra, chính là nghĩ bạch chơi. Về phần hắn có hay không tại cái này báo thù trong tổ chức, kỳ thật tác dụng không lớn. Nghĩ đá liền trực tiếp đá. Tài nguyên đến tay là được. Còn có bọn hắn cuối cùng nói ra trợ giúp Quân Quân chuyện giải độc, cũng là tại nói nhảm. Nếu là Quân Quân vừa trúng độc lúc đó, bọn hắn nói như vậy, Diệp Quân Lâm sốt ruột nói không chừng sẽ đáp ứng. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Diệp Quân Lâm tìm kiếm làm như vậy pháp cùng thiên tài địa bảo. Đều không dùng chỗ. Tổ chức này cho Quân Quân có thể giải độc hy vọng đại khái suất là số 0. Sau lưng ta tài nguyên là vì giao cho nữ nhi của ta giải độc dùng, không phải báo thù dùng. Ta vẫn là câu nói kia, báo thù cửu đầu xà sự tình ta một người sẽ giải quyết. Chỉ là nữ nhi của ta độc không có giải hết trước đó, ta để bọn hắn sống lâu một hồi. Diệp Quân Lâm lại nhìn xem năm người nói, các người cái gì tổ chức cũng giải tán đi. Cũng không cần làm hy sinh vô vị, thù ta đến báo, xử lý cửu đầu xà một mình ta đầy đủ, chờ ta nữ nhi tốt ngày đó chính là báo thù thời gian. Chấm. Diệp Quân Lâm mấy câu để bọn hắn sửng sốt. Lúc đầu bọn hắn cũng nghĩ qua Diệp Quân Lâm cự tuyệt khả năng. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Quân Lâm vậy mà cùng trước đó là giống nhau như đúc lý do thoái thác. Một mình hắn liền có thể hủy diệt cửu đầu xà. Thổi a, tiếp tục thổi. Bọn hắn mấy lần ám sát về sau, phát giác chiến hùng quốc so trong tưởng tượng càng muốn cường đại. Tuyệt không phải hơn ngàn thần minh đơn giản như vậy. Mà lại hiện tại rất nhiều trong truyền thuyết hơn vạn thần minh. Vẫn là hèn nhát. Căn bản không dám hướng cửu đầu xà báo thù. Chỉ có thể dạng này qua qua miệng nghiệt. Nói trắng ra chính là sợ hãi, không dám báo thù, lại mạnh miệng. Chẳng qua lần này năm người đều học thông minh, không dám nhận mặt nói thẳng ra. Lần trước bị đánh tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Diệp Quân Lâm mặc dù không phải thần minh, thế nhưng không phải bọn hắn có thể địch. Diệp tiên sinh xin ngươi cũng vì nữ nhi của mình cân nhắc, ngươi một cái lực lượng cuối cùng có hạn. Vô luận là cho con gái của ngươi giải độc, hoặc là báo thù cửu đầu xà. Cùng chúng ta đoàn kết lại, hết thảy đều trở nên nhẹ nhõm. Chấm. Chẳng qua mấy người không nguyện ý nhanh như vậy từ bỏ. Còn muốn thuyết phục một phen. Liền lấy chuyện mới vừa phát sinh đến xem. Cứ việc có thay máu ghi chép loại tồn tại này, nhưng lực lượng có hạn, căn bản liền không gánh nổi. Ngươi nếu là gia nhập chúng ta, lực lượng cường đại bảo vệ dưới, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thậm chí, bọn hắn nêu ví dụ thay máu ghi chép bị hủy sự tình. Nâng lên thay máu ghi chép, Diệp Quân Lâm đột nhiên cảm giác được kia không đúng chỗ lực. Nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Luôn cảm thấy không thích hợp. Giống như từ nơi sâu xa phát giác cái gì. Không cần, ta không cần các ngươi. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra Diệp tiên sinh là sẽ không gia nhập chúng ta rồi. Năm người nói. Đúng, cút nhanh lên. Đừng ép ta nổi giận. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là năm người trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm sau lưng bảy biển thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể. Loại này khan hiếm tài nguyên tại Diệp Quân Lâm nơi này vậy mà chất thành núi. Thật sự là quá khủng bố. Rung động đến mỗi người trong tim. Báo thù cửu đầu xà tổ chức cũng có tài nguyên, nhưng quá ít. Nếu như tổ chức của bọn hắn có được những tài nguyên này, đây chẳng phải là tại chỗ có thể cất cánh rồi. Chúng ta có thể nhìn xem sao? Năm người hỏi dò. Nhìn có thể, nhưng là không nên đánh chủ ý. Diệp Quân Lâm băng lãnh thanh âm truyền đến. Hắn nơi nào không rõ những người này ý tứ. Cái này thuần túy chính là hướng về phía hắn tài nguyên đến. Hắn cũng cố ý không có tránh hiểm nghi, đem những cái này nghênh ngang lấy ra. Dù sao không quan trọng. Ai dám đánh những tài nguyên này chủ ý, ai liền phải chết. Dù là những tài nguyên này hắn muốn lấy được phi thường dễ dàng, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Năm người run rẩy bắt đầu tiến lên xem xét. Đối những cái này thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể tiến hành từng cái phân biệt.
Thật, đều là thật. Linh khí này tinh thể độ tinh khiết là ta gặp qua cao nhất. Mà lại nơi này có mấy tấn A. Quá giàu, quả thực là giàu đến chảy mỡ. Ta hận không thể trực tiếp đoạt. Chấm. Cái này trực tiếp rung động đến mấy người. Cuối cùng 5 người cũng là lưu luyến không rời rời khỏi nơi này. Trở lại đảo nhỏ về sau, đem đây hết thảy nói cho tất cả mọi người. Diệp Quân Lâm còn không gia nhập đúng không? Kia nữ nhi của nàng cũng đừng nghĩ giải độc. Chúng ta nhìn chằm chằm tất cả mọi người, nhưng phàm là có hy vọng, chúng ta liền phá hư. Tổ chức này một lòng muốn làm khó Diệp Quân Lâm. Nghe tới Diệp Quân Lâm vốn có tài nguyên về sau, đám người cả đám đều dọa sợ. Đáng sợ như vậy, vậy mà có nhiều như vậy tài nguyên, chúng ta nhất định phải đạt được, nghĩ trăm phương ngàn kế, chính là đoạt đều muốn đoạt tới. Đúng, một khi những cái này chúng ta có được, báo thù cửu đầu xà liền có hy vọng. Cái này tài nguyên trực tiếp đem mọi người tham lam toàn bộ lộ ra ánh sáng ra tới. Từng cái đều muốn điên. Đương nhiên nghĩ nuốt mất Diệp Quân Lâm tài nguyên không phải số ít. Cả đám đều tại mưu đồ bí mật. Cục thịt béo này ai cũng muốn ăn rơi. Sau đó, toàn thế giới rất nhiều thế lực hoặc là người, đều hướng Diệp Quân Lâm đưa tới phương pháp cùng thần dược loại hình. Thế nhưng là đều không dùng. Cả đám đều không bằng thay máu ghi chép. Căn bản đối giải độc không được tác dụng. Mà nhưng phàm là hữu dụng. Đều nhận cản trở. Hoặc là cửu đầu xà người, hoặc là thế lực thần bí. Bọn hắn đều tại nhao nhao phá hư. Thậm chí một chút kỳ nhân dị sĩ. Bọn hắn đều sẽ thống hạ sát thủ, những người này còn không có tìm tới Diệp Quân Lâm, liền trực tiếp giết chết. Vì thế, Hắc Ám bác sĩ rất là buồn rầu. Tìm đến Diệp Quân Lâm thương lượng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Khiến người khác tới tìm chúng ta, nhiều người như vậy không chú ý được đến A. Hắc Ám bác sĩ lo lắng. Diệp Quân Lâm cũng là cau mày. Có thể đến đều là vô dụng. Hơi cảm giác có chút dùng, căn bản đến không được nơi này. Lúc này Thượng Đế chi não lên tiếng nói, chẳng qua đâu, xuất thủ đám người này cũng bị chúng ta để mắt tới. Đoán chừng sau đó không lâu liền biết thân phận. Nguyên lai làm như thế, cũng là chờ đợi thế lực thần bí ra tay. Tốt để mắt tới bọn hắn. Đây cũng là báo thù cửu đầu xà tổ chức không nghĩ tới. Bọn hắn coi là Diệp Quân Lâm chuyết kinh thấy khuỷu tay. Căn bản không có mấy người. Chớ nói chi là đưa ra công phu đến điều tra bọn hắn. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Quân Lâm nhân thủ sung túc. Ngay tại đảo ngược để mắt tới bọn hắn. Diệp Quân Lâm nhìn xem Thượng Đế chi não nói, người đem người đều tiếp cận. Bọn hắn sẽ còn tiếp tục ra tay, mau chóng tra ra thân phận của bọn hắn. Minh bạch, hắn lại nhìn về phía Hắc Ám bác sĩ, người đến sàng chọn ra những cái kia hữu dụng. Ta tự mình đi. Trải qua khoảng thời gian này tổng kết, những cái kia thượng vàng hạ cám trên cơ bản đều là vô dụng. Muốn hữu dụng, còn phải là một quốc gia hoặc là thế lực lớn, mới có thể có được biện pháp giải độc cùng thần dược. Cho nên Diệp Quân Lâm vẫn là phải cùng những người này hợp tác. Mặt trời không lặn đế quốc không những ở tìm người, cũng tại vì Diệp Quân Lâm tích cực nghĩ biện pháp. Đưa tới không ít giải độc phương pháp cùng chân tàng một chút dược vật vân vân. Đương nhiên đối với quân quân độc đến nói, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chấm. Diệp Quân Lâm cũng không có cách. Chỉ có thể tiếp tục cố gắng, tìm kiếm hy vọng. Hy vọng mình bố trí phương pháp có thể tạo được tác dụng. Không thể không nói, lệnh treo giải thưởng vẫn hữu dụng. Vài ngày sau, thật đúng là tìm được hy vọng. Hắc Ám bác sĩ vội vã chạy đến tìm Diệp Quân Lâm. Hắc Long Quốc nói bọn hắn có biện pháp. Hắc Ám bác sĩ nói. Hắc Long Quốc từng tại toàn thế giới địa vị, nhất là khoa học kỹ thuật phương diện cùng với không còn chút sức lực nào. Bọn hắn lại có rất nhiều nguyên thủy bộ lạc, tương đương với nửa khoa học kỹ thuật quốc gia. Chẳng qua quốc gia này tôn trọng võ học lại hiếu chiến. Cho tới nay, tất cả mọi người phổ biến thể chất khôi ngô cường tráng. Lại nương theo lấy rất nhiều bí thuật, luyện thể chi pháp, cùng vu sư. Thể chất của bọn hắn quá mạnh. Dứt bỏ vũ khí nóng, Hắc Long Quốc thực lực có thể xếp hạng phía trước. Chẳng qua khoa học kỹ thuật thời đại tiến đến về sau. Bọn hắn vẫn luôn bị ép trong góc, không có tiếng tăm gì. Thế nhưng là linh khí khôi phục đến nay. Để Hắc Long Quốc cấp tốc quật khởi. Bọn hắn cũng cùng Chiến Hùng Quốc đồng dạng, trực diện chàng tai nạn này, dù sao khoa học kỹ thuật thực lực không đủ, không cách nào né tránh chàng tai nạn này. Giống đại hạ như thế an toàn đảo, bọn hắn là một cái đều xây không ra.
chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Thế nhưng là thể chất của bọn hắn quá nghịch thiên, so chủng tộc khác càng có thể hấp thu linh khí cùng tiêu hóa linh khí, chuyển hóa thành mình lực lượng. Đây chính là chủng tộc thiên phú. Bởi vậy Hắc Long Quốc trọn vẹn sinh ra hơn 500 thần minh. Cái khác chỉnh thể cường giả cũng là càng nhiều. Lại ngang nhau đẳng cấp dưới, bọn hắn càng mạnh. Dù sao thể chất của bọn hắn rất nghịch thiên. Đồng thời bọn hắn còn có các loại mật pháp cùng luyện thể thuật. Còn có cái gọi là vu sư. Có thể đem bọn hắn hấp thu linh khí trên diện rộng nhất độ chuyển hóa thành mình lực lượng. Cho nên nói đồng dạng đều là thần minh, khả năng Hắc Long Quốc thần minh muốn phổ biến mạnh một điểm. Bọn hắn chỉnh thể thực lực còn có thể tiếp tục tiến bộ. Cứ như vậy, Hắc Long Quốc tại linh khí khôi phục hàng sau tên đi vào vị thứ 5. Đi qua khoa học kỹ thuật thời đại thế nhưng là xếp tại đếm ngược hàng ngũ. Hiện tại nghe nói Diệp Quân Lâm vì nữ nhi giải độc, vừa vặn bọn hắn có rất nhiều nguyên thủy bộ lạc cùng vu sư vân vân. Có thể giải độc kỳ nhân dị sĩ không phải số ít. Biết Diệp Quân Lâm ra tay xa xỉ. Bọn hắn cũng cùng Diệp Quân Lâm thảo luận. Chỉ có điều công phu sư tử ngoạm. Biện pháp xác suất thành công cùng thay máu ghi chép đoán chừng không sai biệt lắm. Nhưng điều kiện tăng lớn số không chỉ gấp 10 lần. Bọn hắn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, hơn nữa còn có rất nhiều thiên môn phương pháp những cái này. Nói không chừng thật có thể. Bọn hắn lần này thế nhưng là cử quốc chi lực, bởi vậy điều kiện có chút cao. Đương nhiên đây là bọn hắn lấy cớ. Bọn hắn chính là công phu sư tử ngoạm. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, nói không phải cử quốc chi lực rồi. Nhìn thấy chúng ta có thể lấy ra như thế điều kiện tốt, ai không phải liều mạng. Ai không phải toàn bộ quốc gia đến tìm kiếm. Hắc ám bác sĩ phi thường bất mãn. Cảm thấy bọn hắn mượn gió bẻ măng. Công phu sư tử ngoạm. Mặt trời không lặn đế quốc một bản thay máu ghi chép đổi điều kiện vẻn vẹn 50 khối linh khí tinh thể. Là Diệp Quân Lâm cho bọn hắn thêm đến 100 khối linh khí tinh thể. Thế nhưng là Hắc Long đế quốc còn chưa có đi ra một bộ biện pháp khả thi hoặc là một gốc hữu hiệu thần dược. Vậy mà công phu sư tử ngoạm muốn một tấn linh khí tinh thể và dòng giã 30 chi thiên tài địa bảo. Cũng không phải cấp không nổi. Chỉ là bọn hắn mượn gió bẻ măng tướng ăn hơi khó coi. Cái này khiến Hắc ám bác sĩ phi thường phẫn nộ. Hắn lúc ấy thậm chí đều nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Cho nên hắn đến tìm Diệp Quân Lâm thương lượng. Chỉ là Diệp Quân Lâm một lòng đều tại trên người nữ nhi, nói thẳng, không sao cả. Đây đều là vật ngoài thân, huống chi bọn hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cũng là, những vật này đối với chúng ta đến nói không tính là gì. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ tiến về Hắc Long Quốc đi. Tranh thủ thời gian. Diệp Quân Lâm nóng vội. Cũng không muốn đảm nhiệm chuyện gì. Ví dụ như lại phát sinh thay máu ghi chép bị hủy diệt sự tình. Hắn muốn đích thân nhìn xem. Không lâu về sau, Diệp Quân Lâm một đoàn người liền đến Hắc Long Quốc nhập cảnh chỗ. Xa xa liền thấy có người nghênh đón. Người nhìn đều tiếp chúng ta tới. Một đoàn người vừa muốn đi qua, kết quả bị người ngăn lại. Chậm đã, các ngươi trước không thể đi vào. Hắc Long Quốc sứ giả hô. Làm sao rồi? Diệp Quân Lâm hỏi. Liền Hắc ám bác sĩ đều rất nghi hoặc. Trước đó Hắc Long Quốc cùng hắn thương thảo thời điểm, đặc biệt nhiệt tình. Hận không thể Diệp Quân Lâm lập tức mang theo quân quân tới giao dịch. Mau đem thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể những cái này lấy tới. Làm sao hiện tại đưa tới cửa, còn cản bọn họ lại rồi. Không nên lập tức nghênh đón bọn hắn tiến vào bên trong sao. Thượng đế chi não chỉ phía sau phi hành khí, hô, các người muốn đều ở bên trong. Tranh thủ thời gian đem cửa mở ra, còn sợ chúng ta không cho ngươi à. Nghe nói như thế, Hắc Long Quốc một đám người đều cười. Không phải nguyên nhân này. Ở bên trong đi vào trước đó, có chút việc muốn cùng các ngươi trao đổi một phen. Hắc Long Quốc sứ giả nói. Lộp bộp, nghe nói như thế, Hắc ám bác sĩ trong lòng cảm giác nặng nề. Đám này con bê muốn sinh sự. Diệp Quân Lâm cõng quân quân, sắc mặt không gợn sóng nhìn xem bọn hắn, sự tình gì. Nói đi. Chúng ta Hắc Long Quốc cử quốc chi lực vì ngươi nữ nhi giải độc, chúng ta muốn điều kiện, ngươi cũng hẳn phải biết a. Hắc Long Quốc sứ giả mở miệng nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, biết, làm sao rồi. Hắc ám bác sĩ tiến lên một bước nói, điều kiện là ta trao đổi, xảy ra chuyện gì sao? Hắc Long sử người cười nói, đó là chúng ta lão quốc chủ nói. Hắn có chút lão, hồ đồ,
không có biểu đạt rõ ràng ý tứ a. Hắc ám bác sĩ. Im lặng. Quá im lặng. Chuyện này rõ ràng là hắn trao đổi. Đối phương rõ ràng. Biểu đạt rõ ràng. Liên tục nhắc nhở hắn điều kiện. Thế nào lại là lão hồ đồ, không có biểu đạt rõ ràng. Còn nữa nói. Cùng hắn thiện nói cũng không phải lão giả a. Là người trẻ tuổi a. Là Hắc Long quốc đại vương tử a. Làm sao lão hồ đồ. Muốn đổi ý. Minh bạch. Hắc ám bác sĩ lập tức hô, các ngươi lầm đi, cùng ta trao đổi chính là bọn ngươi Hắc Long quốc đại vương tử a, cũng không phải là quốc chủ. Nơi nào đến không có biểu đạt rõ ràng a. Hắc Long quốc sứ giả cùng với khác người nhao nhao nhìn về phía Hắc ám bác sĩ. Đám người phẫn nộ quát, nói bậy, cùng ngươi trao đổi rõ ràng là lão quốc chủ, ở đâu ra đại vương tử? Ngươi còn thật biết nói láo, chuyện trọng yếu như vậy đại vương tử sao có thể đại biểu? Lúc này Hắc Long quốc đại vương tử đi ra, ngươi quá phận đi. Ta khi nào cùng ngươi trao đổi qua, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi a. Hắc ám bác sĩ nhìn xem trước đó không lâu tự mình cùng mình trao đổi Hắc Long quốc đại vương tử. Hắn cười. Trọng miệng khó cãi. Cái này Hắc Long quốc rõ ràng muốn vặn vẹo sự thật. Lấy ra một cái có lẽ có sự tình. Như vậy tiếp xuống liền phải bàn điều kiện. Diệp Quân Lâm nơi nào không rõ đây hết thảy. Hắn nhìn xem Hắc Long quốc chúng nhân nói, đã lão quốc chủ không nói rõ ràng. Vậy các ngươi đến nói rõ ràng, đừng mài dày vò khốn khổ kít. Hắn chỉ lo lắng Quân Quân, cái khác đều không muốn cùng những người này kéo. Mau nhường hắn đi vào. Lại rông dài. Hắn đều muốn san bằng nơi này. Hắc Long đại vương tử cười nói, vậy thì tốt, ta đến nói rõ ràng. Diệp tiên sinh cho ngươi nữ nhi giải độc có thể, chúng ta Hắc Long quốc sẽ cử quốc chi lực đến giúp đỡ. Nhưng chúng ta hao tổn như thế lớn nhân lực vật lực, cần điều kiện tương đối mà nói liền hà khắc chút. Ngươi nghe một chút nhìn, ngươi nếu có thể tiếp nhận, liền đi vào cho ngươi nữ nhi giải độc. Không chịu nhận, đối con gái của ngươi chúng độc một chuyện, chúng ta muốn giúp mà chẳng giúp được. Diệp Quân Lâm đều gấp chết, vậy hắn mẹ mau nói a. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ai cũng có thể nhìn ra được, bọn hắn đây chính là lâm thời thêm điều kiện. Vậy thì tốt, ta nói. Điều kiện chính là cao độ tinh khiết linh khí tinh thể 3 tấn. Phẩm chất cao thiên tài địa bảo muốn 100 chi. Chúng ta muốn tại chỗ nghiệm thu. Chất lượng thông qua, các ngươi liền có thể đi vào. Chúng ta đã tìm xong kỳ nhân dị sĩ giải độc. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắc Long đại vương tử thốt ra lời này xong. Diệp Quân Lâm ba người cùng nhau sửng sốt. Tốt một cái công phu sư tử ngoạm. Tốt một cái lâm thời thêm điều kiện. Giữa sân lập tức an tĩnh lại. Ba lần. Tại trước kia công phu sư tử ngoạm điều kiện dưới, trọn vẹn tăng lên 3 lần. Quá khủng bố. Liền nói như vậy. Bây giờ xếp tại thế giới thứ 5 Hắc Long quốc, hắn vốn có tài nguyên đều không có nhiều như vậy. Thiên tài địa bảo số lượng có lẽ có. Nhưng loại này cao độ tinh khiết linh khí tinh thể hắn cho ăn bể bụng cũng liền 200-300 khối. Thế nhưng là bọn hắn kêu đi ra 3 tấn linh khí tinh thể. Cái này sư tử miệng mở cũng quá lớn. Đều muốn đem mình dạ dày cho no bạo. Liền điều kiện này tài nguyên, đều có thể so sánh thứ 3 cùng thứ 2 quốc gia thế lực. Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não đều muốn tức điên. Kém chút phát tác tại chỗ. Vô sỉ. Không biết xấu hổ. Thật sự là chưa thấy qua như thế người tham lam. Người đi si vọng là vô hạn. Nhưng đây cũng quá khoa trương. Lần này liền Diệp Quân Lâm sắc mặt đều biến. Hắn là không thiếu. Tại nhất định trên ý nghĩa đến nói. Những vật này hắn nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cầm tới những vật này thậm chí so chém giết thần minh còn đơn giản. Thế nhưng là mọi thứ phải giảng đạo lý. Phải giảng phép tắc cùng thành tín. Nhất là đôi bên giao dịch làm ăn. Làm như vậy liền quá phận. Diệp Quân Lâm ánh mắt trở nên có mấy phần rét lạnh. Hắc Long quốc mọi người thấy ba người thần sắc, bọn hắn đều cười. Biết mình hô đúng rồi. Cái này xác thực thét lên Diệp Quân Lâm mấy người trong tâm khảm. Lại nói bọn hắn có thể đáp ứng hay không, chỉ ít hiện tại bọn hắn do dự. Cái này mục đích của bọn hắn liền đạt tới. Hắc Long quốc kỳ thật nghe được mặt trời không lặn đế quốc thay máu ghi chép bị hủy còn lấy được 100 khối tinh thể về sau, bọn hắn liền nghĩ nếm thử dưới. Ngay từ đầu hô lên 1 tấn linh khí tinh thể cùng 30 chi thiên tài địa bảo. Hắc Long quốc mình cũng biết là công phu sư tử ngoạm. Nhưng biết Diệp Quân Lâm sốt ruột,
liền muốn thử một chút. Cùng mặt trời không lặn đế quốc điều kiện căn bản không cách nào so sánh được. Đều gấp mấy chục lần. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quân Lâm lưu loát đáp ứng, lập tức mang nữ nhi đến. Cái này khiến bọn hắn ý thức được kỳ thật điều kiện này còn chưa tới Diệp Quân Lâm bọn hắn ranh giới cuối cùng. Bởi vậy mọi người thương lượng, Lâm thời ngăn chặn bọn hắn, thêm điều kiện chuyện này. Dù sao Diệp Quân Lâm tích cực như vậy, nhìn ra được, hắn rất gấp nữ nhi tình trạng. Vì nữ nhi liều lĩnh, điều kiện này nói không chừng liền đáp ứng. Bởi vậy mới có ngăn lại một màn này. Hắc Long Quốc Đại Vương Tử cười nói, ta biết điều kiện này rất khó khăn. Thế nhưng là không có điểm ấy ngon ngọt sao? Chúng ta Hắc Long Quốc cũng không ai phí sức đi cho ngươi nữ nhi giải độc a. Nếu là không chịu nhận, liền mời về đi. Đúng, nhìn các ngươi dáng vẻ đắn đo, điều kiện này các ngươi không chịu nhận, không cách nào thành thục, đều trở về đi. Chấm. Hắc Long Quốc đám người bắt đầu thúc giục nói. Hắc Ám bác sĩ nhìn chòng chọc vào đám người, cắn răng nói, các ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá. Các ngươi căn bản không giảng thành tín. Thượng đế chi não cũng rất kích động, không sai. Kỳ thật các ngươi ngay từ đầu điều kiện chính là công phu sư tử ngoạm. Cùng mặt trời không lặn đế quốc so tài một chút các ngươi liền biết mình có bao nhiêu quá phận. Một đám lòng tham không đáy ra hỏa. Hắc Long Quốc Đại Vương Tử cười nói, vậy các ngươi không xen vào. Chúng ta liền điều kiện này. Các ngươi có lẽ có tốt hơn đường ra. Kia xin cứ tự nhiên đi. Chúng ta trở về. Nói xong, một đoàn người quay người liền muốn rời khỏi. Chậm đã. Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm thanh âm vang lên. Hắc Ám bác sĩ cùng thượng đế chi não lập tức hô, Diệp tiên sinh không thể a, bọn hắn quá khi dễ người. Diệp Quân Lâm không để ý bọn hắn, nhìn xem xoay người Hắc Long Quốc Đại Vương Tử mấy người hỏi, các ngươi khẳng định muốn ngay tại chỗ lên giá. Đưa ra điều kiện này. Đúng, không sai. Hắc Long Đại Vương Tử gật gật đầu. Vậy thì tốt, các ngươi có cái này khẩu vị sao? Bụng có thể chống hạ sao? Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi. Người đây không cần phải để ý đến. Chúng ta đương nhiên chống hạ. Đây coi là cái gì? Lại đến nhiều một chút, chúng ta cũng có thể chống đỡ phải hạ. Mấy người nói. Tốt, rất tốt. Diệp Quân Lâm cười. Diệp Quân Lâm cười rất hòa thuận, nhưng tại Hắc Ám bác sĩ bọn hắn xem ra, là siêu cấp đáng sợ. Đây chính là hắn nổi giận điềm báo. Thậm chí Hắc Long Quốc Đại Vương Tử những người này đều dự liệu được. Càng như vậy, đã nói lên càng nguy hiểm. Không biết vì sao, bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Thậm chí trong đó mấy vị thần minh cũng là như thế. Nhìn xem Diệp Quân Lâm, cảm giác vô cùng sợ hãi. Bọn hắn đều cảnh giác lên. Chờ đợi Diệp Quân Lâm đoạn dưới. Sau đó, Diệp Quân Lâm nói ra, tốt, cứ dựa theo điều kiện của các ngươi đến. Lời này mới ra. Ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Hắn vậy mà đáp ứng rồi. Gần như không chần chờ chút nào đáp ứng. Cái này khiến đám người cảm thấy nghi hoặc. Nhất là Hắc Ám bác sĩ hai người. Diệp tiên sinh. Hắc Ám bác sĩ hai người không hiểu nhìn xem Diệp Quân Lâm. Dựa theo tính tình của hắn, không cũng đã bắt đầu giết sao. Diệp tiên sinh ngươi chuyện gì xảy ra? Sao có thể đáp ứng bọn hắn điều kiện như vậy a? Hai người nóng nảy hô. Nghe ta, đem đồ vật cho bọn hắn. Diệp Quân Lâm ngữ khí không thể nghi ngờ. Chúng ta, cứ việc Hắc Ám bác sĩ hai người không có cam lòng. Cũng không có biện pháp. Chỉ có thể mang theo Hắc Long Quốc đám người đi phi hành khí kiểm kê vật phẩm. Phi hành khí rất lớn. Mang đồ vật cũng đầy đủ. Cứ như vậy, trơ mắt đem 3 tấn linh khí cảnh giác cùng 100 chi thiên tài địa bảo giao cho Hắc Long Quốc. Đồ vật toàn bộ là thật. Vô luận phẩm chất vẫn là độ tinh khiết đều viễn siêu tại tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vậy Hắc Long Quốc đám người từng cái cười đến không ngậm miệng được. Kiếm bột. Trực tiếp phát tài. Trực tiếp để Hắc Long Quốc đi vào cạnh tranh trước 3 thế lực tranh đoạt hàng ngũ. Bọn hắn một chút phù sư hoặc là mật pháp luyện thể thuật mặc dù không đến mức nhân tạo thần minh. Thế nhưng là có thể để cho chiến lực đạt tới thần minh. Nhân tạo thần minh cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có linh khí phóng xạ tẩy lễ tới trình độ nhất định mới tính thần minh. Chẳng qua có thể đạt tới thần minh cấp chiến lực cũng được. Chẳng qua trước kia là tài nguyên khan hiếm. Hiện tại tài nguyên phong phú đến. Cái này đủ để cho Hắc Long Quốc làm rất nhiều chuyện, làm ra rất nhiều động tác ra tới. Cả đám đều hưng phấn miệng đều liệt đến lỗ tai cây.
nếu không phải bọn hắn lâm thời thêm điều kiện, nơi nào đến nhiều như vậy bảo vật. Bọn hắn rất may mắn làm ra quyết định như vậy đến. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải đều đánh giá thấp Diệp Quân Lâm lằn danh. Hiển nhiên nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, chứng minh bọn hắn còn không có chạm tới Diệp Quân Lâm danh giới cuối cùng. Còn có thể tiếp tục thêm điều kiện. Chẳng qua bây giờ lại thêm điều kiện có thể sẽ chọc giận người ta. Bọn hắn không nghĩ đến miệng thịt mỡ đều chạy đi. Hối hận,